Lúc đầu hắn ta còn tưởng là mình không tìm được cơ hội báo thù, không ngờ lại nhìn thấy Trần Triệu Dương trong lễ đính hôn. Phát hiện ra Trần Triệu Dương không tặng quà, hơn nữa từ lúc vào đến giờ anh chỉ cắm mặt ăn, chẳng khác nào một tên nhà quê. Chuyện ấy khiến Ngụy Thân cảm thấy kích động, hắn ta muốn mượn tay nhà họ Phòng để trả thù cho mối nhục ngày hôm qua. Sau khi Ngụy Thân nói dứt lời, ánh mắt của tất cả mọi người trong phòng đổ dồn về phía Trần Triệu Dương. Bởi vì trong này chỉ có một mình Trần Triệu Dương là cứ ăn liên mồm, những người khác chỉ ăn hương ăn hoa, nào có ai ăn uống thả phanh như anh. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người, Trần Triệu Dương đặt miếng thịt gà đang cầm xuống, nghi hoặc nhìn mọi người. Sau khi nhìn thấy Ngụy Thân, trong mắt anh hiện lên nét cợt nhả. Không ngờ cái tên đó còn dám xỏ xiên anh, xem ra bài học ngày hôm qua vẫn còn nhẹ nhàng lắm. Bị Trần Triệu Dương liếc nhìn, Ngụy Thân giật thót mình. Hiện giờ ở đây chỉ có một mình hắn ta là người nhà họ Ngụy, những người khác đã vào trong trò chuyện với trưởng lão của nhà họ Phòng rồi. Nhưng nghĩ tới chuyện đây là địa bàn của nhà họ Phòng, hắn ta cảm thấy tự tin hơn nhiều. Tới đây thì đều là khách, cho dù không có quà thì cũng có thể chúc một câu để biểu đạt tấm lòng, Phòng Vĩnh Tín xua tay, rộng lượng nói. Gia chủ, anh ta không có thiệp mời, đúng lúc này, đôi mắt của tên nhân viên đón khách sáng rực lên. Anh ta bước nhanh tới bên cạnh Phòng Vĩnh Tín và nhỏ giọng nói. Anh này, theo trí nhớ của tôi thì trong danh sách khách mời không có tên anh thì phải, không biết anh là người của gia tộc nào, Phòng Vĩnh Tín không mấy quan tâm tới quà cáp, nhưng có người lạ lẻn vào lễ đính hôn của con trai ông ta, còn không biết mục đích là gì, ông ta nhất định phải hỏi cho ra lẽ. Thật là ngại quá gia chủ Phòng, cậu ấy là do tôi đưa tới. Tôi là Dương Lệ của nhà họ Dương. Dương Lệ đứng bên cạnh sợ Trần Triệu Dương gây chuyện nên vội lên tiếng. Phòng Vĩnh Tín chau mày lại khi nghe Dương Lệ nói vậy. Còn Ngụy Thân cũng tỏ ra bực bội, lẽ nào kế sách mượn dao giết người sẽ thất bại ư? Cho dù có người đưa cậu tới nhưng không chuẩn bị quà cáp gì thì cũng không lịch sự đâu. Làm gì có ai đi dự tiệc cưới mà không mang quà cáp chứ, Ngụy Thân tiếp tục muốn tìm chỗ chết đây mà. Ai nói tôi không chuẩn bị quà mừng, dĩ nhiên phải có rồi. Trần Triệu Dương đang giàu vì lấy cớ gì để làm lý do gây sự, không ngờ được Ngụy Thân lại tự mình đưa tới cửa. Món quà mà tôi chuẩn bị có một không hai, không ai ở đây có thể so bì được, Trần Triệu Dương lau vết dầu mỡ trên miệng rồi lên tiếng nói. Nghe anh nói vậy, những vị khách có mặt đều tỏ ra không phục. Dù gì quà họ tặng đều được lựa chọn rất kỹ càng, làm sao có thể không bằng quà của một tên nghèo rất mồng tơi như anh. Ố, cậu không ngại thì lấy ra thử xem. Phòng Vĩnh Tín có vẻ tò mò, rốt cuộc là món quà gì mà lại có một không hai. Hơn nữa còn gây áp lực cho khách khứa có mặt tại hội trường. Cái này, quà của tôi khá là bí mật, để nhiều người biết thì không hay lắm, Trần Triệu Dương tỏ ra khó xử. Anh lắc đầu và nói. Ha ha, tôi thấy chắc là không chuẩn bị gì nên mới thoái thác đây mà, Ngụy Thân cười lớn tiếng, sau đó chế nhạo nói. Đúng vậy, có bản lĩnh thì lấy ra cho mọi người xem thử. Gì mà bí mật. Tôi thấy chắc là không có rồi. Một nhân vật nhỏ còn vọng tưởng thông qua cách này thu hút sự chú ý của nhà họ Phòng à. Tôi thấy cậu ta muốn lòe thiên hạ mà thôi. Những vị khách khác cũng tỏ ra bất bình, dựa vào cái gì mà món quà đắt tiền họ tặng, lại không thể có được sự chú ý của người nhà họ Phòng. Cái tên khoác lác này lại làm được. Thằng danh, mau đem quà ra đi, đừng có lải nhải nữa. Có thì mau đem ra, không có thì cút, lúc này Phòng Văn Diệu tỏ ra bực bội. Chỉ là một tên hề mà muốn kéo dài thời gian. Hắn ta không chờ được, nôn nóng muốn hoàn thành lễ đính hôn với Từ Tịnh Nhã. Được rồi, vốn dĩ tôi còn muốn lén đưa cho anh. Nếu anh muốn mọi người đều biết thì tôi nói ra vậy. Nghe Phòng Văn Diệu nói vậy thì vẻ mặt của Trần Triệu Dương nhất thời lộ ra vẻ bất lực. Quà mừng của tôi chính là có thể giúp anh trị khỏi bệnh của mình. Trần Triệu Dương lập tức tiến lên một bước, vẻ mặt hờ hững nói. Vốn là muốn chờ xem trò cười của Trần Triệu Dương. Họ cũng muốn xem thử anh đưa ra món quà như thế nào. Nhưng khi nghe Trần Triệu Dương nói vậy, tất cả mọi người đều ngớ ra, tên xấu xa này đúng là gì cũng dám nói. Lúc này, sắc mặt của người của nhà họ Phòng đều rất khó coi, nhất là Phòng Văn Diệu, mặt mày tái nhợt, hung hăng trừng mắt nhìn Trần Triệu Dương. Bảo vệ, mau qua đây đưa cái tên khốn kiếp này ra ngoài. Ông đây không có bệnh, mày trị bệnh gì cho tao chứ, lúc này Phòng Văn Diệu điên cuồng giống lên. Anh chắc chắn mình không có bệnh sao, cơ thể suy nhược, thường ra mồ hôi, mỗi ngày tới nửa đêm đều tỉnh giấc vì cơn đau. Mỗi lần như vậy, nếu không có thuốc thì tối đa là một phút, còn dùng thuốc thì tầm khoảng 3 đến 5 phút.
đây quả thật là bệnh, người bình thường đâu có như vậy chứ. Trần Triệu Dương ra vẻ muốn tốt cho người khác nên lên tiếng giải thích. Wow! Nghe Trần Triệu Dương nói những lời này, mọi người đều nhìn sang phòng Văn Diệu với ánh mắt dò xét. Căn bệnh này e là không có người đàn ông nào muốn. Cho dù thật sự mắc bệnh thì cũng không muốn để người khác biết. Dù gì chuyện này đối với bất kỳ người đàn ông nào cũng là một sự sỉ nhục. Nhưng Trần Triệu Dương lại nói thẳng thừng như thế, dù là giả thì cũng đã khiến người khác nảy sinh những suy nghĩ lung tung rồi. May, nghe Trần Triệu Dương nói chi tiết như vậy, hai bố con phòng Vĩnh Tín và phòng Văn Diệu biến sắc, vì những gì anh nói đều là sự thật. Hơn nữa, với thế lực của nhà họ Phòng, tìm không biết bao nhiêu bác sĩ nhưng vẫn không chữa khỏi cho hẳn ta. Điều đáng sợ là càng trị thì càng tệ, uống rất nhiều thuốc, cuối cùng dẫn đến nhờn thuốc. Thuốc bình thường cơ bản không có tác dụng gì cả. Sắc mặt của người nhà họ Từ rất khó coi. Dù gì nhà họ Từ gả con gái nhưng người phải lấy lại là một tên phế vật thì đúng là cuộc sống quá phụ. Nếu đúng thật là như vậy thì họ đã hại chính con gái mình rồi. Tuy họ cần tạo mối quan hệ hợp tác với nhà họ Phòng, nhưng cũng không thể đẩy con gái của gia tộc mình vào hố lửa được. Nếu họ thật sự làm như vậy, vậy thì danh tiếng của nhà họ Từ sẽ bị bôi nhọ. Dù gì Từ Tịnh Nhã cũng là một cô gái. Cho dù không lấy chồng thì ở trong gia tộc cũng tốt hơn nhiều so với những tên cậu ấm ăn nằm chờ chết. Vì vậy vẻ mặt của người nhà họ Từ lúc này rất khác thường, họ giao tiếp bằng ánh mắt với nhau. Chàng trai trẻ, cơm có thể ăn bừa nhưng nói thì không thể nói bậy. Nói nhiều dễ chuốc thị phi vào người, vẻ mặt của phòng Vĩnh Tín lúc này đã bình tĩnh lại. Dĩ nhiên ông ta nhìn thấy sự thay đổi sắc mặt của người nhà họ Từ, bọn họ còn giao tiếp bằng ánh mắt với nhau. Có phải là thật hay không? Tôi tin trong lòng các người còn rõ hơn tôi. Tôi chỉ nói, tôi có cách trị cho anh ta, Trần Triệu Dương mỉm cười và tự tin nói. Bố, mau đuổi hắn ta ra ngoài, lúc này phòng Văn Diệu lại không chịu được ánh mắt của những người xung quanh, nhất là đám người thì thầm to nhỏ bên tai, vốn là rắc muối lên vết thương của hắn ta, khiến hắn ta đau nhói. Người đâu, mau chặt đứt tay chân, cắt lưỡi và ném cái tên nói nhảm nhí này ra ngoài. Phòng Vĩnh Tín biết nếu hôm nay không mạnh tay thì e là sau này nhà họ Phòng sẽ trở thành trò hề. Lời đàm tiếu về người nhà họ Phòng không phải ai cũng có thể nói. Nếu đã dám nói ra thì phải trả giá đắt, Phòng Vĩnh Tín nhìn về những vị khách đang có mặt, sau đó lên tiếng nói với giọng đe dọa. Hễ người nào bị Phòng Vĩnh Tín nhìn lướt qua thì hoặc là né tránh, hoặc là cúi đầu không dám nhìn thẳng. Trần Triệu Dương không hề tỏ ra sợ sệt, anh lại nói thêm, thật ra cũng không thể trách tôi. Tôi vốn muốn nói riêng với mấy người, là cái tên này cứ bắt tôi phải nói thẳng ra, tôi cũng hết cách. Nói xong, Trần Triệu Dương chỉ vào Ngụy Thân. Mọi ánh mắt đều dồn về phía của Ngụy Thân, nếu nói tới thủ phạm thì chính là Ngụy Thân rồi còn gì. Nếu không phải hắn ta thì chuyện này cũng sẽ không làm cho dư luận xôn xao đến vậy. Bị Trần Triệu Dương chỉ mặt, sắc mặt của Ngụy Thân đột nhiên trăng bệch. Hắn ta biết, mình đã bị Trần Triệu Dương cho vào trong. Người nhà họ Phòng không dễ gì tha cho Trần Triệu Dương. Nhưng bản thân làm ngòi nổ thì chắc cũng xong đời. Làm sao tôi biết rằng cậu ta sẽ nói những lời nhảm nhí như vậy? Những gì cậu ta nói chắc chắn là giả. Sao cậu chủ Văn Diệu có thể bị bệnh được chứ? Lúc này, Ngụy Thân đã có chút nói năng lộn xộn. Nhưng hắn ta không nhận thức được, mỗi câu mình nói ra thì sắc mặt của người nhà họ Phòng càng trở nên khó coi hơn. Mày câm miệng lại ngay. Người đâu? Lôi thằng khốn này ra ngoài cho tôi, phòng Văn Diệu nổi khùng lên, hắn ta quát thật to. Đám bảo vệ đang chờ sẵn bên cạnh cùng xông lên đè Ngụy Thân xuống mặt đất, kéo hắn ta quăng ra khỏi phòng tiệc như một con chó chết. Lúc đó, Ngụy Thân cũng muốn nói gì đó, nhưng nhân viên bảo vệ kia cực kỳ thông minh, đánh hắn ta ngất xỉu rồi lôi ra ngoài. Nhìn thấy thủ đoạn của người nhà họ Phòng, mọi người đều cảm thấy sợ hãi, không dám nói lung tung nữa. Dù sao lúc đầu Ngụy Thân cũng định lấy lòng người nhà họ Phòng, nhưng không ngờ lại chuốc họa vào thân. Gia chủ Phòng, xem ra ông không mấy quan tâm đến cuộc sống của con ông sau này nhỉ. Nếu thế thì tôi cũng hết cách rồi, Trần Triệu Dương lắc đầu như thể bất đắc dĩ lắm. Thằng danh, câm miệng lại, cắt lưỡi nó cho tôi, Phòng Vĩnh Tín quát lạnh một tiếng, đám bảo vệ lập tức lao về phía Trần Triệu Dương. Chỉ có điều Trần Triệu Dương sẽ chẳng đứng yên để cho bọn họ động tới mình. Bọn họ vừa tới gần là anh lập tức ra tay. Bịch, bịch, mấy bàn tay vung ra, đám bảo vệ bị đánh bay ra ngoài như mấy con búp bê vải. Gia chủ Phòng, bảo lũ ăn hại ấy tới đối phó với tôi, ông không cảm thấy buồn cười sao,
Trần Triệu Dương đánh bay đám bảo vệ đi rồi phủi tay, nói bằng giọng ngả ngớn. Thấy Trần Triệu Dương ra tay, đôi mắt của Phòng Vĩnh Tín co rụt lại. Ông ta biết cái tên ngông cuồng này tới đây để gây chuyện, nếu không thì đã chẳng sỉ nhục nhà họ Phòng một cách trắng trợn như thế. Rốt cuộc mày là ai? Phòng Vĩnh Tín không thăm dò ra được thực lực của Trần Triệu Dương, bèn mở miệng hỏi. Tôi tới để chúc mừng, các ông không cảm kích thì thôi, lại còn dùng bạo lực với tôi, tưởng tôi dễ bắt nạt lắm hả? Trần Triệu Dương bắt đầu đanh giọng lại, lạnh lùng nhìn về phía Phòng Vĩnh Tín. Mày không muốn tiết lộ thân phận thì tao cũng không hỏi nữa, đợi đến khi bắt được, nhà họ Phòng sẽ có cách để mày phải mở miệng. Đến lúc đó, mày có muốn chết cũng khó đấy. Đắc tội với nhà họ Phòng, kết cục sẽ rất thê thảm. Phòng Vĩnh Tín thản nhiên nhìn Trần Triệu Dương rồi liếc sang chỗ nhà họ Dương. Sắc mặt của Dương Đức Trung và Dương Lệ biến đổi hẳn. Bọn họ là người thành phố Vân Hải, sinh ra và lớn lên ở đây, vậy nên cảm thấy kính sợ nhà họ Phòng từ tận đáy lòng. Chính bọn họ đã đưa Trần Triệu Dương vào, bây giờ Trần Triệu Dương đắc tội với nhà họ Phòng, e rằng nhà họ Dương bọn họ cũng sẽ gặp rắc rối. Nhà họ Dương vừa trải qua một tai nạn lớn, mới bình thường trở lại chưa được bao lâu, không thể gặp vấn đề gì được nữa. Gia chủ Phòng, nhà họ Dương không có quan hệ gì với Trần Triệu Dương cả, chỉ bởi vì cậu ta quen biết với con gái tôi nên con gái tôi mới định dẫn tới gặp tôi. Nhà họ Dương chúng tôi hoàn toàn không biết những gì mà cậu ta làm, cũng sẽ không đối đầu với nhà họ Phòng, mong Phòng gia chủ xem xét thật kỹ. Dương Đức Trung cần răng một cái rồi đứng lên nói. Mặc dù nhờ Trần Triệu Dương nên lúc trước nhà họ Dương mới thoát được một kiếp nạn, nhưng bây giờ đối mặt với nhà họ Phòng, Dương Đức Trung quyết đoán lựa chọn. Nhà họ Phòng là một con quái vật khổng lồ, bọn họ không đắc tội nổi. Nếu hôm nay không phân rõ giới hạn với Trần Triệu Dương thì e là nhà họ Dương sẽ không thể tồn tại được. Nghe thấy câu nói của bố mình, sắc mặt của Dương Lệ biến đổi hẳn. Cô ấy không ngờ là bố mình lại chối bỏ quan hệ với Trần Triệu Dương, như thế khác nào qua cầu rút ván. Đám người nhà họ Dương nghe gia chủ nói vậy thì đều thở dài một hơi, hiển nhiên bọn họ cũng không muốn trở thành kẻ địch với nhà họ Phòng. Đối với bọn họ, nhà họ Phòng đáng sợ hơn Trần Triệu Dương nhiều, đó là lòng kính sợ đã ăn sâu vào xương máu. Bố, sao bố lại thế? Dương Lệ kéo bố mình lại rồi sốt sắng nói. Con đừng nói gì hết, chuyện đã đến nước này. Rồi thì bố chỉ có thể làm như vậy mà thôi, Dương Đức Trung nói ngay, sau đó bảo người nhà họ Dương ở đằng sau giữ Dương Lệ lại. Gia chủ Phòng, thật ngại quá, tôi dạy con không nghiêm, về nhà tôi sẽ bảo ban lại con bé, Dương Đức Trung nói với Phòng Vĩnh Tín. Trong lúc nói, ông ta chẳng nhìn Trần Triệu Dương cái nào, như thể người đã cứu nhà họ Dương không phải là anh. Trần Triệu Dương không hề cảm thấy ngạc nhiên về chuyện này, chỉ nhìn Dương Đức Trung một cái thật sâu. Anh không trách Dương Lệ, dù sao cô ấy cũng chỉ là một cô gái yếu đuối, không thể làm được gì trước quyết định của gia tộc. Tốt lắm, chú em Đức Trung là người hiểu chuyện, mong hãy lùi sang một bên, tôi sẽ xử lý thằng nhóc ngông cuồng này trước. Phòng Vĩnh Tín rất hài lòng trước hành động của Dương Đức Trung. Xem ra nhà họ Phòng vẫn có sức uy hiếp với mọi người ở thành phố Vân Hải. Nếu mày muốn mạnh bạo hơn thì cũng được thôi. Người đâu, bắt lấy thằng đó. Phòng Vĩnh Tín nhìn về phía Trần Triệu Dương, trong mắt mang theo sự lạnh lẽo. Phòng Vĩnh Tín vừa dứt lời, năm bóng người xuất hiện xung quanh Trần Triệu Dương, bao vây anh kín mít. Lúc này, khách khứa xung quanh đều đứng lùi ra xa, sợ gặp tai bay vạ gió. Vẫn chưa đủ đâu. Nếu lão già nhà ông muốn lũ phế vật này tới nộp mạng thì tôi đành lãng phí chút sức lực vậy, nhìn năm người này, Trần Triệu Dương lắc đầu. Đối với Trần Triệu Dương, năm tên võ giả hậu thiên tiểu thành này chẳng khác đám bảo vệ vừa rồi là bao. Đánh xong đi rồi hãy nói, Phòng Vĩnh Tín cười lạnh một tiếng. Những võ giả này khác hẳn với bảo vệ bình thường, mong là sau khi đánh xong, thằng danh này vẫn còn hăng hái như thế. Nghe thấy lời nhận xét của Trần Triệu Dương về mình, năm người kia lập tức nổi giận. Bọn họ là võ giả, bình thường đâu có ai dám ăn nói với bọn họ như vậy. Với người bình thường, bọn họ là những người kiểm soát tuyệt đối. Thằng danh, mày yên tâm, lát nữa tao sẽ đánh vêu mồm mày lên, trong mắt của tên võ giả cầm đầu lóe lên sự độc ác, gã ta nhắm vào chân Trần Triệu Dương. Tốc độ của bốn người còn lại cũng không chậm, vừa ra tay là đã dùng ngay chiêu thức tàn nhãn, không hề nghĩ tới chuyện Trần Triệu Dương có chịu nổi hay không. Bảo chúng mày là lũ phế vật cũng có nghĩa là chúng mày còn không bằng cả rác rưởi nữa. Rác rưởi ít nhất còn tái chế được, còn chúng mày thì chỉ có nước tiêu hủy thôi, Trần Triệu Dương lắc đầu, sau đó vung tay ra.
Tên võ giả cầm đầu còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra thì đã bị Trần Triệu Dương đánh bay ra ngoài, đụng mạnh vào bàn ăn, khiến thức ăn và rượu trên bàn rơi hết xuống đất. Không đợi những võ giả khác phản ứng gì, Trần Triệu Dương đã xông thẳng về phía chúng và đánh đấm lia lịa. Đám võ giả kia căn bản không phải đối thủ của Trần Triệu Dương, chỉ bốn chưởng thôi là tất cả đã bị đánh bay đi. Sắc mặt của người nhà họ Phòng đen kịt lại, võ giả đã ra tay rồi mà vẫn không bắt được tên ngông cuồng này, đây là một sự ảnh hưởng lớn tới tiếng tăm của nhà họ Phòng. Khách khứa ồ lên, không ngờ nhà họ Phòng vẫn luôn mạnh mẽ như thế mà cũng có ngày hôm nay, e rằng từ nay trở đi, sự kính sợ của bọn họ với nhà họ Phòng cũng sẽ giảm đi phần nào. Gia chủ Phòng, đừng cử lũ phế vật này ra làm lãng phí thời gian của nhau nữa. Bày hết sức mạnh của bộ tộc Hắc Sơn các người ra đi, nếu không thì lũ người này sẽ chỉ là bao cát hết thôi, Trần Triệu Dương phủi tay, nói với dáng vẻ nhởn nhơ. Cái gì? Nghe thấy câu nói của Trần Triệu Dương, những người cầm quyền trong nhà họ Phòng đều cứng đờ mặt lại, hiển nhiên bộ tộc Hắc Sơn là một bí mật mà người bình thường trong gia tộc không biết. Dù sao thì bộ tộc Hắc Sơn cũng là điều cấm kỵ ở Hoa Hạ, không ai dám nhắc đến, lại càng không có ai dám thu nhận bộ tộc Hắc Sơn. Những người cầm quyền trong nhà họ Phòng đều chắc chắn là mình không để lộ ra ngoài, nhưng bây giờ lại bị một tên xa lạ biết được, hơn nữa còn bô bô ra trước mặt mọi người. Những khách khứa bình thường ở xung quanh cứ ngây ra, không biết Trần Triệu Dương nói thế là sao. Nhưng nhà họ Phòng thay đổi sắc mặt hẳn đi thế kia thì chắc hẳn bộ tộc Hắc Sơn ấy là một bí mật không thể nói ra được. Nghĩ tới đây, vẻ mặt của một vài người thông minh trở nên khó coi, bọn họ sợ người nhà họ Phòng sẽ giết người diệt khẩu. Nhưng ở đây có nhiều doanh nhân nổi tiếng của thành phố Vân Hải như thế, bọn họ cũng yên tâm hơn đôi chút. Nếu nhiều người xảy ra chuyện cùng một lúc thì e rằng nhà họ Phòng cũng chẳng che giấu được. Kính thưa các vị khách quý, hôm nay đã xảy ra một vài chuyện, đành phải mời mọi người đi trước, lúc khác nhà họ Phòng chúng tôi sẽ bày tiệc để xin lỗi, Phòng Vĩnh Tín chắp tay xin lỗi khách khứa. Đương nhiên, tôi cũng mong là mọi người hãy kín miệng về chuyện ngày hôm nay, nếu không người nhà họ Phòng chúng tôi sẽ tới tận nhà xin lỗi, khi nói đến hai chữ xin lỗi, trong mắt Phòng Vĩnh Tín lóe lên nét tàn nhãn. Tất cả mọi người lập tức run lên, ai cũng hiểu ý của Phòng Vĩnh Tín. Ông ta đang công khai cảnh cáo mọi người đừng đi nói lung tung, nếu không người nhà họ Phòng sẽ tới tận nhà tính sổ. Trần Triệu Dương không ngăn cản, cứ thế nhìn bọn họ. Làm thế cũng đúng ý anh. Dù sao nhiều người quá thì có một số chuyện sẽ hơi khó giải quyết. Sau đó khách khứa kéo nhau rời đi, nhà họ Dương cũng đi theo, người nhà họ Phòng không hề ngăn cản. Hừ, người nhà họ Từ hừ lạnh một tiếng rồi đưa Từ Tịnh Nhã đi. Trước khi đi, Từ Tịnh Nhã tỏ vẻ lo lắng, hiển nhiên là cô ta không nghĩ rằng mọi chuyện lại thành ra thế này. Trần Triệu Dương nháy mắt ý bảo cô ta cứ yên tâm. Mặc dù rất lo lắng, nhưng Từ Tịnh Nhã chẳng thể làm được gì. Chỉ đành đi theo người của gia tộc. Rời khỏi đó. Trong phòng tiệc chỉ còn lại Trần Triệu Dương và người nhà họ Phòng, bầu không khí trở nên nặng nề. Phòng Vĩnh Tín đang định nói gì đó thì đằng sau vang lên tiếng bước chân và tiếng cười nói. Đại trưởng lão, đứa cháu bất tài của tôi đính hôn mà ông còn đích thân tới đây, thằng anh này xấu hổ quá, một giọng nói già cả nhưng sang sảng vang lên, một nhóm người bước ra từ phòng trong. Trưởng lão Phòng Vũ, chuyện gì đang xảy ra vậy? Một ông lão tóc bạc, vẻ mặt lại hồng hào đang định khách sáo thêm vài câu nữa, nhưng sau khi nhìn thấy tình hình trong hội trường lễ đính hôn, ông ta nghi ngờ hỏi. Vụ gì đây? Khách khứa đâu hết rồi? Đã xảy ra chuyện gì vậy hả? Người được gọi là trưởng lão Phòng Vũ bước tới, nói với vẻ mặt cáu giận. Mà đám Ngụy Giang Hà đang đi theo sau đại trưởng lão Ngụy Đỉnh Phong thì thay đổi sắc mặt, bởi vì bọn họ nhìn thấy Trần Triệu Dương, không ai có thể ngờ được rằng anh lại tới quậy phá trong lễ đính hôn của nhà họ Phòng. Sau đó, đám Ngụy Giang Hà đồng loạt cười lạnh, Trần Triệu Dương muốn chết thì cũng đỡ mất công bọn họ phải ra tay. Đại trưởng lão, tên kia chính là thằng Trần Triệu Dương ngông cuồng, chúng ta cứ đứng xem một lát đã, đừng vội, sau khi Phòng Vũ đi tới khu vực mà người nhà họ Phòng đang đứng, Ngụy Giang Hà nhỏ giọng nói với Ngụy Đỉnh Phong. Ồ, chỉ là một thằng vắt mũi chưa sạch mà các người cũng bó tay, đúng là một lũ vô dụng, nghe Ngụy Giang Hà nói vậy, đại trưởng lão Ngụy Đỉnh Phong hừ lạnh một tiếng. Có vẻ như rất bất mãn. Đại trưởng lão nói vậy làm người nhà họ Ngụy cúi hết đầu xuống, bao gồm cả Ngụy Giang Hà, bởi vì bọn họ không thể phản bác được lời nhận xét của đại trưởng lão, cũng chẳng dám phản bác. Trần Triệu Dương cũng nhìn thấy người nhà họ Ngụy, nhưng bây giờ có người nhà họ Phòng, người nhà họ Ngụy không nhúng tay vào thì anh cũng chẳng để ý tới. Trưởng lão Phòng Vũ,
Thằng danh đó tên là Trần Triệu Dương, nhưng hắn biết chuyện về bộ tộc Hắc Sơn, vậy nên, Phòng Vĩnh Tín nhỏ giọng nói với Phòng Vũ. Nghe thấy câu nói của Phòng Vĩnh Tín, đôi mắt của Phòng Vũ hơi dao động. Ông ta không nổi giận ngay, mà là quay đầu nhìn về phía nhà họ Ngụy, nói với Ngụy Đỉnh Phong. Chú em Đỉnh Phong, để chú phải chê cười rồi. Nhà họ Phòng chúng tôi có chút ân oán cần giải quyết, tôi không thể tiếp đón chú được nữa, lúc khác tôi sẽ mang loại bánh trà mà tôi đã cất kỹ mấy chục năm tới nhà, uống trà tâm sự với chú. Không sao, ông anh Phòng Vũ có việc thì chúng tôi xin phép đi trước, Ngụy Đỉnh Phong không để lộ ra ân oán với Trần Triệu Dương, ông ta cũng nương đó đồng ý ngay. Sau đó, người nhà họ Ngụy được Ngụy Đỉnh Phong tiễn đi, Trần Triệu Dương không hề ngăn cản. Bởi vì anh cảm nhận được rằng lão già tên là Ngụy Đỉnh Phong này không dễ chọc, hẳn là thực lực của ông ta đã vượt qua Thiên Tiên Đại Thành, ngang tầm với lão già Phòng Vũ. Nếu chỉ đối phó với nhà họ Phòng thì anh chắc như bắp, nhưng nếu đối đầu với cả nhà họ Ngụy nữa thì khó nói lắm. Bố, sao vừa rồi bố lại nói như thế, sau khi ra ngoài, Dương Lệ được thả ra, cô ấy phẫn nộ nhìn Dương Đức Trung. Hừ, chẳng lẽ con không biết nhà họ Phòng là gia tộc như thế nào sao? Chỉ một ngón tay thôi cũng đủ để dí chết nhà họ Dương rồi. Nếu vừa rồi chúng ta đứng về phía Trần Triệu Dương thì e là thứ chờ đợi nhà họ Dương chúng ta chính là mối họa diệt tộc. Dương Đức Trung hừ lạnh một tiếng, ông ta bắt đầu dậy đời. Nhưng nếu không có Trần Triệu Dương thì làm gì còn nhà họ Dương, e là đã bị người khác thế chỗ rồi. Chúng ta làm như vậy là vong ân phụ nghĩa, sau này người khác phát hiện ra thì sẽ chỉ khinh thường nhà họ Dương mà thôi, Dương Lệ lấy lý lẽ ra tranh luận. Câm miệng, con thì biết cái gì? Bố làm thế cũng là vì gia tộc, Trần Triệu Dương đã đắc tội với Kỳ Môn Sơn, bây giờ lại đắc tội với nhà họ Phòng, cậu ta chẳng còn nhởn nhơ được bao lâu nữa đâu. Một người đã chắc chắn là sẽ đi đời nhà ma, chúng a về phe cậu ta thì được lợi gì? Dương Đức Trung chẳng hề quan tâm tới chuyện Trần Triệu Dương cứu nhà họ Dương, ông ta chỉ nghĩ phải làm sao để vực dậy sau tai nạn ấy, đưa nhà họ Dương lên đỉnh vinh quang. Bố đúng là bất chấp lý lẽ. Dương Lệ tái mặt đi, biết mình không thể làm dao động quyết định của bố được, chỉ đành đứng ở cổng nhìn vào khách sạn Thụy Hải xa hoa. Bên kia, mặc dù nhà họ Từ cũng đã rút lui nhưng bọn họ cũng giống nhiều người khác, đều đứng bên ngoài hóng chuyện, bọn họ muốn xem thử đến cuối cùng ai có thể bước vào cánh cửa của khách sạn này. Chỉ có điều, không ai trong người nhà họ Từ cho rằng Trần Triệu Dương có thể bước vào trong, dù sao thì Trần Triệu Dương cũng chỉ có một mình, còn nhà họ Ngụy lại là một thế lực lớn. Trần Triệu Dương, anh nhất định không được để mình bị làm sao đâu đấy, nếu không tôi không biết phải ăn nói với Nam Cung Yến thế nào. Lúc này, trong lòng của Từ Tịnh Nhã lại hối hận vô cùng, cô ta không ngờ được sự tình lại biến thành tình trạng không thể cứu vãn như thế này. Thực lực của nhà họ Phòng vô cùng lớn mạnh, năng lực của Trần Triệu Dương cũng mạnh không kém, nhưng sợ rằng anh vẫn không phải là đối thủ của nhà họ Phòng. Cô ta chỉ hy vọng nếu Trần Triệu Dương không đánh lại được anh có thể chạy trốn được. Tuy rằng người nhà họ Ngụy cũng đi ra khách sạn Thụy Hải, nhưng họ cũng giống những người khác, ngồi trong xe của mình, quan sát bên này. Đại trưởng lão, sau khi nấy chúng ta không ở lại, nếu như nhà họ Phòng không thể đối phó Trần Triệu Dương, ông có thể trực tiếp ra tay, giết chết Trần Triệu Dương, như vậy cũng có thể phô bày được sức mạnh của nhà họ Ngụy chúng ta. Trên một chiếc xe, Ngụy Giang Hà nhìn Ngụy Đỉnh Phong với ánh mắt khó hiểu rồi hỏi. Giang Hà, anh ấy à, vẫn còn non lắm. Nếu như thật sự chỉ là mâu thuẫn bình thường, nhà họ Phòng nhất định sẽ không để khách khứa của mình rời đi hết đâu. Dù sao, đây cũng là cơ hội tốt để phô trương thực lực nhà họ Phòng. Nếu nhà họ Phòng để khách khứa ra về hết, vậy thì chứng tỏ họ có chuyện gì đó không muốn để người ngoài biết, đây có thể là bí mật nhà họ Phòng. Nếu như chúng ta không rời đi, ắt sẽ dẫn tới sự nghỉ kỳ của nhà họ Phòng, đến lúc đó lại bất lợi cho sự hòa hảo của hai gia tộc. Ngụy Đỉnh Phong là người dày dặn kinh nghiệm. Chỉ cần nhìn một cái đã có thể đại khái đoán được sự việc. Nghe thấy lời đại trưởng lão, Ngụy Giang Hà cùng các lãnh đạo nhà họ Ngụy đều lộ ra vẻ mặt đã hiểu. Vậy, đại trưởng lão, nếu như cuối cùng Trần Triệu Dương thắng thì chúng ta phải làm sao? Ngụy Giang Hà hơi ngập ngừng nói với Ngụy Đỉnh Phong. Tuy rằng khả năng này vô cùng nhỏ nhưng nếu như thật sự xảy ra tình huống như anh nói thì chúng ta thay đổi kế sách đối với Trần Triệu Dương, không thể cứng rắn được. Nói xong, Ngụy Đỉnh Phong nhìn sâu vào mắt Ngụy Giang Hà. Bị ánh mắt của đại trưởng lão quét qua, Ngụy Giang Hà lập tức thấy hốt hoảng trong lòng, ông ta biết, e là mọi tính toán của mình đã bị đại trưởng lão biết được, có vẻ đại trưởng lão không hài lòng đối với một vài quyết định của ông ta. Nghĩ đến đây,
Sau lưng Ngụy Giang Hà chảy đầu mồ hôi, giữa hè nắng nóng mà ông ta lại cảm thấy ớn lạnh. Đương nhiên, Giang Hà, những đóng góp của anh cho gia tộc trong mấy năm nay, tất cả mọi người đều biết rõ như ban ngày, tôi chỉ muốn nhắc nhở anh một câu, tất cả đều phải đặt lợi ích của gia tộc lên hàng đầu, nếu những chuyện khác làm ảnh hưởng đến lợi ích gia tộc, anh biết phải làm gì rồi đấy, Ngụy Đình Phong nói với vẻ mặt lạnh lùng. Vâng, đại trưởng lão, Giang Hà biết phải làm thế nào, Ngụy Giang Hà lập tức thở một hơi nhẹ nhõm, nhìn thấy đại trưởng lão không hài lòng với cách làm lấy việc công để trả thù tư của mình, nhưng lại không nghĩ đến việc tước bỏ chức vị gia chủ của mình. Đợi sau khi nhà họ Ngụy rút lui hết, đám người nhà họ Phòng đều nhìn Trần Triệu Dương với ánh mắt chẳng mấy thiện ý. Người bình thường trong gia tộc của nhà họ Phòng tuy không biết đã xảy ra chuyện gì mà khiến cho người đứng đầu của gia tộc căng thẳng như vậy, nhưng đạo lý cùng chung mối thù thì vẫn hiểu được. Quát con, cậu biết được tộc Hắc Sơn từ đâu hả? Lúc này Phòng Vũ đứng dậy, ánh mắt sắc lạnh nhìn Trần Triệu Dương. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lão già, tôi đây phải có nghĩa vụ trả lời câu hỏi của ông sao? Trần Triệu Dương nghe thấy mấy lời không khách khí kia của Phòng Vũ thì cũng thẳng thừng chửi lại chẳng hề muốn chịu thua thiệt. Phòng Vũ nghe thấy cách xưng hô của Trần Triệu Dương đối với mình thì lập tức sững người, ngay sau đó lại càng thêm giận dữ hơn. Sống ở đời bao nhiêu năm nay, chưa có ai dám vô lễ với ông ta như vậy, ông ta đều có chút không quen, bây giờ bỗng nhiên lại nghe thấy vậy, cơn giận dữ trong lòng lại càng dâng cao thêm. Quát con, cậu chết chắc rồi, Phòng Vũ giận dữ. Ngay lập tức cơ thể ông ta lắc một cái, đánh mạnh vào đầu Trần Triệu Dương. Ông ta căn bản không hề nương tay trong cú đánh này. Huyền tôi thấy ông chán sống rồi thì phải, lại dám ra tay với ông đây hả? Hôm nay tôi mở lòng từ bị, tiễn di gạch dưới ông về Tây Thiên, Trần Triệu Dương hừ lạnh một. Gạch dưới tiếng, trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn, lập tức cua tay nghênh chiến. Kể từ sau khi cơ thể được rèn luyện hai lần, anh vẫn chưa được đánh nhau đã đời lần nào. Lần này anh nhất định phải đánh thật đã, sức mạnh của lão già này cũng không hề kém, chỉ không biết có chống đỡ được không thôi. Trong chớp mắt hai người đã va chạm nhau, một luồng sức mạnh lớn lan tỏa ra xung quanh, bàn ghế, băng ngồi xung quanh bọn họ đều bị luồng sức mạnh này đánh vỡ nát. Đám người nhà họ Phòng nháo nhào lùi lại phía sau, không có ai dám lại gần chỗ hai người đánh nhau. Đợi đến khi luồng sức mạnh kia tiêu tan, mọi người mới phát hiện hai người Trần Triệu Dương và Phòng Vũ đều đã lùi ra sau hai bước, dễ thấy, trong cú đụng độ khi nấy, hai người đều ngang tài ngang sức. Thấy cảnh tượng này, đám người Phòng Vĩnh Tín lập tức thay đổi sắc mặt. Bọn họ không ngờ thực lực của Trần Triệu Dương lại mạnh đến thế, phải biết rằng tuy Phòng Vũ không phải là người giỏi võ nhất của nhà họ Phòng bọn họ, nhưng ít nhiều cũng nằm trong top 3. Mà trưởng lão Phòng Vũ đã tu luyện nhiều năm như vậy, tên Trần Triệu Dương mới lớn chừng này. Khoảng 20 tuổi mà lại có thể đánh ngang sức với Phòng Vũ, thật đúng là lật đổ những nhận thức của bọn họ. Hả, chỉ là thiên tiên tiểu thành, mà lại có thực lực mạnh mẽ đến vậy, sắc mặt Phòng Vũ bỗng thay đổi, một cú đánh khi nấy, tuy ông ta vẫn chưa dùng toàn bộ sức lực nhưng cũng đã dùng tới 8 phần công lực. Nhưng ngay cả như vậy, đối phương lại vẫn có thể cân sức với ông ta, hơn nữa, cánh tay ông ta lúc lại còn sưng lên đau đớn. Nhìn lại Trần Triệu Dương lại như chẳng có chút thương tổn gì. Thậm chí còn chẳng thay đổi sắc mặt. Hừ, ô e con, lần này lão đây phải đánh nghiêm túc rồi, bất phân thắng bại với một thằng nhóc nhỏ hơn mình cả hai thế hệ, đây chính là nỗi nhục của ông ta. Xung quanh lại có nhiều người nhà họ Phòng như vậy, đây đúng là một cú đả kích lớn đến danh tiếng và uy nghiêm của Phòng Vũ. Thế nên, ông ta nhất định phải ra tay tàn bạo, một đòn chém chết đối thủ. Ồ, hy vọng chiêu tiếp theo của ông sẽ khiến tôi kinh ngạc một chút. Nếu không thì chẳng mấy chốc mà tôi ngủ mất, Trần Triệu Dương ngáp một cái, sau đó làm bộ lười biếng nói. Vốn dĩ anh còn có chút hưng phấn, nhưng kết quả lại khiến anh hơi thất vọng. Ô e con, mày tìm chỗ chết đi, nghe thấy Trần Triệu Dương nói với giọng phách lối như vậy, Phòng Vũ bị chọc đến tức tối. Lúc này, hai quyền của Phòng Vũ mạnh mẽ đan chéo nhau, một luồng khí nóng bỏng tỏa ra từ trong nắm đấm của mình, nhiệt độ xung quanh bỗng nhiên tăng lên. Kinh khí ngoại phóng, không đúng. Đây là chiêu thức võ thuật, Trần Triệu Dương cảm nhận được luồng khí nóng bỏng kia, lông mày khẽ nhíu lại, sau đó giãn ra. Vốn dĩ, Trần Triệu Dương còn cho rằng sức mạnh của Phòng Vũ này đã đạt đến tầng cực cao, nếu như thật sự như vậy thì anh chỉ có một con đường, chính là chạy trốn. Nếu như chỉ là chiêu thức võ thuật được thi triển ở cảnh giới thiên tiên, vậy thì chẳng có gì, dù sao, dựa vào thực lực của anh hiện giờ thì căn bản không cần dùng đến chiêu thức võ thuật cũng đủ để ứng chiến rồi. Wow!
Đây chính là liệt dương trưởng của trưởng lão phòng vũ, tên nhãi nhép đó chết chắc rồi. Không những chết chắc, mà còn bị nướng chín nữa là đăng khác. Đây chính là hậu quả của việc chống đối lại nhà họ phòng của chúng ta. Nếu như người của những thế lực khác vừa rồi cũng có mặt thì tuyệt quá, vừa hay khiến cho bọn họ phải khiếp sợ một phơ. Những đệ tử của nhà họ phòng ở xung quanh đều rất phấn khích, ai nấy cứ như thể trưởng lão phòng vũ của bọn chúng đã chiến thắng rồi vậy. Cậu nhóc, tôi đánh một trưởng này, nếu cậu còn có thể đứng được thì tôi sẽ để cậu rời đi mà không gây khó dễ gì. Phòng vũ giơ hai tay lên với bộ dạng xem trời bằng vung nhìn Trần Triệu Dương nói. Trưởng lão phòng vũ quá uy phong rồi. Không hổ là trưởng lão phòng vũ, phong thái thật đĩnh đạc. Đây chính là nhà họ phòng của chúng ta, lấy đức báo oán. Lời nói của phòng vũ khiến cho những đệ tử nhà họ phòng ở xung quanh càng thêm ngưỡng mộ không thôi, ánh mắt nhìn về phía ông ta tựa như những vì sao nhỏ đang sáng lấp lánh. Phì, ông đừng có hài hước như vậy nữa được không, làm như mình có thể đánh được trưởng thứ hai không bằng, loại võ công này, không rút hết chân khí trong cơ thể ông ra đã coi như ông lợi hại rồi. Vốn dĩ Trần Triệu Dương vẫn còn chút nghiêm túc, nhưng cảm nhận được chiêu thức của phòng vũ gần như tiêu tán hết chân khí trong cơ thể thì Trần Triệu Dương lập tức thả lòng. Nghe Trần Triệu Dương nói vậy, vẻ mặt của ông ta chợt thay đổi rõ rệt, bởi vì anh nói đúng. Chiêu này là tuyệt kỹ phòng thân của ông ta. Sau khi sử dụng nó, chân khí trong cơ thể ông ta sẽ bị tiêu hao sạch, nếu không phải người nhà họ phòng đang ở xung quanh thì ông ta cũng không dám thi triển nó. Nhưng làm sao Trần Triệu Dương biết được điều này? Thằng nhãi con, câm mồm, mau chết đi, phòng vũ biết rằng mình không thể để Trần Triệu Dương nói tiếp, nếu không, tên nhãi này sẽ phá hủy hình tượng anh minh thần võ của ông ta mất. Lập tức, bóng dáng của phòng vũ lóe lên, hai lòng bàn tay tách ra, đồng thời tấn công về phía Trần Triệu Dương, với chiêu thức này, ông ta đã phong ấn tất cả không gian mà anh có thể né tránh. Trần Triệu Dương hiện lên vẻ hưng phấn, anh có một ý tưởng táo bạo, muốn thử thể xác của mình đạt đến mức độ nào. Ngay lập tức, Trần Triệu Dương trực tiếp dùng hai lòng bàn tay mình đón lấy. Tên nhãi nhép này chán sống rồi sao? Quả là thiêu thân lao vào lửa. Tôi đã thấy qua người ta cầu để được sống sót, nhưng chưa từng thấy ai cầu để được chết cả. Khi những người xung quanh nhìn thấy Trần Triệu Dương muốn cứng trọi cứng cùng với trưởng lão phòng vũ thì không tránh khỏi kinh ngạc kêu lên, sau đó tất cả lộ ra vẻ chế giễu, hiển nhiên là không ai cho rằng Trần Triệu Dương vẫn có thể sống sót được dưới một trưởng của trưởng lão phòng vũ. Bùm! Sau cú va chạm của hai người, hai bóng người bỗng lui về sau mấy bước. Nóng quá đi mất, hai người tung chưởng vào nhau, Trần Triệu Dương đột nhiên kêu lên một tiếng, nhanh chóng phủi phủi trên cơ thể mình. Quần áo trên người đều bị liệt dương chưởng của phòng vũ thiêu đốt, nếu không phải anh phủi kịp thời, sợ rằng quần áo của anh đã thành thời trang ăn mày rồi. Nhưng dù vậy, quần áo trên người anh cũng bị đốt cháy đến mức lộ cả da thịt bên trong. Nhìn thấy tình cảnh bi đát của Trần Triệu Dương, cả nhà họ phòng đều lộ ra vẻ mặt như mong đợi. Mặt khác, sắc mặt của phòng vũ chợt bỏ bừng lên sau khi tiếp trưởng cùng với Trần Triệu Dương, sau đó, ông ta cố hết sức kìm nén máu đang trào ra trong cơ thể mình, từng ngụm máu trào lên miệng đều bị ông ta ép nuốt xuống. Trưởng lão phòng vũ thật là uy phong, xem ra trưởng lão phòng vũ ra tay vẫn còn. Nhân từ, nếu không thằng nhãi này nhất định sẽ bị nướng chín rồi. 2. Ai bảo trưởng lão phòng vũ có một tấm lòng nhân ái chứ? Vốn dĩ phòng vũ đã bình tĩnh lại, nhưng khi nghe thấy những lời của đệ tử mình, sắc mặt của ông ta đột nhiên không được tốt lắm, đây đúng là sát muối vào vết thương của ông ta. Tuy nhiên, ông ta cũng không thể nói bất cứ điều gì, nếu không sẽ không bị lộ. Lão già kia, ông đốt hỏng hết quần áo của tôi rồi. Điều này khiến tôi rất tức giận đấy, vẻ mặt của Trần Triệu Dương có chút khó chịu, giận dữ nhìn về phía phòng vũ. Thằng danh con, mày còn không biết tốt xấu, trưởng lão phòng vũ của bọn tao đã nhân từ lắm rồi. Đúng vậy, nếu không, không chỉ quần áo của mày bị đốt, đến cả người của mày cũng bị nướng khét rồi. Mày có tin là hôm nay, mày không thể bước ra khỏi đây không? Khi các đệ tử của nhà họ phòng xung quanh nghe thấy Trần Triệu Dương gào thét giận dữ vậy, bọn chúng đều trừng mắt nhìn anh, chỉ trích anh không ngừng. Được rồi, đừng nói nữa, hãy nghe trưởng lão. Phòng vũ nói đi. Phòng Vĩnh Tín là gia chủ của nhà họ phòng, tất nhiên nhận ra trưởng lão phòng vũ có. Điều không ổn, lập tức hét lên với đám người đó. Chàng trai trẻ, nếu cậu đã đỡ được một trưởng này của tôi thì với tư cách là trưởng lão của nhà họ phòng, tôi nhất định sẽ giữ lời hứa. Cậu có thể đi được rồi,
vừa nói Phòng Vũ vừa đưa hai tay ra phía sau lưng rồi phô ra dáng vẻ thương hại. Vậy thì không được, hai lần vừa rồi đều là do ông ra tay, giờ đến lượt tôi, Trần Triệu Dương cười nhạt một tiếng, sau đó nói tiếp, thấy ông già vậy rồi nên tôi chấp ông, không ra tay nhiều, chỉ có một bạt tai, nếu ông có thể đứng vững, tôi cũng sẽ tha cho ông. Khuôn mặt của Phòng Vũ sa sầm lại khi nghe anh nói vậy, còn chưa kịp nói thì đám đệ tử của nhà họ Phòng ở xung quanh liền nháo nhào cả lên. Tên thối kia, mày đang nói cái gì vậy, mày không biết cảm kích trưởng lão Phòng Vũ đã tha cho mày thì thôi đi, lại còn ăn nói ngông cuồng. Làm sao một đứa ngạo mạn như mày lại sống tới giờ được vậy? Bố mẹ mày cũng cử thật đấy. Đúng vậy, bố mẹ mày có thể nuôi mày lớn như vậy thật sự không dễ dàng. Còn sống không tốt sao? Tại sao phải tìm cái chết mới được? Vốn dĩ Trần Triệu Dương vẫn không bận tâm gì, nhưng sau khi nghe đám người này bàn luận về bố mẹ mình, sắc mặt của anh lập tức thay đổi. Ngay lập tức, một luồng sát khí đáng sợ bùng phát lên từ người anh. Sát khí này thực sự rất kinh khủng, giống như thực chất, ùn ùn kéo đến, phóng thẳng về phía đám người xung quanh. Người trong toàn bộ đại sảnh đều bị sát khí này bao phủ lại, như thể rơi vào động băng, tất cả đều thay đổi sắc mặt. Vẻ mặt của Phòng Vũ và các tiền bối khác trong nhà họ Phòng đều hoảng hốt, họ chưa bao giờ nhìn thấy sát khí nào đáng sợ đến như vậy. Nhà họ Phòng bọn họ cũng được coi là một gia đình võ thuật gia truyền, cho dù đã là thời hòa bình nhưng nhà bọn họ cũng sẽ phái đệ tử tới biên giới để rèn luyện. Có thể nói, ít ai trong nhà họ Phòng mà đôi tay chưa từng dính qua máu tươi, hầu như ai cũng từng lấy mạng của người khác. Nhưng ngay cả những thủ lĩnh vũ trang trên tay dính đầy máu tanh đó cũng không có sát khí kinh khủng như vậy. Đây quả là từ trong đống xác chui ra. Mày, vừa mới nói cái gì, Trần Triệu Dương nhìn chằm chằm vào hai người đệ tử của nhà họ Phòng đang nói về bố mẹ của mình, lạnh lùng nói. Hai người bị Trần Triệu Dương nhìn chằm chằm, lập tức toát mồ hôi lạnh, không nói nên lời, hiển nhiên là bị sát khí của Trần Triệu Dương công kích mà mất đi năng lực kiểm soát của mình. Bọn mày nói quá nhiều rồi, tao muốn bọn mày vĩnh viễn câm miệng lại, Trần Triệu Dương hứ lạnh một tiếng, sau đó thân hình lóe lên. Tới trước mặt hai người họ. Bỗng một bạt tai được giáng xuống, hai người đó còn không kịp phản kháng thì đã bị Trần Triệu Dương tát thẳng vào mặt, đầu bọn họ xoay tròn trên cổ hai vòng, rồi rớt xuống đất. Đây là... Nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu này, tất cả mọi người trong nhà họ Phòng đều run sợ, bọn họ không ngờ đến người thân của mình đang sống sờ sờ ra vậy lại bị chém chết trước mặt mình. Sau khi giết hai người này, sát khí trên người Trần Triệu Dương giống như thủy triều dần dần rút đi. Mọi người trong đại sảnh liền thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt nhìn về phía Trần Triệu Dương trở nên vô cùng kinh hãi. Sát khí của người này vô cùng mãnh liệt, nói chuyện không hợp ý thì liền giết người, hơn nữa người này còn trẻ như vậy, đắc tội rồi, e rằng sau này hậu quả khôn lường. Được rồi, giờ đến ông rồi, lão già, nháo nhào cả ngày rồi. Yên tâm, tôi chỉ đánh một cái bạt tai thôi, Trần Triệu Dương hướng mắt nhìn về phía Phòng Võ, trong ánh mắt anh lóe lên một tia sáng lạnh lão. Vào lúc này, mọi người mới hiểu, một cái bạt tai mà Trần Triệu Dương nói nghĩa là gì. Khuôn mặt già nua của Phòng Võ chợt đỏ ửng, ông ta không muốn mất mặt, nhưng cũng không muốn chết. Ông ta có thể nhìn ra rằng Trần Triệu Dương vẫn còn tràn đầy sức lực, còn mình thì đã thế suy sức yếu. Chân khí trong cơ thể đã bị tiêu hao gần hết rồi, phải biết là vừa rồi ông ta thi triển liệt dương trưởng, cho dù là những kẻ mạnh mẽ ngang hàng với ông ta cũng không thể chống chọi lại được. Trưởng này... Nên mức tiêu hao của nó đương nhiên là nghiêm trọng. Anh Trần xin khoan đã, anh và nhà họ Phòng chúng tôi thật ra không hề có thù sâu oán nặng gì, chỉ là một chút hiểu lầm nho nhỏ mà thôi, bây giờ anh Trần cũng đã xả giận rồi, chỉ bằng dừng tại đây đi, thế nào, Phòng Vĩnh Tín tất nhiên nhìn ra cục diện trước mặt, liền đứng dậy mở lời nói. Ồ, bây giờ biết cầu hòa rồi à, không còn dùm beng như lúc muốn giết tôi nữa hả, nhưng tôi là một người rất thù dai. Nói một cái bạt tai thì là một cái bạt tai, Trần Triệu Dương lại trực tiếp châm biếm nói. Sau khi bị anh chế nhạo vài câu, Phòng Vĩnh Tín lại không hề tức giận, bởi vì ông ta biết, giận dữ không hề có tác dụng gì, thực lực của Trần Triệu Dương vượt xa sức tưởng tượng của ông ta. Cho nên ông ta bắt buộc phải bình tĩnh. Anh Trần nói chí phải, lần này là do chúng tôi không biết tốt xấu rồi, hay là hôm nay bỏ qua đi, thế nào, Phòng Vĩnh Tín lại mở lời. Giọng điệu vô cùng kiêng nể, khiến người ta cảm thấy vô cùng dễ chịu. Được thôi, có điều, cái bạt tai này của tôi mà không đánh ra được thì cảm thất rất khó chịu, thế này đi, hay là ông bỏ tiền ra mua nó đi, như vậy tôi sẽ không đánh ra nữa,
Trần Triệu Dương cười, đưa tay ra xoa ngón cái và ngón trỏ của mình. Nghe thấy anh nói vậy, tất cả người nhà họ Phòng đều tức hộc máu mà không dám hó hé nửa lời, thậm chí là nhìn thôi cũng không dám nhìn anh bằng ánh mắt hung dữ. Như vậy đi anh Trần, tôi ra giá 100 triệu tệ mua cái bạt tai này của anh, được không? Phòng Vĩnh Tín không hề giận dữ mà nói với vẻ mặt vui vẻ. Tôi cảm thấy cái bạt tai này của tôi không rẻ như vậy, cho nên ông có thể tăng thêm một chút đi. Trần Triệu Dương chắp tay sau lưng, dáng đi chữ bát, vô cùng thong dong nói. 200 triệu, Phòng Vĩnh Tín lại nói. Lần này, Trần Triệu Dương không buồn nói nữa mà im lặng. Sau đó, Phòng Vĩnh Tín tiếp tục tăng giá cho. Đến khi ông ta nói đến 1 tỷ, Trần Triệu Dương mới gật đầu hài lòng với con số này. Mà lúc này, trong lòng Phòng Vũ lại cảm thấy nhục nhã vô cùng, ông ta không ngờ ở cái tuổi già này rồi còn bị sỉ nhục như vây. Gia tộc vì không để bản thân nhận lấy cái bạt tai này mà chấp nhận bỏ ra cái giá 1 tỷ khiến ông A càng oán hận Trần Triệu Dương sâu sắc hơn. Cảm ơn nha, lần sau nếu có việc làm ăn như một này tôi sẽ lại đến tìm nhà họ Phòng, sau khi Trần Triệu Dương nhận được tin nhắn chuyển tiền đến, mặt cười rạng rỡ nói. Dứt lời, anh liền xoay người đi ra ngoài, vừa tới cửa, Trần Triệu Dương quay đầu lại nói, anh thật sự gạch dưới không thích hợp để kết hôn, bằng không, sau này không những không đứng dậy nổi, mà đến mạng cũng sẽ. Trần Triệu Dương còn chưa nói hết câu, nhưng tất cả mọi người đều hiểu được ẩn ý trong câu nói đó, lúc này, ngay cả ánh mắt của đám người nhà họ Phòng đó nhìn Phòng Văn Diệu cũng trở nên kỳ quái. Phòng Văn Diệu đỏ mặt tía tai, nhưng đối mặt với Trần Triệu Dương hùng mạnh như vậy, hắn ta không dám mở miệng nói gì, chỉ có thể ngậm bồ hồn làm ngọt. Thôi bỏ đi, tôi nhiều chuyện rồi, đi đã, Trần Triệu Dương vội ngậm miệng lại, sau đó ra vẻ mặt bí hiểm rời đi. Bố, chúng ta cứ để như vậy sao? Sau khi Trần Triệu Dương rời đi, trong vòng 2 phút đồng hồ cả đại sảnh không ai dám nhúc nhích gì, cuối cùng Phòng Văn Diệu cũng không nhịn được nữa, liền hỏi bố mình. Trưởng lão Vũ, ông không sao chứ? Phương Vĩnh Tín bỏ ngoài tai lời của con trai mình, trực tiếp bước tới bên cạnh trưởng lão Phòng Võ. Tôi không sao, nhưng tên Trần Triệu Dương này quá mạnh rồi, chân khí của cậu ta có chút cổ quái, hơn nữa thể chất của cậu ta cũng rất mạnh mẽ. Tôi phải trở về thảo luận với anh cả và anh hai một chút, trong mắt Phòng Vũ hiện lên một chút oán hận, lập tức nói. Vâng, Phòng Vĩnh Tín gật đầu và bắt đầu thu dọn tàn cục này. Những người đứng chờ bên ngoài rất lo lắng, không biết bên trong có chuyện gì. Vừa đầy 10 phút, một bóng người bước ra. Lại là Trần Triệu Dương, khi mọi người nhìn thấy Trần Triệu Dương đi ra, đều ngạc nhiên kêu lên. Chỉ là tình huống lúc này của Trần Triệu Dương rất xấu hổ. Nhất là quần áo của anh bị thủng lỗ chỗ, nhìn chẳng khác gì một tên ăn mày. Mọi người đều rất tò mò, bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trần Triệu Dương có thể ra ngoài an toàn, còn nhà họ Phòng thì sao? Ngay lập tức, ánh mắt của một số tiền bối các gia tộc đều lóe lên, nếu nhà họ Phòng thực sự thua thì cục diện của thành phố Vân Hải e là phải thay đổi. Khi mọi người trong nhà họ Ngụy nhìn thấy cảnh này, trong lòng đều không tránh khỏi chấn động. Đại trưởng lão! Phải làm sao đây? Nhìn dáng vẻ hiện tại của Trần Triệu Dương chắc là thế suy sức yếu rồi, chúng ta có nên ra tay không? Ngụy Giang Hà hào hùng nói khi nhìn thấy tình cảnh bi đát của Trần Triệu Dương. Chúng ta hãy cứ quan sát thêm, xem nhà họ Phòng thế nào đã, Ngụy Đỉnh Phong lắc đầu. Trần Triệu Dương, anh không sao chứ? Quá tốt rồi, cậu không sao cả. Ngay khi Trần Triệu Dương bước ra, Từ Tịnh Nhã và Dương Lệ đã vội vàng chạy tới và đồng thanh hỏi. Từ Tịnh Nhã và Dương Lệ tất nhiên đã nhìn thấy nhau, mặc dù bọn họ có duyên gặp trên máy bay một lần, nhưng bọn họ không ngờ rằng đối phương lại quan tâm đến anh đến như vậy. Tôi không sao, đi thôi, Trần Triệu Dương lắc đầu, cũng không có nói gì liên quan tới sự việc đã xảy ra bên trong. Mặc dù người của các gia tộc khác cũng muốn hỏi Trần Triệu Dương, bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng họ cho rằng nhà họ Phòng vẫn chưa ra, nên tất cả đều chọn cách tiếp tục quan sát. Tiểu Lệ, quay lại mô. Lúc này Dương Đức Trung đi tới, lạnh lùng nói. Mặc dù không biết bên trong xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn bộ dạng của Trần Triệu Dương, thê thảm như vậy, ông ta nghĩ chính là người nhà họ Phòng đã tha cho anh một mạng. Bằng không, với thực lực của nhà họ Phòng, làm sao Trần Triệu Dương có thể an toàn rời khỏi chứ? Vì vậy, ông ta quyết định giữ khoảng cách với Trần Triệu Dương, ít nhất là không để cho nhà họ Phòng cảm thấy nhà họ Dương và anh là cùng một thuyền. Bố! Bây giờ Trần Triệu Dương đã như vậy rồi, lẽ nào chúng ta thật sự ngoảnh mặt làm ngơ thế sao? Dương Lệ tức giận lên tiếng. Nhưng cô ấy còn chưa nói xong thì đã bị Dương Đức Trung cắt ngang. Được rồi,
Con đừng nói nữa, mau theo bố về. Nếu con không về thì sau này đừng về nhà họ Dương nữa. Gia tộc chúng ta không chịu được cơn phẫn nộ của nhà họ Phòng đâu, không thể tự chuốc họa vào thân, Dương Đức Trung bất lực nói, sau đó quay lưng rời khỏi. Bố, Dương Lệ chợt rưng rưng nước mắt, cảm thấy bất bình khi nghe bố mình nói lời tuyệt tình như thế. Trần Triệu Dương vì cô ấy mới đắc tội với Kỳ Môn Sơn. Bây giờ, bố của mình lại vô tình như vậy. Đi đi, dù gì ông ấy cũng là bố của cô. Sau này, tôi không nhúng tay vào chuyện của nhà họ Dương nữa, Trần Triệu Dương nhàn nhạt lắc đầu. Anh không ra tay diệt nhà họ Dương coi như cũng may lắm rồi. Muốn anh lấy đức báo oán thì khó à? Nghe Trần Triệu Dương nói vậy, trong lòng của Dương Lệ nhất thời nhói đau. Nhưng cô ấy cũng biết, chuyện này không trách Trần Triệu Dương được. Nếu đổi lại là cô ấy thì chưa chắc sẽ rộng lượng được như Trần Triệu Dương. Tuy là thấy có lỗi với Trần Triệu Dương nhưng cô ấy cũng không muốn gây rạn nứt tình bố con. Cô ấy quyết định quay về và thuyết phục bố mình lần nữa. Chính ngay lúc này, người nhà họ Phòng cũng rời khỏi khách sạn. Sau khi đi ra, bọn họ vốn không hề dừng lại mà trực tiếp lái xe rời khỏi. Còn đối với những người bên ngoài, tất nhiên là người nhà họ Phòng nhìn thấy. Nhưng có mặt của Trần Triệu Dương ở đó, bọn họ đều không dám dừng lại. Lỡ như Trần Triệu Dương nuốt lời, ra tay trước, mặt nhiều người ở thành phố Vân Hải, sợ rằng lúc đó người nhà họ Phòng sẽ vô cùng bẽ mặt. Cậu Trần, xem ra cậu và con gái tôi quen biết nhau. Nếu đã như vậy, chỉ bằng tới nhà chúng tôi ở vài ngày, lúc Trần Triệu Dương đang chuẩn bị đến khách sạn thì bố của Từ Tịnh Nhã là Từ Hồng Nho. Đi tới, nói với vẻ mặt rạng rỡ. Từ Tịnh Nhã không ngờ rằng vào thời điểm này, bố mình lại lôi kéo Trần Triệu Dương, nhưng đây lại là một chuyện tốt đối với cô ta. Chí ít, cô ta có thể lợi dụng sức mạnh của gia tộc mình để giúp Trần Triệu Dương. Nếu ông Từ đã mời, tôi nào dám không nghe, theo, Trần Triệu Dương nhìn Từ Tịnh Nhã, sau đó anh đồng ý. Mời, Từ Hồng Nho vui như mở cờ trong bụng, bèn liền mời Trần Triệu Dương lên xe. Đoàn xe của nhà họ Từ phóng nhanh rời khỏi nơi này. Các gia tộc khác xem náo nhiệt đủ rồi nên cũng dần dần giải tán. Còn Ngụy Đỉnh Phong vốn dĩ muốn ra tay, nhưng khi thấy Trần Triệu Dương đi cùng nhà họ Từ, ông ta đành gác lại suy nghĩ này. Mặc dù nhà họ Từ không phải là võ đạo thế gia, nhưng vì tài lực hùng hậu, có mối quan hệ tốt với các gia tộc có thực lực lớn. Có thể nói, nếu bọn họ thật sự muốn bảo vệ Trần Triệu Dương thì nhà họ Ngụy khó mà đối phó được. Chết tiệt, cái tên Trần Triệu Dương này thật may mắn, Ngụy Giang Hà hung hăng đập xuống ghế xe, quát tháo với vẻ mặt vô cùng khó coi. Không cần vội, chỉ cần tên Trần Triệu Dương này còn ở thành phố Vân Hải thì nhất định sẽ có cơ hội khác, Ngụy Đỉnh Phong cười lạnh, tự đắc nói. Ông ta đã đạt được cấp bậc cao nhất của Thiên Tiên Đại Thành, tuy rằng cũng chỉ vừa đột phá thôi, nhưng cũng cảm thấy bản thân đáng tự hào. Còn thực lực của Trần Triệu Dương rất mạnh, nhưng cấp độ chân khí chỉ là Thiên Tiên Tiểu Thành. Thực lực như vậy, cho dù có mạnh đi nữa thì cũng có hạn chế. Trần Triệu Dương không biết người nhà họ Ngụy cũng ở bên ngoài, nếu không, với tính khí của anh, chắc chắn sẽ tìm nhà họ Ngụy dọa dẫm một phen. Trải qua trận chiến với Phòng Vũ, anh đã biết được sức mạnh của bản thân. Nếu chỉ dùng chân khí để chiến đấu, vậy thì anh nên giao đấu với người có cấp bậc cao nhất của Thiên Tiên Đại Thành. Nhưng nếu cộng thêm sức mạnh thân xác của mình thì chắc chắn anh sẽ đánh bại người đó. Trần Triệu Dương khá hài lòng với thực lực hiện giờ. Bây giờ, anh luôn kiểm soát tốt chân khí trong cơ thể mình. Chờ tới lúc thật sự không thể áp chế nữa mà đột phá, lúc đó với thực lực Thiên Tiên Đại Thành của mình, căn bản không có địch thủ trong cảnh giới Thiên Tiên. Nghĩ tới đây, Trần Triệu Dương bỗng có một ý nghĩ vô cùng kích động, chính là đột phá đến Thiên Tiên Đại Thành vào lúc này. Xuôi theo suy nghĩ của mình, chân khí trong cơ thể anh lại bẻ ả đầu xoay chuyển, hướng về Thiên Tiên Đại Thành mà bắt đầu bùng cháy lên. Chết tiệt, nén lại cho tao, Trần Triệu Dương biến sắc. Lúc này anh cũng không muốn đột phá lên Thiên Tiên Đại Thành, nhất định phải áp chế lại. Lái xe tới nơi vắng vẻ đi, mau lên, Trần Triệu Dương mở to hai mắt, đôi mắt đỏ hoe, anh hét lên với tài xế. Tài xế là người của nhà họ Từ, nghe Trần Triệu Dương nói vậy thì bỗng ngớ ra, nhìn sang Từ Hồng Nho ở ghế phụ. Làm theo lời cậu Trần đi, Từ Hồng Nho tuy không biết hiện tại Trần Triệu Dương có chuyện gì, nhưng ông ta biết. Trần Triệu Dương chắc chắn là xảy ra chuyện nên mới quát thẳng vào mặt của tài xế vậy. Nay ông chủ đã nói vậy rồi, tài xế không nói nhiều, đạp ga điên cuồng, xe lao nhanh như tên lửa phóng ra, thoát khỏi đoàn xe của nhà họ Từ, hướng về phía ngoại ô. Trần Triệu Dương liều mình áp chế chân khí trong cơ thể.
Vì anh biết, nếu để chân khí bên trong lọt ra ngoài, e là người trên chiếc xe này không một ai có thể trốn thoát. Kỹ thuật lái của tài xế quả không tồi, chưa tới 5 phút đã tới một cái hồ ở ngoại ô. Không chờ xe dừng, cả người Trần Triệu Dương như muốn bùng nổ, trực tiếp đập vỡ cửa xe, lướt đi nhanh tới bên bờ hồ, sau đó khoanh chân ngồi xuống. Hai bố con Từ Tịnh Nhã và Từ Hồng Nho cũng theo xuống xe. Bảo vệ và tài xế trong xe cũng nhanh chóng xuống xe. Trần Triệu Dương điên cuồng áp chế chân khí sắp đột phá trong cơ thể mình. Sức mạnh của bước đột phá này quá lớn, cho dù thể chất của Trần Triệu Dương có cường tráng thì cũng cảm thấy kinh mạch và cơ thể mình vô cùng đau đớn. Xuôi theo chân khí điên cuồng của Trần Triệu Dương, hồ nước trước mặt và cỏ cây hoa lá xung quanh bắt đầu kịch liệt run rẩy. Âm! Hồ nước trước mặt của Trần Triệu Dương bắt đầu dâng trào điên cuồng dưới tác dụng của chân khí trong anh lộ ra ngoài, giống như cơn bão lớn nổi lên. Còn tảng cỏ quanh anh cũng bị cuốn theo, sau đó trên người Trần Triệu Dương chỉ còn lại đất bụi bám vào. Nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, trong mắt của Từ Hồng Nho hiện lên vẻ ngạc nhiên. Tuy ông ta sớm đã biết võ giả mạnh hơn người bình thường, người nhà họ Từ của bọn họ cũng nuôi dưỡng không ít võ giả có thực lực mạnh. Nhưng trước giờ cũng không ngờ có thể nhìn thấy tình cảnh khủng khiếp như vậy trên người võ giả này, ông ta biết việc dựa vào con gái mình để lôi kéo Trần Triệu Dương là đúng. Hai người bảo vệ vốn dĩ rất tự tin về thực lực của bản thân, nhưng khi bọn họ nhìn thấy cảnh tượng khủng khiếp mà Trần Triệu Dương tạo ra, trong lòng hai người họ cảm thấy vô cùng xấu hổ. Sức mạnh như vậy, cơ bản không phải thứ mà bọn họ có thể nắm bắt được. Khi chân khí trong cơ thể của Trần Triệu Dương lại bị dồn nén lần nữa, hồ nước cuồng loạn xung quanh cũng bắt đầu từ từ yên tĩnh trở lại. Phù! Đợi tới lúc chân khí muốn đột phá trong cơ thể được áp chế, Trần Triệu Dương đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. Tuy tình huống này khá nguy hiểm, nhưng cũng không phải không có thu hoạch gì. Anh cảm thấy cơ thể mình lại mạnh lên vài phần. Trần Triệu Dương đứng lên, nhìn về phía đám người Từ Hồng Nho. Cậu Trần, cậu có sao không? Từ Hồng Nho tiến lên, ánh mắt hiện lên vẻ kính nể. Tuy trước đó, ông ta cũng kính trọng Trần Triệu Dương, nhưng đó chỉ là theo lễ nghĩa. Còn bây giờ, trong lòng ông ta lại bắt đầu kính nể chàng trai trẻ trước mắt này. Có lẽ chàng trai trẻ này sẽ khiến thực lực của nhà họ Từ tăng lên một bậc. Trần Triệu Dương, anh có sao không? Từ Tịnh Nhã cũng đi tới, nhìn Trần Triệu Dương với vẻ mặt lo lắng. Với đôi mắt đỏ hoe vừa rồi của Trần Triệu Dương, rõ ràng đã xảy ra chuyện. Bây giờ nhìn thấy dáng vẻ bình tĩnh của anh, cô ta vẫn có chút lo lắng. Không sao, lúc nãy, thực lực của tôi muốn đột phá, đã bị tôi áp chế lại rồi, Trần Triệu Dương lắc đầu. Anh thầm nghĩ, sau này có thể tôi luyện thân thể theo cách này. Nhưng anh lại nhanh chóng phủ nhận nó, tuy nó có tác dụng trong việc tôi luyện nhưng mức độ nguy hiểm lại rất lớn. Nghe Trần Triệu Dương nói vậy, bố con nhà họ Từ thấy hơi khó hiểu. Theo như họ biết, nếu như đột phá thì không phải thực lực của võ giả sẽ trở nên càng mạnh hay sao? Tại sao phải áp chế chứ? Nhưng Trần Triệu Dương không nói gì, bọn họ cũng không hỏi thêm. Lúc này, đoàn xe của nhà họ Từ cũng chạy tới, mọi người trong nhà họ Từ thấy gia chủ mình không sao thì mới yên tâm. Ban đầu, bọn họ thấy xe của gia chủ rời khỏi một cách điên cuồng nên thấy lo lắng. Nay đã không có chuyện gì, đoàn xe lại khởi hành đi về hướng nhà họ Từ. Nhà họ Từ không ở khu đô thị thành phố Vân Hải, mà là ở ngoại ô, cách hồ nước lúc nãy Trần Triệu Dương chạy tới không xa. Nhìn thấy trang viên khổng lồ của nhà họ Từ, Trần Triệu Dương càng hiểu rõ hơn về thực lực của nhà họ Từ. Xem ra, thực lực của nhà họ Từ rất mạnh, nhưng anh vốn không biết sức mạnh của bọn họ không phải ở phương diện võ thuật mà là về thương nghiệp. Cậu Trần, con gái tôi sẽ đưa cậu đến chỗ nghỉ ngơi trước. Tôi đã kêu đầu bếp chuẩn bị bữa trưa rồi, sau khi đón Trần Triệu Dương vào trang viên nhà họ Từ, Từ Hồng Nho bèn nói với anh. Gia chủ Từ khách sáo quá, Trần Triệu Dương gật đầu. Anh đi theo Từ Tịnh Nhã tới biệt thự gia đình ở cạnh trang viên. Tôi không biết nhà cô lại giàu như thế, đúng là biết hưởng thụ mà, nhìn thấy cảnh đẹp của trang viên nhà họ Từ, Trần Triệu Dương lên tiếng. Nếu thích thì anh có thể ở luôn đây cũng được, Từ Tịnh Nhã không suy nghĩ nhiều mà buột miệng nói ra. Sau khi nói xong thì cô ta có chút hối hận, lời này quả thật rất khiến người ta hiểu nhầm. Tôi chỉ nói, nếu anh thích thì sau này có thể đưa Tiểu Yến tới chỗ chúng tôi ở. Không giải thích thì còn đỡ, càng giải thích thì càng giống như giấu đầu lòi đuôi. Được rồi, con người tôi trời sinh mệnh hèn. Nếu ngày nào cũng để tôi ở trang viên xa hoa này, e là tôi sẽ không ngủ được mất. Trần Triệu Dương lại lắc đầu,
như thể không hiểu ngụ ý trong câu nói của Từ Tịnh Nhã. Hơi anh tưởng tôi hy vọng anh ở đây à, Từ Tịnh Nhã hơi bực bội nói. Sau khi nói xong, cô ta tức giận quay người đi vào biệt thự. Khoảng thời gian này, anh cứ ở lại đây trước đi. Anh có thể chọn bất kỳ phòng nào trong toàn bộ căn biệt thự này. Hôm sau sẽ có người làm tới quét dọn, sau khi đưa Trần Triệu Dương vào biệt thự, Từ Tịnh Nhã nói. Không tệ, cách bày trí rất hợp ý tôi, Trần Triệu Dương nhìn cách bày trí bên trong căn biệt thự ở trước mặt thì gật đầu hài lòng. Cách trang trí ở đây không hề xa xỉ mà ngược lại rất nhẹ nhàng, lấy sự trang nhã làm chủ đạo, sau khi vào ở sẽ khiến tâm trạng người ta bình yên hẳn. Trần Triệu Dương, cảm ơn anh, Từ Tịnh Nhã chờ Trần Triệu Dương đi tham quan một vòng quanh biệt thự rồi mới lên tiếng nói với anh. Cảm ơn tôi chuyện gì, tôi vốn dĩ có chuyện muốn tìm nhà họ Phòng mà, giúp cô chẳng qua chỉ là tiện tay thôi, Trần Triệu Dương thở ơ lên tiếng. Nhưng hôm nay anh đắc tội với nhà họ Phòng, thật sự không sao chứ, Từ Tịnh Nhã nghĩ tới thực lực của bọn họ nên cô ấy lo lắng. Yên tâm đi, nhà họ Phòng tạm thời chắc sẽ không manh động đâu, nếu bọn họ muốn tới đây gây chuyện thì đánh trả là được mà, anh dửng dưng nói với dáng vẻ chẳng sao hết. Anh không biết thực lực của nhà họ Phòng đó thôi. Anh vì tôi mà đắc tội với bọn họ. Nếu anh xảy ra chuyện thì tôi biết ăn nói với Tiểu Yến thế nào, Từ Tịnh Nhã nói, tâm trạng trở nên u ám. Ý tôi là, phụ nữ các cô cũng thật là, sao suốt ngày cứ nghĩ chuyện không hề xảy ra thế. Được rồi, tôi đói rồi, ra ngoài ăn cơm thôi, Trần Triệu Dương hơi bất lực khi thấy dáng vẻ của Từ Tịnh Nhã. Anh lập tức đi ra ngoài biệt thự. Từ Tịnh Nhã thấy Trần Triệu Dương đi rồi thì dậm chân và lập tức đi theo. Chuyện xảy ra ở khách sạn Thụy Hải nhanh chóng lan truyền giữa các thế lực cấp trên ở thành phố Vân Hải. Tuy người nhà họ Phòng không có vẻ là tổn thất nhiều, nhưng họ đã bị người khác quấy rầy bữa tiệc đính hôn. Cuối cùng tên đó lại bình yên rời khỏi. Điều này đủ khiến cho nhà họ Phòng bị các gia tộc và thế lực lớn cười nhạo. Bầu không khí bên nhà họ Phòng cũng u ám, vì đại trưởng lão và nhị trưởng lão bế quan, vẫn chưa có ý xuất quan. Bọn họ cũng không muốn đi quấy rầy. Lỡ như hai vị trưởng lão bị làm phiền thì bọn họ chết ngàn lần cũng không hết tội. Bố, lẽ nào chúng ta cứ để mặc như vậy, lúc này, sự thù hận trong lòng Phòng Văn Diệu lại bùng phát lên. Là một người đàn ông, hôm nay lại bị một trận đả kích lớn như vậy. Lễ đính hôn bị xào xáo, trước mặt nhiều người còn bị người khác nói là Dương Hư, nói hắn ta không được. Mặc dù đây là sự thật, nhưng không ai muốn người khác biết chuyện này. Gia chủ, trưởng lão Võ. Vừa nhận được tin là Từ Hồng Nho đã đón Trần Triệu Dương về nhà ông ta, vào lúc này, một người nhà họ Phòng từ ngoài đi vào và nói với Phòng Vĩnh Tín và Phòng Vũ. Cái gì, chết tiệt, thì ra đây là mưu tính từ trước của nhà họ Từ bọn họ. Chính là muốn dùng chuyện này để khiến nhà họ Phòng chúng ta mất hết thể diện. Bây giờ còn ngang nhiên công khai quan hệ giữa bọn họ, còn nhất định phải giết chết con đi đó. Nghe người này nói xong thì Phòng Văn Diệu bộc phát, bỗng dưng nổi trận lôi đình. Khốn kiếp, con ngồi xuống cho bố, Phòng Vĩnh Tín nhìn con trai vô dụng của mình, đột nhiên sắc mặt trầm xuống và bực tức. Bị bố mình hét lên như vậy, Phòng Văn Diệu lập tức rụt cổ, không dám nói gì thêm. Thật ra Diệu Nhi nói không sai, nhà họ Từ này muốn hủy hôn, nếu không cũng không thể để xảy ra chuyện rồi, còn ngang nhiên đưa Trần Triệu Dương về nhà họ, Phòng Vũ ngăn Phòng Vĩnh Tín tiếp tục dạy dỗ con trai mình. Nhìn thấy trưởng lão Phòng Vũ đứng về phía mình, trong lòng Phòng Văn Diệu vui mừng. Xem ra trưởng lão Phòng Vũ không từ bỏ ý định tìm Trần Triệu Dương báo thù. Mặc kệ mọi hành vi của Trần Triệu Dương hôm nay có liên quan tới nhà họ Từ hay không, Trần Triệu Dương chắc chắn phải chết. Nếu không thì sau này nhà họ Phòng chúng ta sẽ thành một trò cười mất. Tiếp theo Phòng Vũ lên tiếng, khi nói thì trên người ông ta lóe lên một vẻ nghiêm nghị. Hiển nhiên, Trần Triệu Dương sỉ nhục ông ta như vậy, nỗi hận trong lòng sớm đã không thể nén được nữa. Nhưng ông ta biết. Trần Triệu Dương không phải một mình ông ta có thể đối phó. Ông ta phải chờ sau khi anh cả và anh hai xuất quan mới biết cách xử lý. Khi Trần Triệu Dương và Từ Tịnh Nhã đến biệt thự chính của trang viên nhà họ Từ, lúc này trong đại sảnh đã bày sẵn 6 bàn tiệc, mọi người trong nhà họ Từ đều đã ngồi vào chỗ của mình. Cậu Trần, đến đây, mời ngồi, Từ Hồng Nho thấy Trần Triệu Dương tới liền tiến lên nghênh đón. Từ gia chủ, mời, Trần Triệu Dương khiêm nhường một lúc. Sau đó cùng Từ Hồng Nho ngồi vào bàn chính trên cùng, còn về phần vị trí ngồi, anh ngồi cùng Từ Tịnh Nhã. Từ Hồng Nho vốn muốn Trần Triệu Dương ngồi lên vị trí cao nhất, nhưng anh lại không làm vậy, ngồi thẳng vào chỗ Từ Tịnh Nhã đang đứng.
Thấy động tác này của Trần Triệu Dương, mặc dù Từ Hồng Nho ngoài miệng nói mình đón tiếp không được chu đáo nhưng trong lòng lại vô cùng vui vẻ. Nếu con gái ông ta có quan hệ tốt với Trần Triệu Dương, vậy thì càng tốt, về phần nhà họ Phòng, nhà họ Từ bọn họ không cần phải sợ hãi, liên hôn lúc trước vì muốn gia tộc càng thêm lớn mạnh, hiện giờ nếu có thể buộc chặt lấy Trần Triệu Dương, thì e rằng phải tính toán lại việc liên hôn với nhà họ Phòng. Không sai, thân là một doanh nhân thành công, Từ Hồng Nho từ lâu đã từ bỏ mọi tình cảm cá nhân. Cho dù là con gái ruột của ông ta, cũng chỉ là một con tốt thí liên hôn, có thể đổi lấy càng nhiều lợi ích cho gia tộc càng tốt, ông ta không hề quan tâm chút nào tới hạnh phúc của con gái mình. Từ gia chủ, tôi muốn biết, đây là ai? Tại sao lại cùng chúng ta ngồi chung một bàn tiệc? Đúng lúc Trần Triệu Dương định ngồi xuống, một người đàn ông râu cá chê lạnh lùng nhìn anh rồi hỏi Từ Hồng Nho. Ông ta là võ sư đứng đầu mà nhà họ Từ mời tới, từ trước tới nay vẫn luôn được mọi người tôn trọng, nhưng hiện giờ Từ Hồng Nho lại cung kính chào mời một người thanh niên hơn 20 tuổi như vậy, ông ta tự nhiên có chút không thoải mái. Đương nhiên, điều khiến ông ta khó chịu nhất là Từ Hồng Nho lại quá thân thiết với người thanh niên này. Phải biết rằng, ông ta trở thành võ sư đứng đầu nhà họ Từ, một phần là do nhà họ Từ có thể cung cấp cho ông ta một vài tài nguyên tu luyện, nhưng một phần cũng là vì Từ Tịnh Nhã. Sau đó khi biết Từ Tịnh Nhã đã bị nhà họ Phòng nhìn trúng, ông ta mới áp chế lại suy nghĩ trong lòng. Tuy nhiên hôm nay ông ta nghe được những người nhà họ Từ trở lại nói, đính hôn giữa Từ Tịnh Nhã và Phòng Văn Diệu đã bị hủy bỏ, ông ta cảm thấy rằng cơ hội của mình đã đến. Nhưng sự xuất hiện của Trần Triệu Dương lại khiến ông ta cảm nhận được nguy cơ, đặc biệt là thái độ của Từ Tịnh Nhã. Hồng Đại Sư, vị này là Trần Triệu Dương, là bạn của con gái tôi. Từ Hồng Nho là một doanh nhân thành công, tất nhiên cũng là một người khôn ngoan, trong nháy mắt liền hiểu được nguyên do trong đó. Quả nhiên, nghe được lời này của ông ta, ánh mắt Hồng Sư Phụ lập tức khóa chặt vào Trần Triệu Dương, trong mắt không hề che giấu lộ ra tia khinh bỉ và khó chịu. Nhóc con, tôi cảm thấy cậu không có tư cách ngồi ở đây, Hồng Tinh Hải lạnh lùng quát một tiếng, trực tiếp nói. Ông là cái thá gì? Cút! Đừng cản trở tôi dùng bữa, tâm trạng Trần Triệu Dương vốn khá tốt khi nhìn thấy một bàn thức ăn tinh xảo này, nhưng sau khi nghe được lời kia của Hồng Tinh Hải, anh liền không vui. Cậu nói gì, nghe vậy, Hồng Tinh Hải tức khắc trợn trừng mắt, có chút không dám tin mà nhìn anh, ông ta còn tưởng rằng mình nghe lầm. Dẫu sao theo như ông ta thấy, dáng vẻ người thanh niên trước mắt này quả thực quá giống một tên trai bao, chưa kể thân hình gầy yếu, ông ta cảm giác có thể đánh nát tên này chỉ với một nắm đấm. Tôi nói là, cút, nếu vẫn không nghe được, tôi đề nghị ông đi kiểm tra, xem có phải là tai có vấn đề hoặc học lại cấp một lớp phát âm tiếng Hán. Trần Triệu Dương cười lạnh, nói không hề nể nang. Rồi anh lại thở dài, ôi, không có văn hóa đúng là đáng sợ mà. Mọi người trong nhà họ Phóng nghe được đối thoại này giữa Trần Triệu Dương và Hồng Tinh Hải thì đều sững sờ. Những người tham dự tiệc đính hôn kia không cảm thấy gì cả, nhưng những người ngồi cùng bàn thì đùng ánh mắt đồng cảm nhìn Trần Triệu Dương. Bọn họ đều biết tính khí của Hồng sư phụ này không tốt, bây giờ người thanh niên này lại to gan lớn mật xung đột với ông ta, sợ rằng sẽ bị ông ta đánh một trận thê thảm. Hồng Tinh Hải bị Trần Triệu Dương chế giễu như vậy, liền tức giận đùng đùng, lập tức vọt thẳng người ra ngoài cửa, chỉ vào Trần Triệu Dương trong đại sảnh nói, nếu còn là đàn ông thì bước ra đây thi đấu, đừng ở đấy lề mề giống như đàn bà vậy. Nghe vậy, lớp con cháu nhà họ Từ có người không nhịn được mà bật cười, sau đó vội vàng kìm lại. Giống một đứa trẻ con, quá ấu trĩ, Trần Triệu Dương lắc đầu, đứng lên, chắp tay sau lưng chân bước chữ hình chữ bát ra ngoài. Thấy náo nhiệt, người nhà họ Từ đều nhanh chóng chạy ra ngoài. Trẻ con không nghe lời, thì phải được dạy dỗ, nếu không sau này không tránh khỏi việc trèo mái lật ngói. Trần Triệu Dương đi tới trước mặt Hồng Tinh Hải, lắc đầu cảm thán. Muốn chết, Hồng Tinh Hải cơn giận sôi trào, liền giẫm một chân, sàn đá cẩm thạch dưới chân lập tức bị lõm thành một cái hố. Sau đó cả người ông ta giống như một quả đạn pháo, hung ác nện về phía Trần Triệu Dương. Đây là thiết sơn hạo của Hồng Đại Sư, người bình thường nếu như bị đụng phải, sợ rằng sẽ bị đâm gãy xương. Không ngờ Hồng Đại Sư vừa lên liền dùng chiêu đáng sợ như vậy, xem ra là thực sự bị chọc tức rồi. Cuối cùng cũng có thể thấy Trần Triệu Dương ra tay rồi. Hai nhóm thành viên nhà họ Từ đều có ý kiến riêng, những người không tham dự tiệc đính hôn tất nhiên là ủng hộ Hồng Tinh Hải. Mà những người có mặt lúc đó lại ủng hộ Trần Triệu Dương. Đối mặt với công kích, Trần Triệu Dương lại lắc đầu nói, quá chậm. Sau đó anh hơi xoay người, trực tiếp tránh được một kích này của Hồng Tinh Hải, đồng thời nhấc chân đạp tới.
Cú đá này trực tiếp đạp vào mông của Hồng Tinh Hải, Hồng Tinh Hải vốn lao tới với tốc độ cao, cộng thêm lực đẩy từ một đạp này của Trần Triệu Dương, căn bản không kiểm soát được cơ thể nữa, mạnh mẽ nằm lăn ra mặt đất, vô cùng nhếch nhác. Những người nhà họ Từ vốn còn đang vì Hồng Tinh Hải mà gieo hò khen hay kia, toàn bộ động tác và biểu cảm trên mặt đều trở nên cứng ngắc, không dám tin vào một màn trước mặt này. Mà những người ủng hộ Trần Triệu Dương lại bắt đầu vỗ tay rầm rộ, quả nhiên, Trần Triệu Dương không khiến họ phải thất vọng, một cước này, thật sự rất cool ngầu. Từ Hồng Nho lập tức gật đầu, ông ta không hề hoài nghi về thực lực của Trần Triệu Dương. Từ Tịnh Nhã thấy động tác của Trần Triệu Dương đôi mắt liền ánh lên tia sáng dị thường, mắt đẹp quyến luyến nhìn anh chăm chú. Đáng chết, Hồng Tinh Hải bò dậy từ trên đất, bộ quần áo vốn sạch sẽ chỉnh tề nay đã bị dính bẩn. Ông ta không nghĩ rằng vừa rồi mình đã thua Trần Triệu Dương mà chỉ cảm thấy bản thân đã sơ ý. Bởi vậy ông ta không hề do dự lại một lần nữa lao về phía Trần Triệu Dương, tốc độ lần này càng nhanh hơn so với trước đó. Vẫn là quá chậm, cũng chỉ nhanh hơn rùa một chút, Trần Triệu Dương lắc đầu, một lần nữa mở miệng chào phúng. Đợi Hồng Tỉnh Hải xông tới, anh lại như cũ, xoay người né tránh đồng thời vươn chân móc lấy một chân của Hồng Tỉnh Hải. Hồng Tỉnh Hải căn bản không có cách nào giữ thăng bằng, liền đập mạnh xuống đất một lần nữa. Lúc này, ánh mắt mọi người nhìn ông ta lại thay đổi, thực sự là quá mất mặt. Chỉ biết ẩn nấp và đánh lén gọi gì là bản lĩnh, nếu giỏi thì ra đây, Hồng Tinh Hải nghĩ vừa rồi do mình bất cẩn, lập tức hét lên. Không sai, cứ né đi né lại như vậy gọi gì là anh hùng chứ. Không thấy vóc dáng cường tráng của Hồng Đại Sư sao, thằng trai bao ốm yếu kia nếu đánh trực diện nhất định sẽ toi đời. Hắn chắc chắn là không dám đánh với Hồng Sư Phụ rồi. Nghe những gì Hồng Tinh Hải nói, đám người ủng hộ ông ta dường như tìm được lý do, nhao nhao hét lên. Đánh trực diện, nghe thấy lời này của Hồng Tinh Hải, sắc mặt Trần Triệu Dương lộ ra vẻ kỳ quái. Nếu như vậy thì e rằng Hồng Sư Phụ sẽ không chỉ nhếch nhác như bây giờ vậy nữa, ít nhất cũng gãy xương rồi. Sao nào, không dám à, nếu không dám thì cút sang bàn khác mà ăn đi, nhìn Trần Triệu Dương ngây ngốc đứng đó, Hồng Tinh Hải lập tức đắc ý buông lời giễu cợt. Vẻ mặt của Trần Triệu Dương đột nhiên trở nên lạnh lùng, Hồng Tinh Hải này đúng là được đằng chân lân đăng đầu, anh chỉ chơi đùa với ông ta mà thôi, không ngờ ông ta lại không biết tốt xấu như vậy. Nếu đã muốn, vậy cũng không cần thiết nể mặt ông ta làm gì nữa. Thể diện ấy mà, chính là tự mình kiếm được, chứ không phải nhờ người khác ban phát. Đến đây nào đầu heo, để tôi xem ông giỏi cỡ nào, không phải muốn đấu trực diện sao. Nếu tôi tiến một bước thì coi như tôi thua. Trần Triệu Dương đưa ngón tay ra làm động tác kêu gọi Hồng Tinh Hải, bộ dạng rất khiêu khích. Đôi mắt Hồng Tinh Hải đột nhiên đỏ như máu, Trần Triệu Dương thật sự dám gọi ông ta là đầu heo, quả thực ông ta rất cường tráng, nhưng ông ta ghét nhất bị người khác gọi như vậy. Và lại, Trần Triệu Dương lại còn dùng giọng điệu khiêu khích nữa chứ, hoàn toàn không coi ông ta ra gì. Nếu mày đã muốn chết, tao sẽ làm cho mày thành tàn phế, đến lúc ấy đừng trách tao, Hồng Tinh Hải gầm lên một tiếng. Sau đó cả người giống như một con gấu mù, điên cuồng lao về phía Trần Triệu Dương. Trần Triệu Dương đứng tấn sẵn chờ Hồng Tinh Hải đến đánh anh. Khi mọi người tập trung nhìn, Hồng Tinh Hải và Trần Triệu Dương đã đâm sầm vào nhau. Có một bóng người bay ngược về phía sau một cách dữ dội, người đó bay ra ngoài 56 mét trước khi rơi mạnh xuống đất. Tất cả mọi người đều bàng hoàng trước cảnh trước mắt, bọn họ hoàn toàn không ngờ rằng, Hồng Tinh Hải, người khỏe như một con gấu lại vừa bị đánh gục trong cú va chạm vừa rồi. Lại nhìn về phía Trần Triệu Dương, bước chân của anh vẫn không nhúc nhích, điều này khiến tất cả bọn họ há hốc miệng hít vào một hơi lạnh. Thực lực phải mạnh đến cỡ nào mới đứng vững như núi Thái Sơn như vậy? Khụ khụ. Hồng Tỉnh Hải ho vài tiếng, máu tươi từ miệng ông ta trào ra. Cú va chạm vừa rồi đã làm một số xương sườn của ông ta bị gãy, nội tạng bị tổn thương nghiêm trọng. Việc gì phải thế? Tôi cũng có trêu chọc gì ông đâu, sao cứ phải đâm đầu vào chỗ rắc rối, Trần Triệu Dương lạnh lùng nhìn Hồng Tinh Hải nói. Đưa ông ta đến bệnh viện đi, Trần Triệu Dương hét lên với người nhà họ Từ, sau đó xoay người đi về phía Từ Hồng Nho. Từ gia chủ, tôi đánh thương người của ông, không trách tôi chứ, Trần Triệu Dương nói với Từ Hồng Nho. Cậu Trần, sao có thể trách cậu được, là Hồng Đại Sư tự mình muốn vậy. Đi thôi, thức ăn nguội hết rồi, lát nữa ăn sẽ không ngon. Từ Hồng Nho không quan tâm, thực lực của Hồng Tinh Hải rất khá, nhưng lại quá đỗi kiêu ngạo, dạy cho một bài học. Cũng tốt. Sau đó mọi người trở lại đại sảnh dùng bữa,
chỉ có điều không ai còn khinh thường Trần Triệu Dương nữa, ánh mắt nhìn anh có chút khiếp sợ. Từ Tịnh Nhã hờ hững nhìn Trần Triệu Dương, trong lòng run lên, đột nhiên rất ghen tị với bản thân của mình. Mặc dù Nam Cung Yến bị bố mình ép cưới Trần Triệu Dương, nhưng ít nhất anh là một người đáng tin tưởng. Từ Tịnh Nhã cảm thấy hơi buồn khi nghĩ đến người bố lợi của mình. Trần Triệu Dương đương nhiên không biết suy nghĩ của Từ Tịnh Nhã, lúc sáng đánh nhau với nhà họ Phòng cả nửa ngày, đồ ăn trước đó đã tiêu hóa hết một nửa, sau đó lại áp chế chân khí trong cơ thể, lại thêm một trận đánh với Hồng Tinh Hải, bụng sớm đã réo rắt vì đói rồi. Thế nên, đối mặt với những món ăn này, Trần Triệu Dương hoàn toàn không khách sáo, trực tiếp ngồi xuống ăn. Có thể nói, những người cùng bàn với anh hầu hết không ăn gì cả, Trần Triệu Dương một mình ăn hết cả bàn đồ ăn đó. Sau khi ăn xong, anh mới hài lòng một cái và nhìn về những người khác. Ôi, thật xin lỗi, tại tôi đói quá, ăn hết mất rồi, làm sao bây giờ, Trần Triệu Dương đột nhiên cảm thấy xấu hổ khi bị mọi người nhìn chằm chằm vào mình. Anh còn biết ngại cơ à, cả bàn đồ ăn bị anh ăn hết rồi, cũng không sợ chết vì no nữa, Từ Tịnh nhấp bất lực nhìn anh châm chọc. Con bé này, nói linh tinh cái gì thế, cậu Trần đây là nhiệt tình, đói thì phải ăn chứ sao, Từ Hồng Nho giả bộ măng Từ Tịnh Nhã, sau đó nói với Trần Triệu Dương, cậu Trần, tôi đã nói với đầu bếp làm thêm vài món mang lên rồi. Không cần đâu, tôi ăn no rồi, Trần Triệu Dương nghe thấy Từ Hồng Nho nói thì vội vã xua tay. Anh ăn đủ rồi, no rồi nhưng chúng tôi còn chưa được ăn nè, Từ Tịnh Nhã trợn mắt với Trần Triệu Dương, cáu kỉnh nói. Cái con bé này. Ăn nói kiểu gì thế, cậu Trần đừng để ý nhé, Từ Hồng Nho trừng mắt nhìn con gái mình, sau đó xin lỗi Trần Triệu Dương. Cô ấy nói đúng đấy, thật xin lỗi, Trần Triệu Dương có chút bất lực nhìn Từ Tịnh Nhã, cô nàng này hôm nay ăn phải thuốc súng hay sao mà cáu kỉnh với anh vậy. Sau khi ăn xong, Trần Triệu Dương vốn dĩ muốn gọi điện cho Nam Cung Yến lại bị Từ Tịnh Nhã kéo đi. Cô đưa tôi đi đâu thế, Trần Triệu Dương bị Từ Tịnh Nhã kéo lên xe, nghi ngờ hỏi. Đừng hỏi nữa. Đi uống với tôi một ly, Từ Tịnh Nhã mặc kệ Trần Triệu Dương, trực tiếp lái xe về phía trong thành phố. Cô đường đường là đại tiểu thư nhà họ Từ, lại còn mượn rượu giải sầu, việc hôm nay chả phải kết thúc tốt đẹp rồi sao? Cô còn buồn bực gì nữa, Trần Triệu Dương nhìn Từ Tịnh Nhã đậu xe ở cửa một quán ba hỏi. Từ Tịnh Nhã không trả lời anh, đi thẳng vào bên trong, đến chỗ ngồi quen thuộc gọi người phục vụ mang rượu mà cô ta đã cất đi ở đây. Không nhận ra cô là khách quen ở đây đấy. Trần Triệu Dương thấy Từ Tịnh Nhã quen thuộc như vậy liền nói, một cô gái xinh đẹp như cô đến nơi như này có chút không an toàn đó. Thế nên mới gọi anh đến bảo vệ tôi, Từ Tịnh Nhã rót ra hai ly rượu, tự uống cạn ly của mình. Tôi không phải là người tốt đâu nhé, lẽ nào cô không sợ tôi làm gì cô à, Trần Triệu Dương uống một ngụm, cười hi hi hỏi. Được, nếu anh có gan làm thì tùy anh đấy, Từ Tịnh Nhã sau khi uống cạn một ly rượu thì khuôn mặt xinh đẹp của cô ta lập tức trở nên hồng hào. Trần Triệu Dương không còn gì để nói, mặc dù Từ Tịnh Nhã cũng thuộc vào hàng người đẹp đỉnh cấp, nhưng Trần Triệu Dương cũng chỉ dám trêu ghẹo cô ta, nếu muốn anh làm thật, anh thực sự không có lá gan đó. Trong lúc Trần Triệu Dương uống rượu, có hai thanh niên tóc vàng đi tới nghiêng ngả bước tới, có vẻ đã uống không ít rượu. Người đẹp, cậu chủ Tùng chúng tôi muốn mời cô qua đó uống ly rượu, nể mặt chút, đi thôi, một người vừa nói trực tiếp đưa tay kéo Từ Tịnh Nhã đi. Cút, Từ Tịnh Nhã tâm trạng vốn dĩ không tốt, lại còn bị hai con ruồi đến làm phiền, lửa giận trong lòng được dịp bùng phát. Ôi, con danh này cá tính phết, có biết cậu Tùng bọn tao là ai không? Đó thế nhưng là, người kéo tay cô ta ngừng lại, sau đó mở lời uy hiếp. Bảo chúng mày cút thì nhanh cút đi, chỉ là lời của hắn còn chưa nói xong thì ly rượu trong tay Từ Tịnh Nhã đã hất đầy mặt hắn. Trần Triệu Dương nhìn cảnh này đầy thích thú. Không ngờ Từ Tịnh Nhã vốn luôn điềm đạm lý trí lại có một mặt như vậy, thật sự khiến anh có chút bất ngờ. Anh muốn xem Từ Tịnh Nhã sẽ xử lý chuyện này như thế nào. Được lắm, cứ chờ đấy, hai tên tóc vàng để lại một câu, sau đó nhanh chóng rời đi. Bình thường cô đến quán bar đều mang theo vệ sĩ đúng không, Trần Triệu Dương không nhịn được hỏi một câu. Không, tôi đem theo vệ sĩ làm gì? Anh tưởng ở thành phố Vân Hải này thật sự có người dám đụng vào tôi à? Từ Tịnh Nhã lườm Trần Triệu Dương một cái, sau đó lại bình tĩnh tiếp tục uống rượu. Một lúc sau, một thanh niên có vẻ ngoài ưa nhìn dẫn theo một đám đàn em đi tới, ngồi vây quanh Trần Triệu Dương và Từ Tịnh Nhã. Người thanh niên ăn mặc sặc sỡ này có lẽ là cậu Tùng mà hai người tóc vàng kia nhắc đến. Những người xung quanh nhìn thấy cảnh này đều lùi về phía xa,
căn bản không dám tới gần. Cô em, bảo cô tới uống với tôi một ly, đó là vinh hạnh của cô em đó, lại dám không biết điều, bây giờ tôi tự mình đến, vậy thì e rằng cô phải trả giá đấy. Cậu Tùng kia kiêu ngạo nhìn Từ Tịnh Nhã, ánh mắt không giấu được vẻ tham lam của mình. Âm thanh của anh khó nghe quá, người thì xấu, ánh mắt cũng không đẹp, nếu anh không rời khỏi đây thì anh sẽ phải hối hận. Từ Tịnh Nhã ngẩng đầu nhìn cậu Tùng, sau đó nhẹ giọng nói. Ha ha, con danh này lại nói làm cho tao hối hận. Sau khi Từ Tịnh Nhã nói xong, cậu Tùng đột nhiên cười lớn, rồi nhìn chằm chằm vào Từ Tịnh, tôi ngược lại muốn xem cô sẽ khiến tôi ẩn kiểu gì. Bắt cô ta lên phòng bao lầu 2 cho tao, cậu Tùng hừ lạnh một tiếng, phân phó đàn em động thủ. Đám đàn em đương nhiên lập tức nghe lệnh, chỉ là bọn chúng vẫn chưa động tay thì người của quán ba đã đến. Ai dám gây rắc rối trong quán ba của hầu quân này quản lý, không muốn sống nữa hay sao, một người đàn ông vạm vỡ trong bộ đồ demi đính đá lạnh lùng hỏi. Anh Quân, em là Tiểu Tùng, hiểu lầm thôi, em chỉ muốn mời người đẹp này uống vài chén, cô ta không muốn thì thôi đi, lại dám chửi em. Đây là muốn cô ta xin lỗi ấy mà, cậu Tùng nhìn thấy người vừa đến thì lập tức nở nụ cười nịnh nọt. Thật ra hắn ta nào phải cậu Tùng gì, chỉ là thiếu gia của một gia tộc nhỏ, nghe nói quán ba Blue Star rất cao cấp nên dẫn đàn em của mình đến tham quan một chút. Mặc dù đến lần đầu tiên nhưng trước đó đã nghe qua uy thế của hầu quân, cộng thêm việc vừa nãy người đó nói ra tên của mình, cậu Tùng này mới nhận ra. Ồ, thằng nhóc cậu cũng to gan thật, được rồi, đừng nhiều lời nữa. Bắt đám côn đồ này mang ra phía sau cho tôi. Hầu quân nghe thấy lời cậu Tùng nói, lập tức nổi giận, lập tức cho đàn dẫn đám người này đi. Từ tiểu thư, thật xin lỗi, vừa rồi không để ý đến cô, làm cô kinh sợ rồi, cô yên tâm, tôi nhất định sẽ dạy dỗ hắn một bài học. Hầu quân mặc dù uy phong nhưng khi đối mặt với Từ Tịnh Nhã vẫn rất cẩn thận và tôn trọng. Được rồi, anh đi đi, Từ Tịnh Nhã căn bản không để ý tới chuyện này, tiếp tục uống rượu của mình. Vâng. Hầu quân gật đầu, sau đó đem người của mình rời đi. Nhìn cảnh này, Trần Triệu Dương lập tức sửng sốt, chẳng trách một cô gái yếu đuối như Từ Tịnh Nhã dám đến quán ba uống rượu, hóa ra là có chỗ dựa. Giỏi thật, Trần Triệu Dương giơ ngón tay cái lên. Đừng nhiều lời nữa, uống cùng tôi, một mình uống thật chán, Từ Tịnh Nhã lại rót cho Trần Triệu Dương thêm một ly, sau đó mở mịt nhìn anh. Cậu Tùng bị hầu quân đưa ra phía sau quán ba, hắn ta không biết chuyện gì đang xảy ra. Lẽ nào còn không được tán gái trong quán ba sao? Anh Quân, xin anh tha cho em, sau này em không dám nữa. Cậu Tùng nhìn thấy hầu quân hung hãn đi vào, run sợ quỳ xuống đất không ngừng cầu xin. Cậu có biết vừa rồi suýt nữa đã gây ra bao nhiều rắc rối cho tôi không? Lại còn dám xin tôi tha mạng. Hầu quân nghe được lời này, trong lòng đột nhiên nổi giận, lập tức đã vào mặt cậu Tùng. Anh Quân, em không biết đã có chuyện gì, nhưng dù thế nào đi nữa thì cũng là lỗi của em. Anh đại nhân đại lượng tha cho em đi mà, cậu Tùng mặc kệ cảm giác nóng rát trên mặt, cầu xin một lần nữa. Thằng nhóc, cậu nói gan cậu to cỡ nào, lại dám đi tán tỉnh Từ tiểu thư, chán sống rồi à, hầu quân nhìn dáng vẻ đáng thương của hắn, không nhịn được mà nói ra. Từ đại tiểu thư, nhà họ Từ nào, nghe xong câu nói của hầu quân, cậu Tùng đột nhiên run lên, hy vọng trong lòng nghĩ không phải là sự thật, nếu... Đúng vậy, đúng là điều mà cậu đang nghĩ đấy. Vân Hải này có mấy nhà họ Từ, hầu quân trừng mắt, lạnh lùng nói. Cái gì, nghe được lời của hầu quân, cậu Tùng lập tức tuyệt vọng, sau đó ngã vật trên mặt đất, rõ ràng là bị ngất đi vì sốc. Đúng là đồ vô dụng, đã vậy còn dám tán tỉnh Từ tiểu thư, nhìn thấy vẻ hèn nhát của tên này, hầu quân vẫy vẫy tay, yêu cầu cấp dưới bảo vệ tốt tiểu thư, còn anh ta đi chăm sóc cho tên họ Tùng. Trần Triệu Dương và Từ Tịnh Nhã không biết chuyện gì đã xả ra, có điều họ cũng yêu phai quan tâm. Hai người anh một chén tôi một chén. Rất nhanh, rượu mà Từ Tịnh Nhã cất ở đây đã bị hai người oong hết, mà Từ Tịnh Nhã cũng có chút say, nhưng cô ta vẫn la hét đòi uống tiếp. Tịnh Nhã, không sao chứ, lúc này có một giọng nói đầy từ tính truyền đến. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Từ Tịnh Nhã chẳng hề nghe thấy, cô ta vẫn uống rượu ừng ực. Anh là ai? Chuốc say Tịnh Nhã làm gì, thấy Từ Tịnh Nhã chẳng hề để ý tới mình, người kia nhìn về phía Trần Triệu Dương rồi lạnh lùng quát. Liên quan gì tới cậu, Trần Triệu Dương ngước mắt nhìn người kia, khóe môi nhếch lên trào phúng. Đó là một thanh niên mặc vest rộng, đeo chiếc đồng hồ mà chỉ nhìn qua thôi cũng biết là nó có giá trị không nhỏ, một cặp kính gọng vàng khiến hắn ta trông vô cùng nhãn nhặn. Nhưng từ nét âm độc thoáng qua trong mắt hắn ta,
không khó để đoán ra rằng hắn ta chẳng phải người rộng lượng gì cho cam. Thằng danh, tao cóc cần biết mục đích của mày là gì, bây giờ mày cút đi được rồi đấy, loại trai bao như mày còn lâu mới với được từ Tịnh Nhã. Người kia thay đổi sắc mặt, hắn ta lập tức quát lên. Ồ, vậy sao, thế thì vì sao cô ấy không uống rượu với mày mà lại uống với tao nhỉ? Trần Triệu Dương chẳng hề để ý tới sự tức giận của hắn ta, anh vươn tay ra khoác vai Từ Tịnh Nhã, nhìn người kia bằng ánh mắt khiêu khích. Được lắm, mày sẽ phải hối hận, thấy Trần Triệu Dương dám ôm nữ thần của mình, trong mắt người kia hiện lên nét độc địa, hắn ta lập tức xoay người rời khỏi đó. Đúng là một thằng dở hơi, Trần Triệu Dương lắc đầu, anh chẳng hề để tâm tới tên đó, chỉ thảnh thơi uống rượu. Lúc này Từ Tịnh Nhã đã say bí tỉ rồi, Trần Triệu Dương cũng không vội, anh cũng muốn xem thử tên kia sẽ mang tới bất ngờ gì cho anh. Nhưng đợi mấy phút mà không thấy ai đến, chẳng lẽ cứ để Từ Tịnh Nhã gục vào bàn ngủ thế này à? Thế là Trần Triệu Dương vươn tay ra, choàng tay Từ Tịnh Nhã lên vai mình, định đưa cô ta đi ra ngoài quán bar. Nhưng anh còn chưa kịp đưa cô ấy đi thì cảnh sát đã tới chặn đường anh. Chính là tên đó, Hà Chuốc say Từ Tịnh Nhã, có ý đồ xấu xa, người vừa rời đi lúc trước đi theo sau cảnh sát, chỉ vào Trần Triệu Dương và quát. Đúng là con ruồi vướng víu, Trần Triệu Dương không ngờ là tên đó lại dẫn cảnh sát tới, khiến anh cảm thấy nhức đầu. Anh chẳng thích dính líu gì đến những người trong bộ máy chính quyền, nếu tên kia tìm mấy chục cao thủ tới anh còn không sợ, nhưng đám cảnh sát này thì hơi khó xử lý. Dẫn đi, cảnh sát dẫn đầu nghe vậy bèn vung tay lên, chẳng cần hỏi, cũng chẳng điều tra, cứ thế sai cấp dưới bắt người. Đợi đã, cho tôi gọi một cuộc điện thoại, Trần Triệu Dương biết, nếu anh phản kháng thì đám cảnh sát này chẳng thể làm gì được anh, nhưng anh mà phản kháng thì tính chất vụ việc cũng sẽ thay đổi. Gọi đi, cảnh sát kia hơi do dự một lát, sau đó đồng ý cho anh gọi. Tất nhiên người mà anh gọi chính là Từ Hồng Nho, trong cái thành phố Vân Hải này, anh chỉ biết một mình ông ta, hơn nữa chuyện này còn liên quan đến con gái ông ta nữa. Sau khi tắt máy, Trần Triệu Dương nói, đi thôi. Dứt lời, Trần Triệu Dương giao Từ Tịnh Nhã cho Hầu Quân ở bên cạnh. Anh tin rằng với thân phận của Từ Tịnh Nhã, Hầu Quân sẽ không dám làm gì cô a, ngược lại còn phải chăm sóc cô ta thật tốt. Huống chỉ, có lẽ chỉ một lát nữa là Từ Hồng Nho sẽ tới ngay. Sau đó anh nhìn về phía tên đã báo cảnh sát, mày to gan đấy, dám chơi tao một vố, mong là mày sẽ không hối hận vì chuyện đã làm ngày hôm nay. Trong lúc nói câu đó, Trần Triệu Dương lẳng lặng bắn ra một cây kim bạc nhỏ, đâm thẳng vào người tên kia. SSSSS. Hắn ta lập tức cảm thấy tê dần ở phần bụng, vươn tay ra gãi nhưng không phát hiện ra cái gì. Hối hận, thằng oắt con, kể từ lúc mày dám chạm vào Từ Tịnh Nhã, kết cục của mày đã được định sẵn là như thế rồi. Lúc này, hắn ta đi về phía Trần Triệu Dương và nói vào tai anh, tao chẳng sợ nói cho mày biết, tên tao là Phùng Tuấn Khải, nếu mày có bản lĩnh ra khỏi tù thì tao chờ mày tới trả thù. Dứt lời, Phùng Tuấn Khải cười ha ha, lùi về sau hai bước. Được, thế thì đợi tao ra ngoài, Trần Triệu Dương mỉm cười, sau đó bị cảnh sát đưa đi. Đương nhiên là tao sẽ chờ mày ra ngoài rồi. Đúng là một thằng ngu, tao chỉ dùng một đầu ngón tay thôi cũng đủ để xử đẹp mày, dám chống lại tao à? Nhìn Trần Triệu Dương bị đưa đi, Phùng Tuấn Khải cười lạnh một tiếng. Thấy Hầu Quân đưa Từ Tịnh Nhã đi, Phùng Tuấn Khải không làm gì hết. Hắn ta biết trong tình huống như thế này, cho dù hắn ta phô bày thân phận ra thì e rằng người ta cũng không giao Từ Tịnh Nhã cho mình. Dù sao thế lực của nhà họ Từ cũng rất đáng gờm. Nghĩ tới đây, Phùng Tuấn Khải không ở lại đó nữa mà xoay người đi luôn. Mặc dù Hầu Quân không biết chuyện gì vừa xảy ra, nhưng anh ta chắc chắn một điều, đó là tuyệt đối không được để Từ Tịnh Nhã xảy ra chuyện gì trước khi người nhà họ Từ tới, nếu không thì những ngày tháng yên bình của anh ta cũng chấm dứt ở đây. Quả nhiên, chưa tới 5 phút sau, một loạt xe con dừng lại trước quán Ba Lam Tinh, Từ Hồng Nho nôn nóng đi vào trong. Tôi là Từ Hồng Nho, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy, thấy con gái mình say không biết trời đâu đất đâu nữa, Từ Hồng Nho lập tức nổi giận. Gia chủ Từ, chuyện là thế này, nghe thấy lời. Giới thiệu của Từ Hồng Nho, Hầu Quân sửng sốt, sau đó kể lại đầu đuôi câu chuyện. Đưa cô chủ về rồi giải rượu cho con bé, Từ Hồng Nho gật đầu rồi sai người đưa con gái mình đi. Anh Hầu, anh làm tốt lắm, anh có mong muốn gì không? Nói đi, chỉ cần trong phạm vi khả năng của tôi thì tôi sẽ đồng ý với anh, Từ Hồng Nho mở. Miệng nói, gia chủ Từ cứ gọi tôi là Tiểu Hầu đi, chuyện nhỏ ấy mà, tôi không màng những thứ khác, Hầu Quân khiêm tốn nói.
Từ Hồng Nho gật đầu rồi dẫn người rời khỏi đó. Thấy Từ Hồng Nho không ép anh ta phải nhận thứ gì, Hầu Quân mừng như mở cờ trong bụng. Với các nhân vật tai to mặt lớn như thế này, bọn họ mà nhất quyết đòi cho anh thứ gì đó thì có nghĩa là chỉ có duy nhất một lần như thế, sau này sẽ không ai nợ ai nữa. Nhưng nếu không cho thứ gì thì lại chính là lợi ích lớn nhất. Điều đó chứng tỏ người ta đã chấp nhận anh, sau này anh có thể đi theo nhân vật có máu mặt ấy. Trong lúc đang bị trở tới cục cảnh sát, Trần Triệu Dương bỗng nhận được một cuộc điện thoại. Tôi có nghe được không? Trần Triệu Dương không vội vàng bắt máy, bởi vì cuộc gọi đó là của Giang Tử Phong, anh lên tiếng hỏi hai cảnh sát kia. Là tội phạm bị tình nghi mà cậu còn đòi nghe điện thoại, tưởng mình là cậu ấm nhà giàu chắc, người đang lái xe lạnh lùng nói, sau đó liếc mắt ra hiệu cho người còn lại. Người cảnh sát kia giật lấy điện thoại của Trần Triệu Dương, sau đó tắt máy luôn. Đôi mắt của Trần Triệu Dương trở nên lạnh lẽo, anh không hề né tránh, với thực lực của anh mà muốn né thì làm sao đối phương có thể giật nổi. Không cần như thế đâu, tôi sẽ phối hợp với các anh, dứt lời, Trần Triệu Dương không để ý tới hai người đó nữa, anh dựa vào ghế nghỉ ngơi. Hai người kia chẳng hề để ý tới câu nói của Trần Triệu Dương. Sau khi tới cục cảnh sát, Trần Triệu Dương bị bọn đưa vào trong. Anh bị đưa vào một nơi không phải phòng lấy lời khai, mà là phòng tra khảo. Trong đó bày không ít dụng cụ tra tấn, rõ ràng đây là nơi bọn họ giam giữ trọng phạm. Đối diện với phòng tra khảo có một tấm kính, cũng có nghĩa là từ trong này không thể nhìn ra được bên ngoài, nhưng ở ngoài lại có thể quan sát được tình hình trong phòng. Vừa vào phòng là Trần Triệu Dương đã nhìn thấy Phùng Tuấn Khải và tên cảnh sát bắt mình đang ngồi trong căn phòng đằng sau tấm kính, cười cười nói với nhau. Trần Triệu Dương bị ấn xuống ghế, sau đó bị khóa xích và đeo còng tay lại, chẳng khác nào đang đối xử với trọng phạm. Cậu Phùng, không biết tiếp đón hắn như thế có làm cậu vừa lòng không? Người dẫn đầu nịnh bợ Phùng Tuấn Khải. Cũng được đó, nhưng không biết các anh có kinh nghiệm trên các phương diện khác không? Tôi đang mong chờ vào màn biểu diễn đặc sắc của các anh lắm đấy, có hiểu không? Phùng Tuấn Khải cười rồi nhìn về phía Trần Triệu Dương. Đương nhiên là không thành vấn đề rồi. Yên tâm đi, hai anh em chúng tôi không dành những thứ khác, nhưng vụ này thì tuyệt đối là sở trường. Nghe thấy Phùng Tuấn Khải nói vậy, người kia vỗ ngực đảm bảo. Vậy là tốt rồi, Phùng Tuấn Khải gật đầu nói, thế thì bắt đầu đi, tôi háo hức lắm rồi. Dám chống lại hẳn ta. Nếu không dạy cho Trần Triệu Dương một bài học thì anh lại tưởng là hắn ta dễ tính. Tất nhiên là Trần Triệu Dương cũng nhìn thấy cuộc đối thoại của bọn họ, anh biết đọc khẩu hình mà. Vốn dĩ Trần Triệu Dương còn định đợi Từ Hồng Nho tới cứu mình, nhưng bây giờ xem ra anh nhất định phải phản kháng rồi, nếu không thì sẽ bị hai thằng đần này hành cho một trận, anh đâu có xu hướng thích bị hành hạ. Tuy rằng hai người này mặc đồng phục cảnh sát, nhưng thẻ tên trước ngực bọn họ lại viết dòng chữ cảnh sát thực tập, rõ ràng không phải cảnh sát chính thức. Nghĩ tới đây, Trần Triệu Dương nhìn Phùng Tuấn Khải rồi đột nhiên nở nụ cười. Phùng Tuấn Khải đang hăng hái nhìn Trần Triệu Dương qua tấm kính, kết quả lại nhìn thấy Trần Triệu Dương đối mặt với mình, khiến hắn ta thót tim. Kính này của các anh là kính một mặt à? Rốt cuộc ở bên kia có nhìn thấy tôi không? Phùng Tuấn Khải bất an hỏi người kia. Cậu Phùng cứ yên tâm, chỉ có chúng ta mới nhìn thấy hắn qua kính được thôi, hắn không nhìn thấy chúng ta, cảnh sát thực tập kia vội vàng giải thích. Vậy là tốt rồi, ánh mắt của thằng đó trông hơi đáng sợ, nhận được lời bảo đảm, Phùng Tuấn Khải lập tức thở phào một hơi, sau đó nhìn Trần Triệu Dương bằng ánh mắt đầy ẩn ý. Tao sẽ tới tìm mày, Trần Triệu Dương nói mấy chữ bằng khẩu hình, sau đó nở một nụ cười khát máu. Tuy rằng Phùng Tuấn Khải không biết đọc khẩu hình, nhưng hắn ta nhận ra rằng Trần Triệu Dương đang nói chuyện với mình, khiến hắn ta rùng mình. Đúng lúc này, cảnh sát thực tập kia phát tín hiệu cho hai cảnh sát trong phòng tra khảo. Thằng kia, đây là thông tin lời khai, ký tên rồi ấn dấu vân tay vào, hai cảnh sát thực tập kia lấy một bản ghi chép lời khai ra đặt trước mặt Trần Triệu Dương. Lời khai, tôi còn chưa nói gì thì lấy đâu ra lời khai, Trần Triệu Dương lập tức sinh lòng nghi ngờ, anh mở bản ghi chép lời khai ấy ra. Nhìn thấy tội danh ghi trong đó, sắc mặt của anh trở nên khó coi. Anh không ngờ là hai tên cảnh sát thực tập này lại quá đáng như thế, gán ghép cho anh rất nhiều tội. Nếu anh mà ký tên và ấn dấu vân tay thì đừng mơ thoát tội. Chính cậu nói mà bây giờ quên hết rồi sao? Ký tên mau lên, ký xong là bọn tôi còn phải tan ca nữa, hai cảnh sát thực tập kia mất kiên nhẫn. Ký xong là tôi sẽ được đi à? Đương nhiên rồi, ký đi mau lên, nghe vậy, hai người kia mừng khấp khởi, lập tức gật đầu ngay. Được, vậy thì tôi sẽ tin các anh, vừa nói,
Trần Triệu Dương vừa cầm bút lên ký tên mình vào, còn về việc ấn dấu vân tay, anh có cách của riêng mình. Thấy Trần Triệu Dương ký tên và ấn dấu vân tay, tên Phùng Tuấn Khải đang hoảng sợ lập tức vui vẻ ra mặt. Tôi đi được chưa, làm xong tất cả, Trần Triệu Dương hỏi. Ha ha, đi á, mày muốn đi đâu, nghe thấy câu hỏi của Trần Triệu Dương, hai tên cảnh sát thực tập lập tức cười ha ha. Vừa rồi các anh đã nói rồi mà, tôi ký tên thì sẽ được đê, Trần Triệu Dương nói với vẻ mặt khó hiểu. Đúng là một thằng ngu, mày ký vào bản ghi chép ấy cũng đồng nghĩa với việc thừa nhận tội của mày, vậy nên mày cứ chờ ngồi tù mục xương đi, tên cảnh sát thực tập đang cầm bản ghi chép cười ha ha. Lại thêm một thành tích rồi, nếu làm cẩn thận thì chưa biết chừng lần này sẽ được chuyển sang chính thức ấy chứ, hai người kia liếc nhìn nhau rồi nhỏ giọng thì thầm. Ồ, vậy sao, chỉ bằng anh xem thử chữ ký tôi vừa ký đi, Trần Triệu Dương nhếch môi cười khẩy. Cái gì, nghe Trần Triệu Dương nói vậy, hai cảnh sát thực tập mở bản ghi chép lời khai ra. Nhìn thấy dòng chữ trên đó, sắc mặt của cả hai trở nên khó coi tột độ. Bởi vì trên bản ghi chép lời khai ấy có ba chữ tao đùa thôi. Nếu không thèm nhìn mà mang nộp bản ghi chép này lên trên thì e là xế to chuyện mất. Còn về dấu vân tay, cho dù nó là dấu vân tay thật mà chữ ký không đúng thì cũng không có hiệu lực pháp luật. Cũng có nghĩa là bọn họ bị một tên phạm nhân chơi một vố. Đối với bất cứ một cảnh sát nào, đây đều là một sự sỉ nhục. Tuy rằng bọn họ chỉ là hai cảnh sát thực tập, nhưng cả hai đều tự cho mình là cảnh sát rồi. Lúc này, hai cảnh sát thực tập ấy nổi trận lôi đình. Rút gậy điện bên hông ra, phụt về phía Trần Triệu Dương. Trần Triệu Dương lập tức giang rộng hai tay ra, dây xích đang trói anh bị kéo đứt, đồng thời chiếc còng tay bằng thép cũng nứt đôi, chẳng khác nào một tờ giấy. Chuyện này, nhìn cảnh tượng trước mắt, hai cảnh sát thực tập chố mắt ra, cây gậy điện đã giơ lên rồi mà không biết có nên vụt xuống hay không. Lần sau muốn vu khống người khác thì nhớ phải dùng não đấy, Trần Triệu Dương thản nhiên cầm lấy hai chiếc gậy điện trong tay họ. Sau đó ném chúng đi, làm chiếc camera rơi vỡ tan tành. Trần Triệu Dương đi tới trước tấm kính, khởi động mắt xuyên thấu, nói với Phùng Tuấn Khải trong đó, mấy thứ mày chơi phèn quá, toàn là những thứ mà trước kia tao chơi chán rồi thôi. Lần sau mà muốn hại tao thì nhất định phải khiến tao không thể phản kháng nổi, nếu không thì kẻ gặp xui xẻo nhất định sẽ là mày. Vừa nói, Trần Triệu Dương vừa đấm mạnh vào tấm kính. Vốn dĩ tấm kính ấy cũng chẳng cứng cáp gì. Trần Triệu Dương đấm một cú là cả tấm kính vỡ tan ra thành vô số mảnh vụn. Phùng Tuấn Khải đang ngồi ngay trước tấm kính, thế là hắn ta bị mảnh thủy tinh quẹt vào mặt. Tên cảnh sát thực tập kia thì nhanh chóng núp xuống dưới mặt bàn, nhưng người hắn ta vẫn bị mảnh thủy tinh rạch ra mấy vết. May, nhìn thấy Trần Triệu Dương đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, sắc mặt Phùng Tuấn Khải bỗng trở nên khó coi vô cùng. Mày dám ra tay đánh người, lại còn phá hoại tài sản công cộng, mày xong đời rồi. Tên cảnh sát thực tập chui ra khỏi gầm bàn, quát nạt Trần Triệu Dương. Mặc dù vô cùng sợ hãi, nhưng trong tình huống này hẳn buộc phải ra mặt. Ồ, thì ra đây là đồn cảnh sát hả? Tao còn tưởng đây là nhà họ Phùng, còn mấy người đều là chó canh nhà cho bọn họ. Trần Triệu Dương cố ý nói đầy khoa trương, sau đó bình thản ngồi xuống ghế sofa rồi đưa mắt nhìn tên cảnh sát thực tập và Phùng Tuấn Khải. Danh con, mày nghĩ rằng bản thân biết được chút võ là chẳng ai động được đến mình hả? Mày đừng quên đây là đồn cảnh sát, mày dám đánh cảnh sát, giờ còn muốn đả thương bọn tao, lẽ nào mày không sợ phải ngồi tù mọt gông? Tuy Phùng Tuấn Khải vô cùng khiếp đảm sức mạnh của Trần Triệu Dương nhưng hẳn ta không hề tỏ ra hoảng loạn. Hờ, lúc mày hãm hại tao chắc cũng không nghĩ đến chuyện này nhỉ, Trần Triệu Dương thản nhiên nhìn Phùng Tuấn Khải và nói. Mày chỉ là một thằng tép diêu, mày nên cảm thấy vinh dự khi đích thân tao ra tay hãm hại mày mới đúng, Phùng Tuấn Khải chẳng có chút gì gọi là ăn năn hối cải. Hắn ta vẫn cứ ngông cuồng lên tiếng. Được đấy, xem ra mày vẫn chưa rõ tình huống hiện giờ cho lắm. Nếu đã vậy, cứ để tao giúp mày hiểu được mày đang rơi vào hoàn cảnh như nào, Trần Triệu Dương nhếch mép cười, sau đó đứng dậy khỏi ghế sofa, giáng một cú tát thật mạnh lên mặt Phùng Tuấn Khải. Bốp! Phùng Tuấn Khải bị Trần Triệu Dương vả cho một cái ngã nhào lên bàn, cú va đập mạnh đến mức khiến chiếc bàn vỡ tan tành. Lúc này, tay cảnh sát thực tập kia không dám ra mặt nữa. Lúc này hắn nhìn ra được chàng trai trẻ kia là một người không sợ trời, không sợ đất. Hắn phải đợi những đồng nghiệp khác tới thì mới có thể chế ngự được tên khốn kiếp này. Trần Triệu Dương tiến lên một bước, đạp chân lên ngực Phùng Tuấn Khải, lạnh lùng nói, bây giờ mày biết rõ tình hình như nào rồi chứ? Khụ khụ, bị Trần Triệu Dương dỡ ám lên ngực, Phùng Tuấn Khải bỗng cảm thấy bản thân không thể hít thở nổi,
khi Trần Triệu Dương giảm bất lực, hẳn ta mới thấy đỡ hơn một chút. Tên danh kia, tao thừa nhận là mình đã quá xem thường mày, nhưng mày biết tao là ai không? Sau khi ổn định lại, Phùng Tuấn Khải lập tức tỏ vẻ cao ngạo, nói. Ôi xem ra mày cũng có máu mặt đấy nhỉ, nói ra nghe hết hồn cái nào. Tao là người nhát gan, chưa biết chừng mày dọa được tao, tao sẽ tha cho mày, Trần Triệu Dương nói mỉa. Mày! Phùng Tuấn Khải chưa bao giờ chịu nhục nhã như thế này, hắn ta vừa bị Trần Triệu Dương đánh, lại còn bị giẫm lên người. Điều này khiến Phùng Tuấn Khải muốn phát điên. Ông đây là cậu lớn nhà họ Phùng, mày dám đánh ông ra nông nỗi này thì cho dù mày có là ai đi nữa cũng chết trách. Phùng Tuấn Khải nghiến răng nói, ánh mắt của hắn lóe lên tia nhìn oán giận điên cuồng. Ai ra, bối cảnh ghê gớm thế, vậy chẳng phải tao chết là cái chắc rồi. Sau khi nghe Phùng Tuấn Khải nói xong, Trần Triệu Dương dùng giọng điệu hơi lố một tí để đáp lại hắn ta. Đúng vậy, mày dám nhục mạ tao, điều này cũng có nghĩa mày đã nhục mạ cả nhà họ Phùng, mày chắc chắn chỉ còn đường chết thôi, Phùng Tuấn Khải mừng thầm trong bụng. Ai, đúng là cậu ấm nhà giàu, dù sao tao cũng chết chắc rồi. Vậy trước khi chết, có lôi theo mày đi cũng chẳng sao đâu nhỉ. Nói gì đi nữa tao cũng chỉ là một tên tép siêu, chân đất sợ đi giày rách, mày nói có đúng không? Trần Triệu Dương nở nụ cười đầy hiểm ác, sau đó ngày càng dồn sức giãm mạnh hơn. Nghe thấy lời nói của Trần Triệu Dương, Phùng Tuấn Khải bỗng giật mình tỉnh táo trở lại. Hiện hắn A đang rơi vào tình cảnh bị người khác khống chế, không thể chọc giận đối phương. Ngay lúc Trần Triệu Dương chuẩn bị nói gì đó, bên ngoài bỗng vang lên tiếng bước chân dồn dập. Sau đó mười mấy viên cảnh sát xông vào đầy khí thế. Không được phản kháng, mau giơ hai tay lên, một đội cảnh sát bao vây Trần Triệu Dương, trong tay mỗi người đều cầm gậy điện với rùi cui, chắc chắn bọn họ nghe được động tĩnh bên trong nên mới xông vào giúp đỡ. Thấy viện binh tới, tên cảnh sát thực tập đang ngồi trên đất thở phào nhẹ nhõm, sau đó đứng dậy, chỉ vào mặt Trần Triệu Dương, anh kia, mau thả cậu Phùng ra, nếu không chẳng ai cứu được anh đâu. Nhìn thấy mọi chuyện đang diễn ra trước mắt, Phùng Tuấn Khải bỗng bình tĩnh trở lại, lập tức đứng dậy, vênh mặt nói. Trần Triệu Dương bị bắt được một lúc, cảnh sát trưởng của đồn cảnh sát là Giang Hải nhận được một cuộc điện thoại, nghe điện thoại xong ông ta sợ chết khiếp, vội vã chạy về phía khu vực sảnh của đồn cảnh sát. Tiểu Vương, có phải hôm nay bắt được một chàng trai trẻ không? Giang Hải vội vã hỏi một người cảnh sát ở trong sảnh. Cảnh sát trưởng, đúng là chúng tôi có bắt được một chàng trai trẻ, đội trưởng Triệu đang thẩm vấn hẳn. Tiểu Vương vừa nhìn thấy cảnh sát trưởng đích thân đi tới thì vội vã trả lời. Ở đâu, ở phòng thẩm vấn sao? Giang Hải trong lòng còn ôm một tia hy vọng, vội hỏi. Không phải, bọn họ đang ở trong căn phòng ở tít cuối cùng, Tiểu Vương lắc đầu. Cái gì? Nghe Tiểu Vương nói vậy, Giang Hải bỗng ngẩn người. Ông ta biết đám cấp dưới của mình cố ý dựng nên một phòng dùng hình ở phía trong cùng, chủ yếu là để đối phó với những tên hung thần ác. Bá! Có điều... Người cần phải được bảo vệ lại bị dẫn tới căn phòng dùng hình, cầu mong không xảy ra chuyện lớn. Ngay lúc Giang Hải định đi tới phòng dùng hình xem xét, bên ngoài bỗng vang lên tiếng bước chân dồn dập, sau đó Giang Hải trông thấy người vừa mới gọi điện tới cho mình. Người này chính là lãnh đạo trực tiếp của ông ta, lãnh đạo còn đang nói chuyện, cười chữ ngượng với một người đàn ông trung niên. Toi rồi, lần này toi thật rồi, Giang Hải bỗng cảm thấy người đàn ông trung niên đi cùng cấp trên của mình có chút quen mắt. Sau khi nhớ ra được người này là ai, ông ta bỗng toát mồ hôi, ướt hết cả quần áo. Giang Hải, cậu mau thả người ra, cục trưởng Hoàng nhìn là biết ngay tình hình hiện giờ của cấp dưới. Dạ, cục trưởng đợi một lát, tôi đi dẫn người về ngay đây, nghe thấy vậy, Giang Hải lập tức chạy vội tới phòng dùng hình. Khi bọn họ tới phòng dùng hình, đập ngay vào, mắt là cảnh tượng mười mấy viên cảnh sát nhìn Trần Triệu Dương như kẻ thù khó nhãn, còn Trần Triệu Dương thì vô cùng bình thản ngồi trên ghế sofa. Cậu Trần, cậu không sao chứ? Từ Hồng Nho vội vã đi đến chỗ Trần Triệu Dương, lo lắng hỏi. Yên tâm đi, tôi không sao, bọn họ mới là người có sao. Trần Triệu Dương nhìn thấy Từ Hồng Nho đi tới thì lập tức chỉ vào hai người cảnh sát thực tập đang nằm bò dưới đất. Thấy Trần Triệu Dương không có vấn đề gì, Giang Hải thở phào nhẹ nhõm. Chàng trai trẻ này rốt cuộc có thân thế như nào mà đến cả Từ Hồng Nho và lãnh đạo trực tiếp của ông ta đều bảo vệ cậu ta. May là không có chuyện gì. Hai người bị đánh chỉ là cảnh sát thực tập, hơn nữa dạo thời gian gần đây ông ta nhận được không ít phản ánh nói hai tay cảnh sát thực tập này đang chuẩn bị điều tra mọi chuyện hối lộ. Giờ thì hay rồi, chọc ngay vào mí mắt lãnh đạo cấp trên của ông ta, Giang Hải cũng chẳng cần động vào mấy tên cặn bã này nữa.
Mặc dù bọn chúng là cảnh sát thực tập nhưng vẫn làm ô uế danh dự của đội cảnh sát. Toàn là đồ cặn bã của đội cảnh sát. Người đàn ông đi cùng từ Hồng Nho tới đây tên là Hoàng Hữu Đức, làm người ngay thẳng, có uy tín rất cao. Lúc này hai người bọn họ nhìn Trần Triệu Dương đầy tò mò, thường sẽ có rất ít người có thể bình tĩnh khi bị một đám cảnh sát vây xung quanh. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ai mau nói cho tôi biết, mặc dù Hoàng Hữu Đức nhận lời của ông bạn thân Từ Hồng. Nho tới đây để giúp đỡ người này, nhưng nếu anh là một tên hung thần ác bá thì ông ta sẽ không nhúng tay vào. Cục trưởng Hoàng, lần này do tôi dẫn đội tới vì có người báo cáo chàng trai trẻ này bỏ thuốc con gái nhà người ta, định giở trò lưu manh, vậy nên chúng tôi mới đưa về đồn để thẩm vấn. Lúc này, người cảnh sát dẫn đội lúc nãy đứng ra lên tiếng đầy nghi hoặc. Vậy chuyện ở đây là như nào? Hoàng Hữu Đức gật đầu, đều là quá trình bình thường. Nhưng hiện trường loạn như thế này mà không ai giải thích gì sao? Tôi bảo hai bọn họ dẫn người đến phòng thẩm vấn còn mình đi lên tầng nên mọi chuyện sau đó tôi không biết. Đối mặt với câu hỏi của Hoàng Hữu Đức, người cảnh sát kia không dám giấu giếm điều gì, vội vã lên tiếng. Để tôi nói cho, Trần Triệu Dương lập tức đứng dậy, kể hết mọi chuyện một lượt. Cái gì, trong đồn cảnh sát lại có loại cặn bã như vậy? Sao, giỏi lắm, đúng là vô pháp vô thiên, không coi ai ra gì. Nghe Trần Triệu Dương kể xong, tuy Hoàng Hữu Đức không hoàn toàn tin tưởng nhưng khi thấy hai tay cảnh sát còn mặc cảnh phục đang nằm dưới đất không dám nhìn thẳng vào mắt mình, ông ta biết ngay e là mọi chuyện đúng như vậy rồi. Cục trưởng Hoàng, đừng nóng giận, hai tay này không phải nhân viên chính thức, chỉ là cảnh sát thực tập mà thôi, không thể đánh đồng hai tên cặn bã này với người trong đội cảnh sát được. Nếu không sẽ là sự ô nhục cho đội cảnh sát đớ, Trần Triệu Dương vội vã lên tiếng. Ồ, ra là vậy, Hoàng Hữu Đức nhìn Giang Hải, nói. Đúng vậy, cục trưởng, tôi đã thu thập đủ chứng cứ về. Chuyện nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ của mình để vòi vĩnh của hai tay cảnh sát thực tập này rồi, chỉ là Vân chưa kịp nộp lên, bây giờ vừa hay gặp được cơ hội, Giang Hải lập tức đáp. Đây là do sự thất trách của anh, mau tóm cổ hai tên khốn khiếp này lại cho tôi. Hoàng Hữu Đức nổi trận lôi đình, chỉ vào hai tên cảnh sát thực tập và nói. Được, tôi làm ngay đây, nghe thấy vậy, Giang Hải thở phào một hơi, nhanh chóng lệnh cho mấy viên cảnh sát đưa hai tay cảnh sát thực tập này ra ngoài, chẳng cần nghĩ cũng biết được kết cục của hai người bọn chúng. Nhìn thấy cách làm việc của Hoàng Hữu Đức và đội cảnh sát làm việc, Trần Triệu Dương gật gật đầu, xem ra người này đúng là rất ngay thẳng. Lúc này, hai mắt Phùng Tuấn Khải giật giật. Hẳn ta quen ỷ vào gia thế của mình mà ngông cồng ngang ngược khắp nơi, giờ trông thấy sự uy phong lẫm liệt của cảnh sát thì co rúm lại. Cục trưởng Hoàng, cậu Phùng đây cũng không nắm rõ mọi chuyện nên mới tố cáo, chỉ là hiểu lầm thôi, Trần Triệu Dương không muốn để Phùng Tuấn Khải rơi vào tay hội cảnh sát đầy lòng chính nghĩa này, nếu không mọi chuyện có thể đổi chiều thành hại khổ Hoàng Hữu Đức. Dù sao nhà họ Phùng cũng không dễ dây vào. Đi thôi, Hoàng Hữu Đức không phải kẻ ngốc. Mặc dù ông ta biết chắc giữa hai người này có vấn đề gì đó nhưng nếu người ta đã không có ý để cảnh sát nhúng tay vào thì ông ta cũng đành chịu. Suy cho cùng, dân không báo thì quan không tra, mấy chuyện một bên ra tay, một bên chịu trận như này, cho dù có là cảnh sát cũng chẳng quản nối. Mặc dù Phùng Tuấn Khải không biết Trần Triệu Dương có ý đồ gì nhưng hẳn ta không muốn rơi vào tay cục trưởng của cục cảnh sát này, đã được ra ngoài thì cứ đi ra rồi tính tiếp. Sau đó, Trần Triệu Dương cảm ơn Hoàng Hữu Đức một tiếng rồi mới đưa Phùng Tuấn Khải và Từ Hồng Nho ra khỏi đồn. Sau khi rời khỏi sở cảnh sát và đến một nơi vắng vẻ, Trần Triệu Dương nói Từ Hồng Nho dừng xe, sau đó quẳng Phùng Tuấn Khải ra xa xe. Nói đi, mày muốn chết thế nào? Trần Triệu Dương tóm lấy cổ Phùng Tuấn Khải rồi nhấc hắn ta lên, lạnh lùng nói. Phùng Tuấn Khải cố gắng mở miệng hít thở, sau đó hắn bỗng tỉnh táo nhiều hơn. Hắn ta hoàn toàn không phải đối thủ của Trần Triệu Dương, Phùng Tuấn Khải buộc phải tìm người trong gia tộc tới cứu. Trước mắt, hắn ta nên tém lại thì hơn, nếu không thì bản thân phải chịu thiệt rồi. Trần gia, tôi xin cậu tha cho tôi đi. Tôi sai rồi, tôi đúng là có mắt không tròng mới động tới cậu. Cậu mở lòng từ bị, cứ coi như tôi là cái rằm mà đánh là được rồi, Phùng Tuấn Khải tỏ ra đáng thương vô cùng, nói với Trần Triệu Dương. Trần Triệu Dương cũng vô cùng bất ngờ. Phùng Tuấn Khải trông ra bộ dạng cậu ấm nhà giàu nhưng lại đổi vai nhanh thế. Bỏ qua cho mày, được thôi, không thành vấn đề. Có điều mày làm mất quá nhiều thời gian của tao, chúng ta có nên bàn chuyện bồi thường không nhỉ? Trần Triệu Dương mỉm cười, nhìn Phùng Tuấn Khải. Được, Trần gia, cậu nói đi, cậu cần bao nhiêu tiền? Nghe Trần Triệu Dương nói vậy, Phùng Tuấn Khải gật đầu như bổ củi. Sáng hôm nay,
gia chủ nhà họ Phòng là Phòng Vĩnh Tín cũng làm lỡ thời gian của tao, ông ta bồi thường cho tao bao nhiêu thì mày bồi thường cho tao bấy nhiêu, thế nào? Trong lòng Phùng Tuấn Khải đã có chút không cam tâm, vừa nghe thấy Trần Triệu Dương nhắc đến nhà họ Phòng, lòng hẳn ta run lên cầm cập. Tên danh này lợi hại đến vậy sao, đến nhà họ Phòng cũng không phải đối thủ của ha. Nếu đúng là như vậy thì sao hắn thực hiện được giấc mộng báo thù của mình? Không biết là bao nhiêu tiền vậy, Phùng Tuấn Khải hỏi đầy nghỉ hoặc. Suy cho cùng, tên danh này vơ vét tài sản của gia chủ nhà họ Phòng, còn hắn ta chỉ là cậu ấm nhà họ Phùng, hai bên không cùng đẳng cấp. Không nhiều, chỉ khoảng 1 tỷ thôi, Trần Triệu Dương cười nói. Dù sao anh cũng chẳng dại gì mà từ chối người mang tiền tới cho mình. Cái gì, 1 tỷ, sao anh không đi cướp luôn đi, nghe, thấy con số này, Phùng Tuấn Khải bỗng dẫy đành đạch. Số tiền tiêu vặt 1 năm của hẳn ta cũng mới chỉ có vài chục triệu, bây giờ còn muốn hẳn ta bồi thường 1 tỷ, thế chẳng khác nào lấy mạng hắn ta. Đi cướp đâu sướng như này chứ, nào, gọi điện đi, Trần Triệu Dương đưa số thẻ trong điện thoại của mình cho Phùng Tuấn Khải rồi nói. Còn chiếc điện thoại bị tịch thu đương nhiên được trả lại. Không thể nào, tôi không có nhiều tiền như thế, kể cả anh có giết chết tôi thì tôi cũng không thể nào có nhiều tiền như thế được đâu, Phùng Tuấn Khải lắc đầu một cách điên cuồng. Ý của mày là không muốn trả tiền hay sao, Trần Triệu Dương cười như không cười nhìn Phùng Tuấn Khải rồi nói. Nếu tôi có nhiều tiền thế thì chắc chắn sẽ đưa anh, nhưng trong túi tôi không có nhiều tiền như vậy, Phùng Tuấn Khải lúc này vô cùng bất lực nhưng hắn ta chỉ có thể giải thích. Mày không có nhưng lẽ nào nhà mày cũng không có hay sao? Gọi điện cho người nhà mày bảo họ chuyển tiền đến cho tao, Trần Triệu Dương lập tức gợi ý cho hẳn ta. Cái này, nghe được lời này của Trần Triệu Dương, Phùng Tuấn Khải có chút kích động. Nếu gọi điện thoại cho người nhà, vậy người nhà sẽ biết được tình huống của hẳn ta, đến lúc đó ông nội chắc chắn sẽ cử người đến cứu mình. Gọi đi, Trần Triệu Dương dục hẳn gọi điện thoại. Lúc này Phùng Tuấn Khải vô cùng kích động nhưng vẻ mặt lại không hề thay đổi. Rồi lập tức lấy điện thoại ra gọi cho người nhà. Bố, bây giờ con cần 1 tỷ tệ, bố có thể gửi qua cho con không? Phùng Tuấn Khải tất nhiên không thể nói là mình bị be chẹt được mà cứ nói thật, hẳn tin là bố hẳn sẽ hiểu được. Chú Quyền không ở cạnh con, nghe được bố mình hỏi về chú Quyền, cũng là người mà gia tộc sắp xếp bảo hộ cho. Hẳn ta thì hẳn lập tức lúng túng. Trước đây hắn vì đi thả thính gái mà bảo chú Quyền nghỉ ngơi ở khách sạn, sớm biết thế thì đã dẫn chú ấy đi theo rồi. Được, bây giờ bố chuyển tiền cho con, đợi con rời khỏi chỗ nguy hiểm đó rồi lập tức đi tìm chú Quyền. Nghe được lời này của bố mình từ trong điện thoại, Phùng Tuấn Khải lập tức cảm thấy yên tâm. Sau khi hẳn gửi số tài khoản của Trần Triệu Dương cho bố mình xong, hắn nhận ra bố mình vẫn yêu thương mình lắm. Chưa đầy 2 phút sau Trần Triệu Dương đã nhận được thông tin chuyển khoản. Tốt lắm, Trần Triệu Dương gật đầu hài lòng. Cút đi! Nếu sau này còn động đến tao nữa thì không chỉ như thế này là xong đâu, Trần Triệu Dương đạp một phát lên người hẳn ta rồi mới lên xe của Từ Hồng Nho. Cậu Trần, tôi đã cho người điều tra lai lịch của Phùng Tuấn Khải, không đến một buổi sẽ nhận được thông tin thôi, Từ Hồng Nho mở cửa xe rồi nói. Vậy làm phiền gia chủ Từ rồi, Trần Triệu Dương gật đầu, anh cũng thầm đoán được chỉ là không có bằng chứng mà thôi. Trần Triệu Dương lấy điện thoại ra thì phát hiện có hơn 10 cuộc gọi nhỡ của Giang Tử Phong, anh lập tức cảm thấy bất an. Anh biết, nếu không xảy ra chuyện gì lớn thì cậu ấy đã không gọi cho anh nhiều thế. Nhớ lại chuyện lần trước, Giang Tử Phong đã gọi cho anh một cuộc, lúc đó đáng lẽ ra anh nên nghe mới phải. Anh lập tức gọi lại cho cậu ấy nhưng điện thoại chờ rất lâu vẫn không có ai bắt máy. Anh bắt đầu có dự cảm không hay, lẽ nào căn cứ của mình xảy ra chuyện rồi. Anh lập tức gọi cho Hứa Thiệu Phong, may mà hắn ta nghe máy. Lão Hứa, nói cho tôi biết có phải xảy ra chuyện gì rồi không, Trần Triệu Dương cố gắng khiến giọng mình thật bình tĩnh. Cậu Trần, không sai, có người đến tìm cậu tính sổ, là người của Giang Môn, Hứa Thiệu Phong trầm mặc một lúc rồi nói. Tình hình thế nào, vẻ mặt của Trần Triệu Dương lập tức thay đổi, anh biết thực lực của Giang Môn không yếu, ban đầu khi anh phế Thái Vinh thì cũng đã lường trước được. Người của Giang Môn chắc chắn sẽ đến báo thù rồi. Thế nhưng lâu như vậy rồi mà không có tin tức gì của họ, nên anh cũng không để ý đến chuyện này nữa. Không ngờ rằng mình mới rời khỏi Nam Hải thì người Giang Môn đã tìm đến cửa, đúng là biết chọn thời cơ mà. Cậu Trần, cũng không có tổn thất gì lớn, chỉ là một vài cửa căn cứ bị hủy, bây giờ các vùng đều không thể kinh doanh được. Hơn nữa công ty chị dâu cũng loạn cả lên rồi, chỉ là cậu cứ yên tâm,
tôi đã cho người bảo vệ chị dâu, chị ấy chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì. Nghe Hứa Thiệu Phong kể lại tình hình một lần thì anh mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là tốn thất một chút của cải, cũng không phải là chuyện gì lớn. Chỉ là, nếu cậu cứ không chịu xuất hiện thì sợ là, nói đến đây, Hứa Thiệu Phong dừng lại, hắn biết Trần Triệu Dương sẽ nghe hiểu lời hắn nói. Gọi điện cho Giang Tử Phong để cậu ấy xử lý, Trần Triệu Dương vốn còn định tự mình xử lý nhưng anh lại nghĩ đến chuyện hai tay bản tỉa song sinh kia đã đến thành phố. Nam Hải cứ để cho họ ra tay. Mặc dù ban đầu khi anh đối phó với hai chị em đó rất nhẹ nhàng nhưng anh hiểu rất rõ thực lực của hai người họ, người mà Giang Môn phái đến thực lực chắc cũng không quá mạnh, để hai người họ ra tay coi như luyện tay nghề một chút. Tắt điện thoại rồi anh lập tức gửi cho Giang Tử Phong một tin nhắn, để cậu ấy cử hai chị em họ Cận đi xử lý, nếu đối phương không có sát ý thì để chị em họ Cận cảnh cáo họ một chút rồi xem xét tình hình mà ra tay. Sau khi phân phó xong hết mọi chuyện thì anh đảo mặt nhìn một cái. Bởi vì anh phát hiện có một chiếc xe theo đuôi, anh lập tức dùng thuật xuyên thấu nhìn qua một lượt. Đó là một chiếc xe rất bình thường, người cầm lái là một người đàn ông bình thường, khá cường tráng, còn ngồi phía sau là một ông lão, nhìn khắp một lượt thì có lẽ là một võ giả, nhưng ông ta không ra tay thì anh cũng không nhìn ra được là ở cấp độ nào. Dừng xe ở phía trước rồi ông đi lên 500 mét nữa đợi tôi, Trần Triệu Dương biết chắc là đối phương đến tìm mình. Đợi đến khi dừng xe, anh đi xuống rồi Từ Hồng Nho lập tức lái xe rời đi. Quả nhiên đợi đến khi Từ Hồng Nho vừa lái xe rời đi thì chiếc xe đi theo phía sau liền đỗ lại, ông lão đó bước từ trên xe xuống. Tính cảnh giác thật cao, không tồi đâu, ông lão đó ngậm thuốc lá rồi nhìn Trần Triệu Dương với tư thế người ở trên cao nhìn xuống. Ông là ai, đi theo tôi làm gì, Trần Triệu Dương không biết đối phương là địch hay là bạn nên cũng không hỏi một cách quá gay gắt. Để tôi tự giới thiệu, tôi là Triệu Quyền, chắc là cậu không biết tôi đâu, tôi còn một thân phận khác chính là người bảo hộ của Phùng Tuấn Khải, bây giờ thì hiểu rồi chứ, Triệu Quyền cười rồi không gấp gáp ra tay mà nói như thể đang nói chuyện vụn vặt hàng ngày vậy. Ồ, hóa ra là vì Phùng Tuấn Khải, xem ra hẳn ta vẫn không cam tâm, Trần Triệu Dương híp mắt, Phùng Tuấn Khải chỉ là một công tử bột không có tí năng lực gì, thế mà lại có người bảo hộ, chứng tỏ địa vị của hẳn ta ở nhà họ Phùng cũng không thấp. Cậu chắc không biết đến sự tồn tại của nhà họ Phùng là như thế nào, cho nên mới dám động đến con cháu nhà họ Phùng đúng không, Triệu Quyền không có chút tức giận nào. Mà chỉ cười rồi nói. Tôi không cần biết, tôi chỉ biết là làm sai thì ắt phải trả giá, Trần Triệu Dương buông tay xuống rồi cắt ngang lời Triệu Quyền chuẩn bị nói. Được thôi, người trẻ tuổi có khác, không có tí kiên nhẫn nào, Triệu Quyền thở dài một cái, thu tay về như một ông lão rồi đi về phía Trần Triệu Dương. Vậy ông muốn thế nào? Trần Triệu Dương hỏi. Chỉ cần cậu trở về, quỳ xuống trước mặt cậu chủ của chúng tôi và nhận lỗi với cậu ấy. Còn cậu chủ muốn xử lý cậu như thế nào thì không phải chuyện của tôi, Triệu Quyền lạnh nhạt nói. Ông già thối, ông có biết thế nào gọi là bệnh hoang tưởng không? Thật không hiểu tại sao ông lại sống được đến tuổi này, Trần Triệu Dương nói thẳng thản không chút khách khí. Triệu Quyền vốn đang có vẻ mặt bình tĩnh nhưng sau khi nghe thấy lời này của anh thì lập tức biến sắc. Ông ta nhìn Trần Triệu Dương một cách tức giận. Thằng nhãi danh đáng chết, Triệu Quyền vốn cũng chỉ là thế hệ bảo hộ trẻ của nhà họ Phùng nhưng trước giờ đều được người ta tôn trọng, chưa bao giờ bị miệt thị như thế này. Ông già thối, không bình tĩnh nữa sao? Biết tức giận rồi, tốt lắm, điều này chứng tỏ ông đã không sống vô ích, Trần Triệu Dương nói với Triệu Quyền một cách vô cùng bình tĩnh. Nhận lấy một chưởng mà Triệu Quyền vừa đánh qua, Trần Triệu Dương nghiêng sang một bên rồi lập tức đá chân một phát vào eo ông ta. Bịch. Triệu Quyền bị Trần Triệu Dương đá bay thẳng vào cửa sổ chiếc xe họ vừa đậu, khiến cho cửa kính xe vỡ tan tành. Già cả rồi, không ở nhà mà dưỡng lão đi mà cứ đi ra ngoài giả vờ giả vịt như thế không phải là tự tìm đường chết sao, Trần Triệu Dương lách đầu rồi nói với ngữ điệu giáo huấn. Qua cuộc đấu tay đôi vừa rồi thì anh có chút thất vọng, thực lực của Triệu Quyền mới vừa đến hậu thiên đại viên mãn, ngay cả thiên tiên còn chưa đến mà lại còn dám ra ngoài làm loạn. Thật đúng là không biết thế giới bên ngoài nguy hiểm như thế nào. Triệu Quyền không ngờ đến thực lực của Trần Triệu Dương lại mạnh như thế, lúc ông ta nhận được điện thoại của Phùng Tuấn Khải không hề nghe hẳn ta nhắc đến thực. Lực của anh ra sao, ông ta biết, mình chắc chắn không phải đối thủ của anh. Được rồi, tôi không muốn chơi cùng mấy người nữa, nếu Phùng Tuấn Khải vẫn không phục thì đừng có trách tôi không nương tay, Trần Triệu Dương cười lạnh một cái rồi cảnh cáo Triệu Quyền. Nói xong. Anh cũng không muốn so đo với ông ta nữa mà lập tức đi về phía xe của Từ Hồng Nho. Triệu Quyền lập tức thở dài,
thực lực của Trần Triệu Dương quá mạnh, hơn nữa, khi anh không ra tay thì không thể nào nhìn ra được thực lực như thế nào, mới vừa rồi một đòn đó của anh vô cùng ổn định chứng tỏ anh cũng phải là một thiên tiên vô cùng mạnh. Mặc dù ông ta đã là hậu thiên đại viên mãn rồi nhưng so với thiên tiên thì vẫn cách biệt một trời một vực, thiên phú của ông ta không đủ nên cả đời này cũng không biết có cơ hội để đột phá lên thiên tiên hay không. Nhưng thanh niên mới tầm 20 tuổi này thế mà lại đạt được cảnh giới thiên tiên, điều này khiến ông ta phải đỏ mắt ghen tị. Đợi đến lúc Từ Hồng Nho lái xe quay lại nhà họ Từ thì vừa hay nhìn thấy Từ Tịnh Nhã đang đứng chờ ngoài cửa, trông cứ như một người vợ đang chờ chồng về vậy. Nhìn thấy xe của bố mình thì cô ta vô cùng kích động mà lao nhanh đến. Sau khi nhìn thấy Trần Triệu Dương xuống xe, cô ta thở dài một hơi rồi lập tức kiềm chế lại sắc mặt, trở nên dè dặt hơn. Trần Triệu Dương, anh không sao chứ, tuy rằng nhìn thấy anh không sao nhưng Từ Tịnh Nhã vẫn không kìm được. Mà hỏi, tôi không sao, sao muộn thế này rồi mà cô vẫn chưa ngủ. Tỉnh rượu rồi, nhìn thấy bộ dạng này của Từ Tịnh Nhã thì anh lập tức hỏi lại. Không phải là tôi lo cho anh sao rồi? Có bị thương ở đâu không? Từ Tịnh Nhã quan sát anh một lượt, phát hiện trên người anh không có vết thương nào thì mới yên tâm. Tôi thì có chuyện gì được chứ, được rồi, đi ngủ đi. Trần Triệu Dương vẫn đang lo về chuyện bên Nam Hải, xem ra mai phải quay lại một chuyến thôi. Sau khi biết được tình hình của anh thì Từ Tịnh Nhã bè đầu thấy mệt mỏi, dù gì cũng uống nhiều rượu như vậy, kể cả có uống canh giải rượu rồi thì đầu óc cũng vẫn mê mẩn như thế. Trần Triệu Dương vừa về đến biệt thự của mình thì Giang Tử Phong gọi đến. Đại ca, tình hình bên này chắc Hứa Thiệu Phong đã nói cho anh rồi chứ, Giang Tử Phong hỏi trong điện thoại. Ừ, tôi nắm được tình hình rồi. Hai chị em họ cần tìm đến cậu rồi phải không? Trần Triệu Dương hỏi. Đúng thế, đại ca, anh tìm được cặp chị em này ở đâu thế? Thật là xinh đẹp, tính cách cũng tốt nữa, Giang Tử Phong cười trêu. Nghe đến đây thì Trần Triệu Dương cũng cạn lời, nếu cậu ấy nhìn thấy cảnh cặp chị em đó dùng súng bản tỉa giết người thì không biết sẽ có suy nghĩ gì. Đúng rồi, tìm ra chỗ ở của người Giang Môn chưa? Nếu tìm được rồi thì để hai chị em họ ra tay cảnh cáo người Giang Môn một chút đi. Trần Triệu Dương dặn dò. Đại ca, em cũng đang định nói với anh chuyện này, đã tìm được chỗ ở của người Giang Môn rồi. Bây giờ, tình hình của chị Mỹ không được tốt lắm, tuy rằng không có nhân viên nào chết nhưng lòng người cũng lo sợ không yên, Giang Tử Phong lập tức giải thích. Nhưng mà đại ca, để hai chị em họ ra tay có phải không được ổn lầm không? Hai người họ trông yếu đuối thế, không phải là đưa dê vào miệng cọp hay sao? Giang Tử Phong nói một cách không hài lòng. Cậu là đại ca hay tôi là đại ca? Được rồi, mau làm theo. Những gì mà ti ti ập ếu người Giang Môn không biết điều thì bảo chị em họ cần giết chết cho tôi, đến khi rút khỏi Nam Hải thì thôi, Trần Triệu Dương lạnh giọng nói. Được thôi đại ca, Giang Tử Phong thấy hơi bực bội, thực sự không hiểu sao đại ca lại muốn để hai chị em họ ra tay như thế, bọn họ làm được sao? Anh Phong, Trần gia nói thế nào? Giang Tử Phong vừa cúp điện thoại thì chị em nhà họ Cận đã đi từ tầng 2 xuống rồi hỏi một cách tò mò. Đại ca muốn hai người ra tay, hai cô yên tâm, anh Phong sẽ không để hai người xảy ra chuyện gì, đợi chút nữa tôi tìm vài người bảo vệ cho hai cô, tôi đi cùng hai cô, Giang Tử Phong võ ngực nói. Chị, Trần gia để chúng ta ra tay, đây chính là cơ hội để chúng ta thể hiện, phải để cho anh ấy thấy được thực lực của chúng ta, Cận liệt thẳng tính, không để ý đến Giang Tử Phong mà nói thẳng với chị mình. Không sai, tối nay chúng ta hành động, không thể làm ảnh hưởng đến thanh danh của Trần gia được, Cận Băng gật đầu đồng ý với lời của em gái mình. Này, hai cô ơi, người của Giang Môn không dễ đối phó đâu, các cô đừng có trực tiếp đi đến đó, nghe được lời của hai chị em thì Giang Tử Phong lập tức lo lắng. Yên tâm đi, chúng tôi sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, Cận Băng quay đầu lại nói với em gái, Tiểu Liệt, lấy trang bị của chúng ta qua đây kiểm tra một chút, tối nay phải làm xong việc. Được. Nghe được lời của chị mình thì Cận Liệt cảm thấy vô cùng hưng phấn, lập tức sải đôi chân dài chạy lên tầng. Giang Tử Phong còn muốn thuyết phục điều gì nữa, nhưng khi nhìn thấy Cận Liệt vác hai chiếc hộp dài xuống tầng, cậu ấy lập tức ngậm miệng lại. Cậu ấy cũng muốn xem thử hai chị em nhà này có tài cán gì. Hai chị em nhà họ Cận biết Giang Tử Phong là người của Trần Triệu Dương, vậy nên cũng không giữ bí mật với cậu ấy, kiểm tra các trang bị chiến đấu như súng đạn, dao găm một lượt ngay trước mặt Giang Tử Phong. Sau khi nhìn thấy thứ đồ trong chiếc hộp dài của hai chị em nhà họ Cận, Giang Tử Phong chố mắt ra. Đây là hàng thật à, Giang Tử Phong bước tới, hỏi với vẻ trần trừ. Súng đồ chơi có giết người được không,
Cận Liệt trợn trắng mắt, lập tức bật lại ngay. Giết, giết người, nghe thấy câu nói của Cận Liệt, Giang Tử Phong nuốt một ngụm nước bọt, đôi mắt hiện lên nét hoảng sợ, đồng thời lắp bắp nói. Đương nhiên rồi, anh nghĩ chúng tôi lấy súng ra chơi trách, mặc dù nói chuyện với Giang Tử Phong, nhưng Cận Liệt không hề dừng hành động đang làm lại. Đôi tay cô ta nhanh nhẹn kiểm tra súng ống, nhoáng một cái mà cây súng bắn tỉa dài đã bị bọn họ tháo ra, sau đó thuần thục bảo dưỡng cho súng. Dù sao, đối với một tay súng bản tỉa, việc bảo dưỡng súng ống là một chuyện vô cùng quan trọng. Mỗi tay súng bắn tỉa sẽ căn cứ vào thói quen dùng súng của mình để điều chỉnh, chỉ cần một sai sót nhỏ thôi cũng có thể dẫn đến việc ngam bản không chuẩn. Tay súng bản tỉa mà không bản chuẩn thì đã mất đi giá trị lớn nhất rồi. Nhìn cách tháo gỡ, bảo dưỡng và lắp ráp thuần thục của bọn họ, Giang Tử Phong lập tức hiểu ra ý của đại ca mình. Thảo nào anh lại bảo bọn họ làm, thì ra là có bản lĩnh hơn người. Ngay lập tức, Giang Tử Phong cảm nhận được nguy cơ, dù sao những người được đi theo đại ca đều có sở trường riêng, ngay cả Hứa Thiệu Phong cũng có thể giúp đại ca quản lý tài sản, chị Mị thì có thể chia sẻ áp lực trong thế giới ngầm với đại ca. Chỉ có cậu ấy là chẳng có tác dụng gì cả. Không được, không thể tiếp tục như thế được nữa, nhất định phải trở nên mạnh hơn mới được. Nghĩ tới đây, cậu ấy sốt sắng trở về, muốn bảo đại ca dạy mình tu luyện. Trần Triệu Dương tu luyện một đêm, phát hiện ra linh khí ở thành phố Vân Hải dày đặc hơn ở thành phố Nam Hải, thảo nào võ giả ở thành phố Vân Hải lại mạnh hơn võ giả của thành phố Nam Hải một bậc. Kết thúc cuộc tu luyện, Trần Triệu Dương đứng lên, thấy trong điện thoại có một tin nhắn, mở ra xem thì thấy là tin nhìn của Giang Tử Phong. Cũng được đó, xem ra thực lực của hai chị em nhà này khá ổn, Trần Triệu Dương hài lòng gật đầu. Tin nhìn mà Giang Tử Phong gửi cho anh là thành quả chiến đấu của chị em nhà họ Cận vào tối qua. Hai khẩu súng bắn tỉa của hai chị em nhà họ Cận khiến người của Giang Môn không dám thò đầu ra. Cuối cùng bọn họ để lại một bức thư, cảnh cáo người của Giang Môn nhanh chóng đi khỏi đây, nếu không lần sau đạn sẽ không sượt qua hoặc là bản vào thứ trong tay bọn họ nữa. Quả nhiên, sáng sớm ngày hôm nay, người của Giang Môn cụp đuôi bỏ đi. Chắc chắn trong một thời gian tới đây, người của Giang Môn sẽ không quay lại, nhưng Trần Triệu Dương biết bọn họ sẽ không chịu từ bỏ. Chỉ có điều anh không phải là người không biết đánh trả, bọn họ dám tới địa bàn của anh gây chuyện thì anh cũng không ngại tới Giang Môn của bọn họ chơi, không biết bọn họ có chịu nổi sự giày vò của anh hay không thôi. Mặc dù bên phía Nam Hải không sao, nhưng Trần Triệu Dương vẫn muốn đi tìm Nam Cung Yến để giải thích với cô, dù sao đến bây giờ vẫn chưa thể liên lạc được với cô mà. Vậy nên hôm nay Trần Triệu Dương định trở về, bên Vân Hải cũng không còn chuyện gì nữa rồi. Lúc này, Trần Triệu Dương đi ra ngoài. Nhìn thấy Từ Tịnh Nhã đang chờ anh ở cửa. Cô có chuyện gì à? Trần Triệu Dương nghi hoặc nhìn Từ Tịnh Nhã, mặt của cô nàng này đỏ bừng, rõ ràng là vẫn chưa hết men rượu tối qua. Tôi tới gọi anh ăn sáng, còn nữa, hôm nay anh có chuyện gì không? Từ Tịnh Nhã trần trữ hỏi. Ăn sáng thì được, nhưng hôm nay tôi định về Nam Hải, Trần Triệu Dương nói luôn dự định của mình ra. Hả, nhanh thế sao? Nghe Trần Triệu Dương nói vậy, Từ Tịnh Nhã cảm thấy hụt hẫng. Mặc dù mới tiếp xúc với Trần Triệu Dương chưa được bao lâu, nhưng anh đã để lại một dấu ấn sâu đậm trong lòng cô ta. Tôi gọi mãi cho Tiểu Yến mà không được, sợ cô ấy gặp chuyện gì, vậy nên phải về xem sao, Trần Triệu Dương giải thích rồi hỏi, sao thế? Có chuyện gì à? Không, không có chuyện gì quan trọng cả, chúng ta đi ăn sáng thôi, thấy Trần Triệu Dương nói muốn về tìm Nam Cung Yến, tâm trạng của Từ Tịnh Nhã hơi trùng xuống. Dứt lời, Từ Tịnh Nhã đi trước dẫn đường. Thấy cô ta như vậy, Trần Triệu Dương cảm thấy hơi lạ, nhưng anh không nghĩ nhiều, cứ có đồ ăn là được rồi. Trong phòng ăn, Từ Hồng Nho đang ngồi chờ trên sofa, trên bàn ăn bày các món ăn thịnh soạn. Hiển nhiên là sau bữa cơm hôm qua, Từ Hồng Nho đã hiểu rõ hơn về sức ăn của Trần Triệu Dương, vậy nên mới có một bàn thức ăn lớn đến thế. Cậu Trần, tối qua cậu ngủ có ngon không? Nhìn thấy Trần Triệu Dương tới, Từ Hồng Nho đứng lên nói. Thoải mái lắm. Cảm ơn gia chủ Từ đã tiếp đãi, nhưng hôm nay tôi định về Nam Hải, nếu sau này gia chủ Từ tới Nam Hải, tôi nhất định sẽ tiếp đón tận tình, Trần Triệu Dương cười nói. Về nhanh thế sao, cậu không ở lại Vân Hải chơi thêm mấy hôm à? Ở Vân Hải có nhiều địa điểm vui chơi và nhiều danh lam thăng cảnh lắm đấy, chỉ băng ở thêm vài hôm để Tịnh Nhã đưa cậu đi thăm thú một lượt, Từ Hồng Nho hơi ngạc nhiên, ông ta vội vàng nói. E là không được rồi, nhà tôi có chút chuyện, Trần Triệu Dương lắc đầu. Lúc này anh chỉ muốn về nhà, vậy nên không có chuyện ở lại thêm nữa. Được rồi,
nếu thế thì tôi cũng không miễn cưỡng cậu, ăn sáng đi nào. Từ Hồng Nho không nói gì thêm, những chuyện như thế này mà ép buộc người ta thì cũng không hay. Trần Triệu Dương không có sức miễn dịch với ăn, vì thế anh vui vẻ ăn uống thả ga. Nhưng anh mới ăn được vài miếng thì bên ngoài đã vang lên những tiếng động mạnh, sau đó là tiếng đồ vật bị đụng đổ xuống mặt đất. Không hay rồi, gia chủ, bên ngoài có rất nhiều xe đến đây, cổng chính đã bị phá đổ, trong lúc nhóm Từ Hồng Nho cảm thấy nghỉ hoặc, một người nhà họ Từ chạy từ bên ngoài vào, đồng thời hoảng hốt nói. Cái gì, đi, đi xem sao, Từ Hồng Nho lập tức nổi giận, ông ta đứng lên định ra ngoài. Cậu Trần, thật ngại quá, để cậu chê cười rồi, tôi sẽ đi đi giải quyết rồi trở lại ngay thôi, Từ Hồng Nho quay đầu nói với Trần Triệu Dương. Để tôi đi với ông, chủ nhà gặp chuyện, anh đâu thể ở đây ăn uống hưởng thụ được. Thế là Trần Triệu Dương đi theo đám Từ Hồng Nho ra ngoài, tới cổng trang viên thì nhìn thấy đám vệ sĩ của nhà họ Từ đang giằng co với đối phương. Lúc này, mấy vệ sĩ đã ngã lăn ra đất, hiển nhiên là bị đối phương đánh gục. Nhìn thấy những người đó, Trần Triệu Dương lập tức nhíu mày lại, bởi vì đại đa số đều có tu vi, chứng tỏ đây là một thế lực võ đạo. Nhưng nhà họ Từ chỉ là một gia tộc kinh doanh, bình thường làm việc khôn khéo, đâu thể đắc tội với thế lực võ đạo nào được. Hơn nữa mối thù này phải lớn lắm thì mới phá hỏng cổng chính nhà người ta, rõ ràng là không nể nang gì hết. Các người là ai? Vì sao lại tới nhà họ Từ gây chuyện? Nhìn cánh cổng đã bị phá hỏng và những người bị đang thương, Từ Hồng Nho lập tức đanh mặt lại. Nếu không xử lý ổn thỏa chuyện ngày hôm nay thì e rằng sau này nhà họ Từ bọn họ sẽ trở thành trò cười của thành phố Vân Hải mất. Bị người ta đánh tới tận nhà mà không xử lý được thì rõ là thế yếu, sau này nhà họ Từ sẽ gặp muôn vàn trắc trở. Có vẻ như gia chủ Từ quên rồi nhỉ, chúng ta mới gặp nhau hôm qua mà, đúng lúc này, một người bước tới từ ngoài cổng, nói với vẻ mặt âm trầm. Vốn Từ Hồng Nho còn đang nghỉ hoặc, nhưng khi nhìn thấy người kia, ông ta lập tức hiểu ra bọn họ tới để tìm Trần Triệu Dương. Sau khi nhìn thấy Phùng Tuấn Khải dẫn một đám người tới, Trần Triệu Dương lập tức híp mắt lại. Lúc trước khi đánh với ông cụ Diệp, ông ta đã từng nhắc tới nhà họ Phùng. Lẽ nào nhà họ Phùng mà anh gặp lần này chính là nhà họ Phùng mà ông cụ Diệp nói lúc trước? Anh tiêu diệt nhà họ Diệp, có thể nói là đã kết thù với nhà họ Phùng từ lâu rồi. Bây giờ nhà họ Phùng đang ở ngay trước mặt, thế thì đừng trách anh không nương tay. Trần Triệu Dương, mày không ngờ là tao lại tới đây nhanh thế đúng không? Người kia chính là Phùng Tuấn Khải, chỉ có điều hôm nay ha ta không còn khúm núm như hôm qua nữa. Hôm nay nhà họ Phùng đã cử tinh nhuệ trong gia tộc tới trợ giúp Phùng Tuấn Khải. Vậy nên hắn ta mới vênh váo như thế. Sao thế, hôm qua chưa no đòn nên hôm nay tới để ăn đòn tiếp hả? Sau khi nhìn thấy Phùng Tuấn Khải, Trần Triệu Dương biết ngay đây là chuyện của anh, vậy nên anh không đứng đằng sau, mà là tiến lên một bước, nói với vẻ trêu tức. May, khuôn mặt của Phùng Tuấn Khải lập tức đỏ bừng lên, trước mặt bao người nhà họ Phùng thế này mà dám nói chuyện hắn ta bị đánh ra, làm mất hết thể diện của hắn ta rồi. Mày chính là Trần Triệu Dương hả? To gan đấy, dám đánh người nhà họ Phùng, đúng lúc này, một người đàn ông trung niên có dáng người tầm trung và vẻ mặt uy nghiêm bước tới, lạnh lùng nhìn Trần Triệu Dương và nói. Đúng thế, chính là ông Trần đây, nói đi, thắc mắc điều gì, Trần Triệu Dương chẳng hề để tâm tới sự uy hiếp của ông ta mà phản pháo lại ngay. Chú ba, chú thấy chưa, thắng danh này thực sự rất ngạo mạn, hoàn toàn không coi nhà họ Phùng ra gì. Chú nhất định phải dạy cho hắn một bài học, thấy Trần Triệu Dương kiêu ngạo như thế. Phùng Tuấn Khải nói với chú ba của mình. Quả nhiên, sau khi nghe thấy câu nói của Trần Triệu Dương, cộng thêm việc Phùng Tuấn Khải đứng bên cạnh bơm đều, Phùng Hòa Vĩ lập tức nổi giận đùng đùng. Thằng oát con, chán sống rồi, Phùng Hòa Vĩ vung tay. Lên, năm người nhà họ Phùng đứng ra. Đánh gãy chân tay, nhổ răng, rút lưỡi của thằng danh đó, Phùng Hòa Vĩ nói với vẻ mặt âm trầm, tao cũng muốn xem thử khi trở thành người lợn, không có lưỡi thì mày có còn nhanh mồm nhanh miệng được như thế nữa không? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Vâng, năm người đó xông thẳng về phía Trần Triệu Dương, định thực thi mệnh lệnh của Phùng Hòa Vĩ. Ông yên tâm, đến lúc đó tôi nhất định sẽ cho ông nếm thử cảm giác ấy. Vẻ mặt của Trần Triệu Dương lập tức trở nên lạnh lùng, anh hằm hè nói với Phùng Hòa Vĩ. Vốn dĩ chẳng có hận thù gì với nhau, nhưng đến cuối cùng lại thành ra thế này, người nhà họ Phùng độc đoán như. Thế, thảo nào Phùng Tuấn Khải lại chẳng kiêng dè điều gì. Đây rõ ràng là gen di truyền từ gia tộc mà. Nếu thế thì nhất định phải đánh thật đau, như vậy bọn họ mới biết sợ.
Tối qua anh đã mềm lòng nên mới tha cho Phùng Tuấn Khải và Triệu Quyền. Lúc này, năm người kia đã bao vây Trần Triệu Dương rồi. Cả năm tên đều đeo tay gấu, hơn nữa còn không phải loại bình thường, mà là tay gấu có gai nhọn. Đây mà tay gấu cái gì, có mà đeo 4 con dao găm lên tay thì có. Năm người đó vừa xông lên là lập tức tấn công vào các khớp của Trần Triệu Dương, hiển nhiên là muốn làm anh mất đi sức chiến đấu. Chắc chắn Phùng Tuấn Khải và Triệu Quyền đã kể lại thực lực của anh cho bọn họ, vậy nên những người này đều đạt đến bậc cao nhất của hậu thiên, và điều cốt yếu nhất là năm người này giỏi phối hợp tấn công. Năm tên chặn kín mọi đường lui của Trần Triệu Dương, tay gấu được vung ra một cách tàn nhẫn. Muốn chết, nhìn thấy chiêu thức tàn nhẫn của năm người này, Trần Triệu Dương cũng không nương tay nữa. Anh vươn tay ra, chộp lấy cổ tay của hai tên, sau đó giật thật mạnh, cánh tay của hai tên đó bị Trần Triệu Dương bẻ vẹo 90 độ. Sau đó anh lại tung ra một cú đá, đá bay hai tên đó ra ngoài. Chỉ dùng một chiêu là Trần Triệu Dương đã phá vỡ vòng vây của năm người này. Công kích của ba người còn lại cũng ập tới. Trần Triệu Dương vẹo người đi theo một góc độ khó mà tưởng tượng nổi, né tránh đòn tấn công của bọn họ. Sau đó anh đập một tay xuống đất, bật người lên rồi đánh một chưởng vào bả vai của một tên, vai tên đó bị Trần Triệu Dương đánh nát xương. Chỉ còn lại hai tên nữa thôi. Cả hai nuốt nước miếng cái ực, vô cùng hoảng sợ trước thực lực của Trần Triệu Dương. Bọn họ không phải là người bình thường, đều đạt đến bậc cao nhất của hậu thiên, hợp sức để đánh một người mà còn bị người ta đánh tơi bời, thực sự là không thể giải thích nổi. Liều mạng, bọn họ biết là mình không thể lùi lại được, nếu không thì sẽ còn thảm hại hơn. Thế là cả hai bè đầu tấn công vào nhiều điểm trên cơ thể Trần Triệu Dương, tốc độ nhanh như tia chớp. Chúng mày đừng làm trò hề nữa, Trần Triệu Dương cười lạnh một tiếng, anh tung ra một chưởng vào thẳng tay. Gấu của một tên, hai cây gai nhọn trên tay gấu bị Trần Triệu Dương đánh gãy. Sau đó, thế công của Trần Triệu Dương không hề chậm lại, anh đánh gãy cánh tay rồi đập mạnh vào lồng ngực của đối phương, tiếng gãy xương sườn vang lên. Tên còn lại có ý đồ đánh lén, nhưng Trần Triệu Dương không hề quay đầu lại, cứ thế đá chân ra sau. Tên kia không hề ngờ tới, bị đá thẳng vào căm, lộn hai vòng trên không trung rồi mới ngã phịch xuống đất. SSSS, nhìn thôi đã thấy đau rồi. Nhìn thấy cảnh này, người nhà họ Từ ở xung quanh đều vô cùng hưng phấn. Vừa rồi cổng bị phá đổ, vệ sĩ thì bị đánh ngã đầy đất, bọn họ còn cảm thấy tức giận. Bây giờ thấy Trần Triệu Dương trừng trị đám người đó, ai nấy đều cảm thấy hả giận. Chẳng phải chúng mày muốn đánh gãy tay chân và cắt lưỡi tao sao, Trần Triệu Dương chẳng hề dừng lại, vẫn cứ tiếp tục di chuyển. Những tiếng răng rắc vang lên, chân tay của năm tên vừa xông lên bị anh dẫm nát bét. Cắt lưỡi thì dẹp, kinh quá không chịu nổi, hên cho. Chúng mày đó, Trần Triệu Dương đứng chắp tay sau lưng, anh thản nhiên nói. Nhìn thấy kết cục thê thảm của năm người này, tất cả mọi người im như thóc. Bọn họ không ngờ là Trần Triệu Dương lại tàn nhẫn đến thế. Rõ ràng là không định đàm phán gì đây mà. Được rồi đó, xử lý xong lũ rác rưởi này thì nên bưng món chính lên thôi nhỉ, Trần Triệu Dương phủi tay, liếc nhẹ sang khu vực mà đám người nhà họ Phùng đang đứng. Lúc này, đôi mắt của Phùng Hòa Vĩ co rụt lại, ông ta không ngờ năm người này của gia tộc cũng không giải quyết được Trần Triệu Dương, xem ra Trần Triệu Dương đã đạt tới cảnh giới thiên tiên thật rồi. Còn Phùng Tuấn Khải thì đứng hình luôn rồi, chẳng lẽ người mà gia tộc cử tới cũng bị đánh bại hay sao? Nếu là thế thật thì hắn ta sẽ bị ăn hành tiếp mất. Nghĩ tới đây, Phùng Tuấn Khải vội vàng lên một chiếc xe ở đằng sau, nếu tình hình không ổn thì hắn ta sẽ lái xe chạy trốn ngay. Trần Triệu Dương cũng nhìn thấy hành động ấy của Phùng Tuấn Khải, nhưng anh chẳng hề ngăn cản, dù sao nơi này cũng còn một người quan trọng hơn hắn ta mà. Cậu là võ giả thiên tiên, mà đã là một võ giả lại tùy tiện ra tay với người bình thường, chẳng lẽ cậu không sợ bị trừng phạt sao, lúc này... Phùng Hòa Vĩ quát vào mặt Trần Triệu Dương. Ôi chà, sao hả? Bây giờ đánh không lại nên muốn giảng đạo lý sao? Trần Triệu Dương nghe Phùng Hòa Vĩ nói xong tức thì cười khinh. Sau đó lại nói, tôi là người lấy đức phục người, đã thế thì tôi phải ngồi xuống bàn đạo lý với mấy người chút nhỉ? Nếu là một võ giả mà bị người thường lăng mạ, hãm hại nhưng không thể phản kháng, thế luyện võ để làm gì chứ? Ngày hôm nay mấy người tông xe đụng sập cổng nhà người ta, làm những người vệ sĩ này bị thương, mấy người mới là người ra tay với người thường đấy. Muốn trừng phạt, thì trừng phạt mấy người mới đúng chứ. Trần Triệu Dương cười nhạt, bây giờ mới muốn nói phải trái, ban nấy thì đã làm trò mèo gì chứ. Quả nhiên, nghe Trần Triệu Dương nói xong, đám người Phùng Hòa Vĩ tức thì nghẹn họng.
Lên đi, đừng nói nhà họ Phùng chỉ có mấy thứ rác rưởi này thôi chứ. Đánh nhanh chút đi, dọn dẹp mấy người xong tôi còn quay lại bàn ăn sáng nữa đó, không biết quấy rầy người khác ăn sáng là chuyện vô cùng thất đức sao, Trần Triệu Dương uể oải nhìn bọn họ nói. Má nó, dám xem thường chúng ta, Phùng Hòa Vĩ nghe Trần Triệu Dương nói xong, tức thì nổi cơn thịnh nộ, hơn hết là vì thái độ xem thường của Trần Triệu Dương với nhà họ Phùng bọn họ. Chú Dương, mời chú ra tay đối phó với tên danh ngạo mạn không biết trời cao đất rộng này, Phùng Hòa Vĩ hít sâu, cao giọng nói. Bịch bịch, ngay lúc Phùng Hòa Vĩ vừa dứt lời, một loạt tiếng bước chân nặng nề vang lên, theo sau là bóng người thô kệch từ xa đi đến. Nhìn thấy người vừa xuất hiện, tất cả mọi người đều ớn lạnh toàn thân. Người này cao ít nhất cũng 1m90 mấy, vóc dáng vô cùng vạm vỡ, không hề béo chút nào, to lớn mạnh mẽ như một con gấu vậy. Đáng sợ nhất là hai tay của ông ta, nhìn chẳng khác gì cây quạt, tràn đầy sức mạnh. Nhóc con, cậu thế mà dám xem thường nhà họ Phùng chúng ta à, lá gan cũng không nhỏ nhỉ, giọng nói Phùng Dương rền vang như sấm. Tên to xác kia, ông đang hù ai đó. Đừng tưởng rằng dáng người to lớn thì thật sự là gấu nhá, ông đây cũng chả sợ thứ gì to bự đâu, Trần Triệu Dương bĩu môi nhìn Phùng Dương. Phùng Dương đích thực cũng chỉ vừa mới vào, ngưỡng thiên tiên. Nhưng dù có mạnh hơn thì đã sao, càng to xác thì càng dễ làm bia cho người ta bắn thôi. Dù sao đi nữa, càng to lớn dĩ nhiên càng chậm chạp, không phải làm bia tập bản thì làm gì. Cậu nói gì hả, muốn chết à, Phùng Dương vốn định thể hiện một chút để hù dọa Trần Triệu Dương, nhưng vừa nghe xong lời Trần Triệu Dương nói, ông ta lập tức trở nên điên cuồng. Lúc đang nói chuyện, Phùng Dương đột nhiên xông về phía Trần Triệu Dương. Vóc người cao lớn cường tráng làm cho người khác cảm giác như bị núi đè vậy, lúc ông ta di chuyển, mọi người ở đây cảm giác như mặt đất đang rung động. Gấu bự ơi, nhanh tới đây, chỉ cần đụng được tôi thì xem như ông thăng, căn bản là Trần Triệu Dương không muốn ra tay, lúc Phùng Dương vừa sắp đụng vào anh, Trần Triệu Dương thong thả di chuyển, tức thì tránh được. Kế tiếp là một chiêu thức mà đám đệ tử nhà họ Từ vô cùng quen thuộc, anh dốc sức đạp một cước vào mông Phùng Dương. Nhưng điều làm Trần Triệu Dương bất ngờ là, trên người Phùng Dương này bật lại một lực đẩy, khiến anh lùi lại mấy bước. Còn Phùng Dương nhận một cước của Trần Triệu Dương thì cơ thể chỉ hơi lắc lư, sau đó liền vững vàng trở lại. Quả nhiên y như một con gấu to nhỉ, trọng tâm cũng vững lắm đó, trong lòng Trần Triệu Dương vô cùng kinh ngạc, phải biết là trong một cước vừa rồi, anh đã dùng hết 5 phần công lực của mình. Với một lực như thế, dù cho là thiên tiên đại thành, lấy cứng trọi cứng với anh, e rằng cũng bị đạp lùi lại mấy bước. Nhưng đối với một người vừa vào ngưỡng thiên tiên như Phùng Dương thì chỉ bị lắc lư một chút, đây là cái tố chất cơ thể gì thế này? Cơ thể này có khi lại mạnh hơn gấu nhiều ấy chứ? Nhóc con, cậu đang gãi ngứa cho tôi à? Phùng Dương quay lại khinh khỉnh nhìn Trần Triệu Dương, lãnh đạm nói. Trước khi đến đây, hai người Phùng Tuấn Khải và Triệu Quyền đã lải nhải kinh sợ thực lực của Trần Triệu Dương thế nào? Phùng Dương vốn cho rằng cũng chẳng có gì đáng ngại. Rốt cuộc thử chút thì đúng chả sai vào đâu được. Quả đúng là đầu gấu ha, Trần Triệu Dương lắc đầu, xem ra chỉ dùng sức mạnh cơ bắp e rằng không thể nào đánh bại được đối thủ rồi. Nghĩ đến đây, Trần Triệu Dương bèn chủ động xông lên trước. Thoát một cái, anh liền biến mất, lúc xuất hiện lần nữa thì anh đã đứng kế bên Phùng Dương, nhắm vào chỗ xương sườn mềm của Phùng Dương đấm một cái thật mạnh. Ngay lúc vừa đánh trúng vào người Phùng Dương, Trần Triệu Dương cảm thấy có một luồng nội lực truyền tới từ bắp thịt của đối phương bật lại, anh đã đoán được từ trước nên đã nhanh chóng tiêu trừ luồng nội lực ấy đi, kế tiếp người anh lại thoát một cái biến mất, vụt sang phía bên còn lại, tiếp tục dùng kiểu đánh đó, không ngừng ra đòn ở những điểm yếu khó phòng của ông ta. Mặc dù Phùng Dương rất mạnh, phòng thủ cũng tốt, nhưng nhược điểm vẫn là không được. Nhanh nhẹn lắm. Trần Triệu Dương ra đòn xung quanh cơ thể Phùng Dương, mỗi một đấm đều đánh trúng vào ông ta. Còn Phùng Dương thì không hề chạm được vào Trần Triệu Dương một tí nào, chẳng những thế, ông ta cũng không thể tránh được bất kỳ quả đấm nào của Trần Triệu Dương. Cảnh tượng trước mắt làm tất cả mọi người đều sợ ngây người. Không ngờ Trần Triệu Dương vốn đang ở thế yếu, lúc này lại giống như một cái motor nhỏ, không ngừng công kích Phùng Dương. Phùng Dương thì như một kẻ ngốc, không ngừng cua tay múa chân, nhưng chẳng thể nào đụng được vào người Trần Triệu Dương. Sắc mặt người nhà họ Phùng tái mét, bọn họ không ngờ. Ngay cả một võ giả thiên tiên như Phùng Dương cũng bị đánh túi bụi khi đối đầu với Trần Triệu. Lần này, Phùng Dương là người mạnh nhất đến đây, nếu như cũng bị đánh bại, nhà họ Phùng chẳng khác gì trò cười cho thiên hạ. Hùng hổ tới trả thù, hậu quả là bị người ta đánh cho thành cái đầu heo.
À, đi chết đi, mặc dù cơ thể Phùng Dương dũng mãnh, cũng có kháng cự, nhưng sức mạnh của Trần Triệu Dương cũng không phải dạng xoàng. Cơ thể Trần Triệu Dương đã trải qua hai lần đột phá, thực lực có thể sánh ngang võ giả thiên tiên, nếu như lại thêm chân khí và dốc toàn lực vào một đấm, e rằng ngay cả bậc cao nhất của thiên tiên cũng không phải là đối thủ của anh. Nhưng mà, Trần Triệu Dương cũng không hẳn là muốn ra đòn chí mạng, mà anh chỉ đang muốn đùa giỡn đối phương mà thôi. Phùng Dương giống lên một tiếng, hai tay ông ta đột nhiên dương ra, hoàn toàn buông bỏ phòng thủ, hai chân di chuyển thật nhanh tại chỗ, cả người giống như một con quay đang xoay tròn. Dưới sự bất ngờ, Trần Triệu Dương không đề phòng liền bị cánh tay Phùng Dương đánh trúng, may là tức thì anh đã kịp dùng tay cản lại, không thì đã bị đánh trúng mặt, vậy thì bẽ mặt quá rồi. Trần Triệu Dương nhanh nhẹn né tránh, nhưng Phùng Dương như biến thành một cái máy theo dõi, đuổi theo nhanh như chớp, tốc độ ngày một gia tăng. Đang làm gì thế này? Con quay điên à, Trần Triệu Dương vừa né tránh vừa mở miệng giễu cợt. Phùng Dương như là nghe thấy lời châm biếm của Trần Triệu Dương, thế nên càng xoay tròn nhanh và mạnh mẽ hơn, theo sát tốc độ của Trần Triệu Dương. Nhưng Trần Triệu Dương vốn đã nhanh nhẹn, ông to xác này không thể nào bắt kịp, đôi lúc còn bị Trần Triệu Dương trêu mấy câu như là chọc ghẹo. Con nít vậy, tôi cũng muốn xem con quay điên nãy có lễ thể xoay đến khi nào đây, Trần Triệu Dương cười lạnh, nhìn Phùng Dương di chuyển ngày một chậm dần, sau đó anh nhảy đến nơi cách xa một chút chờ ông ta dừng lại. Yên tâm, tôi sẽ không tấn công đâu, chờ ông ép dừng hẳn rồi mới ra tay, hai tay Trần Triệu Dương chắp sau lưng, hờ hững nói. Đây mới là cao thủ, không thèm nhân lúc đối thủ gặp khốn mà ra tay. L. Nếu là tôi nhất định sẽ không đợi ông ta ổn định lại, nhanh chóng đánh ngay cho ông ta không kịp trở tay. Ngầu quá đi mất. Lúc này, toàn thể người nhà họ Từ nhìn Trần Triệu Dương với một ánh mắt vô cùng sùng bái, nhất là mấy cô nàng, hai mắt nồng nhiệt như lửa vậy. Hiển nhiên Trần Triệu Dương không ngờ, mình chỉ nói nhảm một câu liền đổi lấy những phản ứng thế này. Quả nhiên, tốc độ của Phùng Dương đã chậm lại, sau khi ông ta đứng vững thì cả người đều là mồ hôi, thở dốc phì phò. Còn muốn đánh tiếp không? Trần Triệu Dương cười khẩy, cũng không vội ra tay. Anh nhìn ra được, vừa rồi Phùng Dương xoay tròn thì chân khí đã hao tổn hơn một nửa, sức lực gần cạn kiệt. Cơ mà, cũng không phải chiêu này của ông ta kém cỏi, chỉ do là gặp phải anh mà thôi. Nếu như cũng là một thiên tiên đại thành khác, e rằng cũng sẽ bị Phùng Dương đánh bại, dù sao thì chiêu này rất sắc bén, tốc độ cũng rất nhanh, người khác nếu không đề phòng, sẽ lập tức bị quét bay ra ngoài như mình vậy. Mà trong chiến đấu, nếu để mất thăng bằng khi gặp một con quay như Phùng Dương, muốn giành lại được thế chủ động thì cũng không dễ dàng chút nào. Cũng chỉ biết chạy qua lại né tránh, có gì hay ho chứ. Có ngon thì lấy cứng đối cứng với tôi này, Phùng Dương thở hổn hển nhưng vẫn hống hách nói. Trần Triệu Dương còn chưa đáp lại tiếng nào, nhưng sắc mặt đám người nhà họ Từ lại rất kỳ lạ. Dù sao thì cảnh tượng này cũng y như cảnh tượng của Hồng Đại Sư vậy, đều đòi lấy cứng chọi cứng. Nhưng mà tình trạng sức khỏe của Phùng Dương có lẽ sẽ mạnh hơn Hồng Đại Sư, không biết Trần Triệu Dương có lao vào hay không? Đầu ông có vấn đề à? Tại sao tôi phải lấy cứng chọi cứng với ông? Dù sao thì ông cũng chẳng bắt kịp tôi kiệt sức rồi thì sau cùng người thua cũng không phải là ông. Vốn dĩ mọi người đều cho rằng tất nhiên Trần Triệu Dương không sợ gì cả, ấy mà anh lại thẳng thản từ chối. Nhưng Trần Triệu Dương nói cũng có lý, vì sao phải tự mua dây buộc mình chứ? Ai lại dùng điểm yếu của mình đi so với điểm mạnh của người khác đâu. Đó là tại cậu không dám đấy nhé, nếu không dám rồi, thì đừng có mà linh ta linh tinh nữa, nhanh chóng đi với tôi đến nhà họ Phùng dập đầu xin lỗi. Phùng Dương bẻ lại Trần Triệu Dương, tự cho rằng là Trần Triệu Dương yếu hơn ông ta. Đầu to mà óc như trái nho, đáng thương ghê vậy đó. Nếu ông cho rằng không lấy cứng chọi cứng là yếu, vậy. Được thôi, theo ý ông vậy, lần này tôi sẽ không tránh nữa. Nào, nhào vào đi. Trước tiên Trần Triệu Dương không nể nang châm chọc ông ta, sau đó lại đồng ý với yêu cầu lấy cứng chọi cứng của ông ta, còn nói một cách vô cùng ngầu lòi nữa. Người nhà họ Từ sắp phát rồ cả rồi, thật sự là hết sức hả giận mà. Trần Triệu Dương sao có thể ngầu lòi như vậy hả, thế mà nói thẳng ra là muốn so cơ bắp với gã khổng lồ này, làm cho bọn họ sùng bái không thôi. Trái lại, vẻ mặt đám người nhà họ Phùng đều đang cười khẩy. Nếu như Trần Triệu Dương cứ một hai né qua tránh lại, sớm muộn gì Phùng Dương cũng bị hạ đo. Ván, lần hành động này của bọn họ xem như hoàn toàn thất bại. Nhưng mà Trần Triệu Dương đã đồng ý so cơ bắp với Phùng Dương rồi, điều này làm cho đám người nhà họ Phùng đột nhiên phấn chấn trở lại.
Bọn họ đều biết cơ thể Phùng Dương vô cùng khủng khiếp, chỉ cần dùng tới cơ bắp cũng đã chiến thắng không ít những người vừa đạt ngưỡng thiên tiên, nếu như gia tăng chân khí, một cao thủ thiên tiên thông thường không thể nào là đối thủ của ông ta được. Tên Trần Triệu Dương này bị teo não rồi mới cùng Phùng Dương so cơ bắp, đúng là tự tìm đường chết mà. Là cậu tự nói đó, nghe Trần Triệu Dương nói thế, hai mắt Phùng Dương bỗng chốc sáng lên, tức thì ông ta tự đấm vào ngực rồi giống lên. Đầu óc ông có vấn đề à? Còn bắt trước Tinh Tinh vừa đấm ngực vừa gào giống, tính hù chết ông đây à? Trần Triệu Dương bị tiếng giống bất ngờ của ông ta làm giật cả mình, tức thì tỏ ra bực bội nói. Nhào vô, để tôi xé xác cậu nào. Phùng Dương chẳng thèm để ý tới lời châm chọc của Trần Triệu Dương, lần nữa vung năm đấm xông về hướng Trần Triệu Dương. Yên tâm, ông đây không tránh nữa. Hôm nay ông nội này của ông sẽ dạy cho ông biết thế nào là lấy đá chọi đá, Trần Triệu Dương lớn giọng đối diện với đòn tấn công của Phùng Dương. Kế tiếp anh cũng vào tới, hai chân anh giẫm một chuỗi dấu chân dài, ngay cả nền đá hoa cương cũng bị hai người giẫm nát. Đợi đến khi mọi người bắt kịp tình hình thì hai người họ đã va chạm nhau một lực mạnh khổng lồ. Dầm. Sau đó đột nhiên có một bóng người bị bắn văng ra, đập thật mạnh vào mui của chiếc xe đang đỗ ngoài cổng. Phía trước chiếc xe bị va đập lõm xuống một lỗ, kế đến thì có một làn khói trắng bốc lên. Đến lúc này mọi người mới chứng kiến được toàn bộ, người bị đụng văng ra ngoài chính là Phùng Dương to xác kia. Phải biết rằng, ông ta vốn là muốn đòi chơi cứng chọi cứng, thì cũng vì ông ta luôn có niềm tin mãnh liệt vào cơ thể lực lưỡng của mình, nhưng nhìn lại dáng vẻ lúc này, chẳng khác nào gậy ông đập lưng ông. Phùng Tuấn Khải đang ngồi trong xe bị dọa đến choáng váng, hắn ta vừa lén lút ngồi vào xe là vì chỉ muốn ngồi bên trong quan sát, nếu tình hình bất ổn thì hắn ta sẽ lái xe chạy trốn. Dù sao đi nữa hắn ta cũng không muốn nếm lại mùi vị đau đớn đó nữa. Điều làm hắn ta không ngờ chính là vốn hắn ta đã ngồi xa như vậy rồi, cách xa chiến trường hết mức có thể. Nhưng thế méo nào bản thân ngồi trong xe cũng rước họa vào thân được nữa. Lúc này, hết thảy sự chú ý của mọi người đều dồn về phía bên này. Phùng Tuấn Khải cảm giác muốn khóc quá, nhất là khi đám người trong nhà đang nhìn hắn ta với một ánh mắt không mấy thiện cảm. Dù sao họa cũng do hắn ta rước về, nhưng người này vừa thấy tình hình bất ổn là muốn bỏ bọn họ lại một mình nhanh chân chạy trước. Hai, ông nói xem, tôi không muốn lấy cứng chọi cứng với ông là vì tôi khoan dung độ lượng. Không muốn làm ông bị thương nặng như thế. Cuối cùng thì ông cũng có ra gì đâu, ông làm tôi thất vọng quá rồi, Trần Triệu Dương bày ra vẻ mặt thánh thiện, hoàn toàn không giống với người vừa đụng văng người ta bay ra ngoài. Thế nhưng, va chạm vừa rồi quả thật cũng làm Trần Triệu Dương giật cả mình. Nếu như anh không trải qua hai lần tôi luyện ấy, khi thật sự đánh với Phùng Dương, dù cho có thể giải quyết được nhưng cũng không thể nào dễ dàng như thế được. Lúc này, Trần Triệu Dương bước về phía Phùng Dương. Nhưng còn chưa đi đến chỗ Phùng Dương thì đã bị đám người nhà họ Phùng cản lại. Đợi đã, trận đấu vừa rồi chúng tôi nhận thua, cậu thắng rồi, Phùng Hòa Vĩ nhanh chóng ngăn Trần Triệu Dương lại rồi nói. Hở, vừa rồi ông xem là thi đấu sao? Ngại quá, với tôi thì không phải là thi đấu gì cả. Chỉ có kẻ địch mà thôi, nếu đã đánh thì làm gì có chuyện nhận thua là xong đâu. Trần Triệu Dương cười gian, đáy mắt tràn đầy giễu cợt. Nếu họ đánh thắng, e rằng Phùng Hòa Vĩ cũng sẽ không nói những câu như vậy đâu. Quả nhiên, nghe Trần Triệu Dương nói thế, sắc mặt Phùng Hòa Vĩ sầm xuống, nhưng cũng có chút lúng túng, dĩ nhiên cái trò khôn vặt này chỉ dùng để lừa gạt được con nít mà thôi. Những người khác sau khi nghe những lời Phùng Hòa Vĩ nói thì đều tỏ vẻ chế giễu. Những thành viên khác của nhà họ Phùng lại không cảm thấy có gì không ổn, ai cũng hung dữ nhìn Trần Triệu Dương. Đã nói là để các người thắng rồi mà còn không chịu bỏ qua. Đúng là không biết tốt xấu gì cả. Đối với những người này mà nói, họ chủ động nhận thua thì đó là ban ơn cho người khác, không ngờ lại bị phản bác dữ dội như vậy. Vậy cậu muốn như thế nào? Phùng Hòa Vĩ kìm nén lửa giận trong lòng, nghiến răng hỏi. Đương nhiên là làm xong những chuyện chưa hoàn thành, ví dụ như, giết ông ta, ánh mắt của Trần Triệu Dương lạnh lùng, toàn thân tràn ngập sát khí, lộ ra suy nghĩ của anh. Cái gì? Người nhà họ Phùng nghe những lời của Trần Triệu Dương. Ai cũng giật nảy mình, giữa thanh thiên bạch nhật, tên Trần Triệu Dương này lại muốn giết người. Còn sắc mặt người nhà họ Từ đều biến đổi, mặc dù là trận chiến đẫm máu giữa các gia tộc, nhưng đều diễn ra trong bóng tối, ai dám giết người trắng trợn chứ? Đương nhiên Phùng Dương nghe thấy lời nói của Trần Triệu Dương, chỉ là bây giờ không biết ông A gãy bao nhiêu xương trên người, muốn giấy giụa cũng không cử động được.
Phùng Dương cảm nhận được sát ý tỏa ra từ trên người Trần Triệu Dương, ông ta biết, tên Trần Triệu Dương này thật sự dám giết người. Hơn nữa, sát ý trên người Trần Triệu Dương nồng đậm như vậy, chắc chắn không phải giết người lần đầu tiên. Nhưng Trần Triệu Dương không quan tâm đám người này nghĩ như thế nào, anh bước lên xe nhanh như chớp, đánh mạnh lên đan điền của Phùng Dương, trực tiếp giẫm nát đan điền của ông ta. Phùng Dương cảm nhận được đan điền của mình bị vỡ nát, trong lòng ông ta liền cảm thấy nguội lạnh như cho tàn. Lúc này, trong lòng ông ta tràn đầy hối hận, tại sao lần này ông ta lại đến đây, chỉ vì tên công tử bột Phùng Tuấn Khải này, cùng nhập bọn với họ. Đan điền bị vỡ vụn thì dù các vết thương trên người có được chữa khỏi, sau này cũng trở thành một kẻ vô dụng không thể tu luyện được, ông ta biết, mình xong rồi. Phùng Hòa Vĩ đột nhiên phát điên, Phùng Dương là một kiện tướng đắc lực trong nhà họ Phùng, nếu tản ra đánh thật sự, sức chiến đấu có thể so với Thiên Tiên Đại Thành, thuộc về nhóm người có sức chiến đấu cao trong nhà họ Phùng, nhưng bây giờ lại bị Trần Triệu Dương phế đi đan điền, trở thành một kẻ vô dụng. Trần Triệu Dương, mày còn dám đánh tàn phế người nhà họ Phùng bọn tao, mày muốn trở thành kẻ địch với nhà họ Phùng sao? Phùng Hòa Vĩ giống lên, hai mắt đỏ lừ, ánh mắt nhìn về phía Trần Triệu Dương tràn đầy phẫn nộ và thù hận. Hả, trở thành kẻ địch với nhà họ Phùng? Xin lỗi, từ lúc các người đến đây, nói rõ lập trường giữa hai chúng ta, tôi nhớ, vừa rồi hình như ông đã nói, muốn đánh gãy tay chân của tôi, cắt lưỡi của tôi, đúng không? Trên gương mặt lạnh lẽo của Trần Triệu Dương nở nụ cười. Cậu Trần, chuyện gì cũng có thể thương lược, chuyện lần này là do chúng tôi sai trước, có điều kiện gì cậu cứ đưa ra đi. Phùng Hòa Vĩ miễn cưỡng nở nụ cười, dùng vẻ mặt hòa nhã nói với Trần Triệu Dương. Ồ, ý của ông là, nhà họ Phùng các người đồng ý hòa giải. Chỉ là không biết người nhà họ Phùng các người có điều kiện gì, Trần Triệu Dương dừng bước chân, trên mặt xuất hiện nụ cười trào phúng. Để bày tỏ lời xin lỗi của nhà họ Phùng, chúng tôi sẵn sàng đưa ra 2 tỷ, coi như lòng thành của chúng tôi để giảng hòa, không biết ý của cậu Trần như thế nào, Phùng Hòa Vĩ cố kìm nén cơn giận trong lòng, nói. Ông Phùng, dù gì nhà họ Phùng các người cũng là võ đạo thế gia, chẳng lẽ không biết, tiền bạc đối với người nhà võ mà nói, cùng lắm chỉ là thêu hoa trên gấm, cũng không phải là thứ cần thiết sao, Trần Triệu Dương không từ chối, nhưng rõ ràng anh không chỉ ham muốn như vậy. Lồng ngực của Phùng Hòa Vĩ không ngừng phập phồng, thể hiện sự tức giận trong lòng ông ta, nhưng tình thế cấp bách, dù thế lực của nhà họ Phùng có mạnh hơn thì lúc này cũng gặp bất lợi. Đương nhiên, chúng tôi biết cậu Trần coi tiền như cỏ rác. Ngoại trừ 2 tỷ, chúng tôi sẵn sàng đền bù thêm 5 cây dược liệu trên 500 năm tuổi, không biết ý cậu Trần thế nào, khi nói ra những lời này, Phùng Hòa Vĩ gần như nghiến răng nghiến lợi, những lời này đều bật ra từ kẽ răng. Trong xã hội hiện nay, ô nhiễm quá nghiêm trọng, hơn nữa con người lại khai phá quá độ, đừng có nói là dược liệu trên 500 năm tuổi, dù là dược liệu trên 100 năm tuổi cũng đều có giá trên trời. Mà dược liệu trên 500 năm tuổi này lại càng khó kiếm hơn. Dược liệu như thế này cũng là một thứ đồ rất quan trọng với nhà họ Phùng. Nhưng dù dược liệu có quý giá đến đâu, cũng không quý bằng mạng người, nếu như hôm nay Trần Triệu Dương phế bỏ hết người ông ta mang theo thì sợ rằng ông ta cũng xong đời. Được thôi, tôi tha thứ cho các người, nhưng mà, nếu như nhà họ Phùng các người còn đến làm phiền tôi, e rằng sẽ rất khó nói đấy, Trần Triệu Dương gật đầu, cực kỳ hài lòng với điều kiện của Phùng Hòa Vĩ. Thế nhưng, các người đập hỏng cửa lớn nhà họ Từ. Hơn nữa còn đánh bảo vệ nhà họ bị thương, chuyện này nên giải quyết thế nào đây? Trần Triệu Dương không đợi đám người Phùng Hòa Vĩ nói, đã lập tức lên tiếng. Yên tâm, cậu Trần, đợi một chút chúng tôi sẽ sửa lại của nhà họ Từ, chúng tôi cũng sẽ bồi thường cho những bảo vệ đã bị người của chúng tôi đánh bị thương. Phùng Hòa Vĩ sắp không kiềm chế nổi rồi, suýt nữa thì cầm dao tự sát. Cũng may ông ta là người giỏi kiềm chế, nhanh chóng kìm nén cơn tức giận trong lòng. Phùng Hòa Vĩ làm việc cũng cực kỳ thoải mái, nhanh chóng chuyển 2 tỷ, về phần dược liệu, bây. Giờ bọn họ cũng không có, chỉ có thể đưa lại sau. Đối với chuyện này, Trần Triệu Dương cũng không tính toán gì, cho bọn họ thư thả trong một tuần, Phùng Hòa Vĩ hứa hẹn, trong một tuần sẽ gửi cho anh. Về phần bồi thường cho người nhà họ Từ, nhà họ Phùng bồi thường 50 triệu, xem như rất nể mặt rồi. So với 2 tỷ của Trần Triệu Dương thì 50 triệu này đúng là hơi bèo bọt. Thế nhưng Từ Hồng Nho cũng không dám bất mãn, nếu như bất mãn thì đợi Trần Triệu Dương rời đi, e rằng bọn họ cũng không chịu được lửa giận của nhà họ Phùng. Sau đó, người nhà họ Phùng bế Phùng Dương lên xe, chán nản rời khỏi nhà họ Từ. Đợi sau khi người nhà họ Từ rời đi, Trần Triệu Dương lập tức sờ sờ bụng mình, đánh nhau một hồi lâu, bây giờ anh rất đói bụng.
Trần Triệu Dương nhận ra, từ sau hai lần anh tôi luyện thân thể, nhu cầu ăn uống của anh đã tăng lên rất nhiều. Một khi đói thì ăn không khác gì thùng cơm. Hơn nữa, sau khi chiến đấu lại càng dễ đói hơn. Gia chủ Từ, thật sự ngại quá, lần này vốn là do tôi gây rắc rối, kết quả lại khiến cửa nhà các người bị phá hỏng. Trên bàn ăn, Trần Triệu Dương vừa ăn, vừa ngại ngùng nói với Từ Hồng Nho. Cậu Trần khách sáo quá, một cánh cửa thì có là gì, huống chỉ, số tiền nhà họ Phùng bồi thường đủ để mua mấy cánh cửa rồi. Từ Hồng Nho lại lắc đầu, không có gì bất mãn cả. Động vào nhà họ Phùng, chính là vì con gái mình, về tình về lý, Trần Triệu Dương không cần nói xin lỗi ông ta. Trần Triệu Dương gật đầu, cũng không khách sáo nữa, nhanh chóng quét sạch đồ ăn trên bàn. Lúc này, Từ Tịnh Nhã nhìn Trần Triệu Dương một cách si mê, cô ta biết, một khi Trần Triệu Dương ăn xong sẽ trở lại Nam Hải. Đợi khi Trần Triệu Dương trở về Nam Hải, những thứ đơn giản như việc muốn thường xuyên gặp anh cũng trở thành điều xa xỉ. Từ Hồng Nho thấy ánh mắt con gái mình nhìn Trần Triệu Dương, lập tức cực kỳ vui mừng. Vốn dĩ ông ta muốn con gái mình giữ Trần Triệu Dương lại, ông ta cho rằng con gái mình sẽ gây khó dễ, dù sao thì, ông ta cũng biết rõ tính cách con gái mình. Nhưng không ngờ rằng, con gái mình thì không thành vấn đề, nhưng Trần Triệu Dương lại như khúc gỗ, hoàn toàn không có phản ứng nào, đây vốn không phải là phản ứng nên có khi đối mặt với mỹ nhân. Chỉ là, chuyện này, ông ta không thể nào giúp được. Hơn nữa, cường giả như Trần Triệu Dương, ông A cũng không tìm được thứ gì để dụ dỗ anh được. Cho nên, chỉ có thể tạo điều kiện thuận lợi nhất cho con gái mình, để con gái mình cố gắng. Nghĩ đến đây, khuôn mặt Từ Hồng Nho đột nhiên nở nụ cười đầy ẩn ý. Trần Triệu Dương cực kỳ nhạy cảm với ánh nhìn của mọi người, anh cảm nhận được ánh mắt nhìn chăm chăm mình của Từ Hồng Nho, lập tức ngẩng đầu lên nhìn ông ta. Trần Triệu Dương cảm nhận được nụ cười đầy ẩn ý của Từ Hồng Nho. Lập tức có cảm giác bị nhắm tới. Ông già này có ý đồ gì với mình? Đây chính là phản ứng đầu tiên của Trần Triệu Dương, nhưng sau đó anh liền xua tan đi suy nghĩ này. Từ Hồng Nho là một thương nhân tay không tấc sắt, nếu có ý đồ Trần Triệu Dương, e rằng cũng bó tay. Cậu Trần, tôi thấy lần trước con gái mình trở về từ Nam Hải trở nên cực kỳ vui vẻ và hạnh phúc, vì vậy nếu như hôm nay cậu Trần muốn trở về Nam Hải, tôi muốn để con bé trở lại đó cùng cậu. Không biết ý của cậu Trần thế nào, Từ Hồng Nho cười tủm tỉm nhìn Trần Triệu Dương, nói. Trần Triệu Dương nhất thời hơi sững sờ, lời này của Từ Hồng Nho cũng thẳng thắn quá rồi, đây đúng là tặng con gái đi đấy. Khuôn mặt của Từ Tịnh Nhã lập tức đỏ lên, sao cô ta có thể không nghe hiểu ý tứ của bố mình. Nếu như đổi lại là trước đây, với tính cách của mình, bị bố sắp đặt như vậy, cô ta đã phản đối từ lâu rồi. Nhưng lần này, trong lòng Từ Tịnh Nhã cũng chỉ có mừng thầm. Cuối cùng cũng có một lần bố đứng cùng chiến tuyến với mình. Chuyện này, đương nhiên không thành vấn đề, Trần Triệu Dương cũng không dám nói nhiều, chỉ có thể gật đầu đồng ý. Từ Tịnh Nhã nghe thấy Trần Triệu Dương đồng ý, trong lòng liền mừng thầm. Lúc này, khi họ dùng bữa xong, họ chuẩn bị rời đi, nhưng lần này thay vì ngồi máy bay thì họ lại tự lái xe đến đó. Đương nhiên, đây là quyết định của Từ Tịnh Nhã, nhà cô ta tặng cho Trần Triệu Dương một chiếc Hummer. Trần Triệu Dương không thể vận chuyển về, chỉ có thể lái về. Theo suy nghĩ của Từ Hồng Nho thì đi máy bay thì có gì hay chứ, ở cùng nhau nhiều nhất được vài tiếng đồng hồ, hơn nữa còn nhiều người như vậy. Nếu như lái xe về thì chỉ có Trần Triệu Dương và con gái của mình ở trên xe, càng dễ bồi dưỡng tình cảm hơn chứ. Đương nhiên Trần Triệu Dương không biết suy nghĩ trong lòng Từ Hồng Nho, lập tức lái chiếc Hummer, đưa Từ Tịnh Nhã đi về phía ngoại thành. Nhưng Trần Triệu Dương vừa lái xe chưa được 5 phút, điện thoại đã vang lên. Dương Lệ, sao thế, nhìn thấy người gọi là Dương Lệ, Trần Triệu Dương lập tức bắt máy. Mặc dù việc Dương Đức Trung làm khiến Trần Triệu Dương rất khó chịu, nhưng không liên quan gì đến Dương Lệ, dù sao thì Dương Lệ vẫn là người tốt. Trần Triệu Dương, cầu xin cậu cứu nhà họ Dương chúng tôi với, người của Kỳ Môn Sơn đuổi giết đến đây rồi, người nhà tôi đều bị bắt lại. Tôi trốn dưới tầng hầm lần trước, tạm thời vẫn chưa bị phát hiện. Á, cút cho tôi. Trần Triệu Dương còn chưa kịp nói gì, phía bên kia điện thoại đã vang lên tiếng hoảng hốt của Dương Lệ. Sau đó, Dương Lệ hét lên một tiếng, tiếp theo điện thoại bị dập máy. Trần Triệu Dương cất điện thoại đi, vẻ mặt lập tức trở nên khó coi, vốn dĩ anh không muốn tham gia vào chuyện nhà họ Dương. Dù sao thì ban đầu anh tự mình cứu nhà họ Dương, nhưng những chuyện Dương Đức Trung làm khiến anh cực kỳ phản cảm. Nếu như không phải vì Dương Lệ, anh đã trực tiếp tiêu diệt cả nhà họ Dương rồi.
Mặc dù vậy nhưng Dương Lệ là người vô tội, anh không thể mặc kệ để Dương Lệ bị hại được. Trần Triệu Dương nghĩ đến đây, đột nhiên đánh tay lái, lái về phía nhà Dương Lệ. Xảy ra chuyện gì sao? Từ Tĩnh Nhã thấy sau khi Trần Triệu Dương nghe điện thoại, sắc mặt trở nên khó coi, hơn nữa còn đổi hướng đi, chắc chắn là xảy ra chuyện gì rồi. Nhà Dương Lệ đang gặp nguy hiểm, tôi phải đi cứu cô ấy, sắc mặt của Trần Triệu Dương lạnh lùng, lập tức nói. Mặc dù cô ta cảm thấy hơi ấm ức thay cho bạn mình, nhưng nghĩ đến suy nghĩ thực sự của chính mình, dường như cô ta càng không có tư cách chỉ trích Trần Triệu Dương. Từ Tĩnh Nhã si mê nhìn Trần Triệu Dương, đây đúng là người đàn ông có thể hấp dẫn phụ nữ, rõ ràng biết đây là một đống lửa, cô ta cũng muốn bay tới giống như con thiêu thân. Đương nhiên Trần Triệu Dương không chú ý đến sự thay đổi của Từ Tĩnh Nhã, anh lái xe đến gần nhà Dương Lệ, mất 10 phút, sau đó quay sang nói với Từ Tĩnh Nhã, đợi một chút, trong đó nguy hiểm, cô đến siêu thị gần đây chờ tôi, sau khi giải quyết xong chuyện, tôi sẽ đến tìm cô. Được, Từ Tĩnh Nhã gật đầu, mặc dù cô ta cũng biết vài món võ, nhưng cô ta biết, với khả năng ít ỏi của mình, hoàn toàn không thể giúp gì cho Trần Triệu Dương được, ngược lại có thể liên lụy đến Trần Triệu Dương. Sau khi thả Từ Tĩnh Nhã xuống xe, Trần Triệu Dương tăng tốc xe, điên cuồng lái về phía nhà họ Dương. Khi còn cách nhà họ Dương khoảng 200 mét, Trần Triệu Dương dừng xe lại, trong chớp mắt, đi thẳng đến ngoài nhà họ Dương, đôi mắt xuyên thấu quét qua một lượt. Sau khi anh nhìn thấy cảnh tượng trong đại sảnh nhà họ Dương, đột nhiên nheo mắt lại. Bởi vì anh phát hiện, đám người nhà họ Dương và Dương Đức Trung không xảy ra chuyện gì, ai cũng ngoan ngoãn, còn người mà bọn họ kính nể, cung kính là người thanh niên có khí chất nho nhã ngồi ở ghế chính, đằng sau người thanh niên, là một ông già. Sau khi đôi mắt xuyên thấu của Trần Triệu Dương liếc qua ông già đó, hình như lão ta có phản ứng, ngẩng đầu nhìn về phía Trần Triệu Dương, nhưng lại không phát hiện gì, sau đó mới cúi đầu xuống. Phản ứng thật nhạy bén, là cao thủ, Trần Triệu Dương thấy ông già này nhạy bén như vậy, lập tức rời đi. Ngoại trừ người thanh niên và ông già, còn có 6 người đàn ông cao to vạm vỡ, cực kỳ hung dữ. Còn lúc này Dương Lệ lại bị trói trên chiếc ghế đối diện với người thanh niên, với vẻ mặt tức giận. Trần Triệu Dương thấy mặc dù Dương Lệ bị trói lại, nhưng tạm thời vẫn chưa nguy hiểm đến tính mạng, anh cũng không vội vàng, mà tiếp tục quan sát. Anh muốn xem, người nhà họ Dương sẽ làm gì, khi đối mặt với người của Kỳ Môn Sơn. Nhưng Trần Triệu Dương cũng không ôm quá nhiều hy vọng, vì nếu thật sự có vấn đề, đám người Dương Đức Trung cũng không thể không xảy ra chuyện gì, ngược lại Dương Lệ còn đang bị trói. Bằng cách đọc khẩu hình, đôi mắt của Trần Triệu Dương híp lại, trong lòng càng thêm lạnh lão. Hóa ra, người thanh niên ngồi ở ghế chính là cậu chủ của Kỳ Môn Sơn, thứ hắn ta muốn chính là khoáng thạch của nhà họ Dương sợ hãi, đang định giao ra. Thế nhưng, riêng việc này làm sao có thể thỏa mãn được dục vọng của cậu chủ Kỳ Môn Sơn được, hắn ta biết sự tồn tại của Trần Triệu Dương, muốn nhà họ Dương dụ Trần Triệu Dương ra, nhưng mà Dương Đức Trung và Trần Triệu Dương có quan hệ không tốt, đương nhiên không có cách nào. Cuối cùng, Dương Đức Trung khai ra chỗ của con gái mình. Ông ta biết con gái mình có quan hệ tốt với Trần Triệu Dương, nên ông ta muốn Dương Lệ dụ Trần Triệu Dương ra. Nhưng Dương Lệ có chết cũng không đồng ý, nên mới có cảnh tượng bị trói ở đại sảnh. Sau khi biết những gì đang xảy ra, Trần Triệu Dương nổi cơn giận với đám người Dương Đức Trung, lại cảm thấy đáng thương cho Dương Lệ. Gặp một người bố như vậy, đúng là sự bất hạnh của cô ấy. Nếu các người đã không có cách nào để cô ta dụ Trần Triệu Dương ra, thì tôi cũng chỉ có thể tự mình ra tay thôi. Khuôn mặt của cậu chủ Kỳ Môn Sơn lộ ra nụ cười xấu xa. Sắc mặt tái nhợt, thêm vào đó là nụ cười gian ác, khiến trái tim Dương Lệ như rớt xuống đáy vực. Lúc này cô ấy hy vọng Trần Triệu Dương có thể xuất hiện, có thể cứu mình, lại hy vọng Trần Triệu Dương đừng xuất hiện. Dù sao thì, người của Kỳ Môn Sơn thật sự quá mạnh, cô ấy sợ Trần Triệu Dương sẽ gặp nguy hiểm. Mấy người ra ngoài đi, ông đây sẽ dạy người đẹp này biết cách phục vụ chồng tương lai của mình. Cậu chủ của Kỳ Môn Sơn xua tay, yêu cầu người nhà họ Dương và đám thuộc hạ rời khỏi. Dương Đức Trung nghe hắn nói vậy thì chợt thấy khó xử, nhưng khi ông ta nhìn thấy lão già ở phía sau cậu chủ của Kỳ Môn Sơn thì lập tức lắc đầu, bèn đưa đám người của nhà họ Dương rời khỏi. Người của Kỳ Môn Sơn cũng đi theo ra ngoài, chỉ còn lại cậu chủ và lão già kia. Chú Du, chú cũng ra ngoài đi, cậu chủ quay đầu nói với lão già đó. Cậu chủ, hay là tôi ở đây đi? Bên ngoài vẫn còn rất nguy hiểm, lão già họ Du lại lắc đầu và kiên quyết nói. Nghe chú Du nói vậy, sắc mặt của cậu chủ không được tốt lắm.
Dù sao làm chuyện đó mà có người bên cạnh thì đúng là không tiện lắm. Nhưng lúc hẳn nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp và đường cong quyến rũ của Dương Lệ thì đột nhiên thở gấp. Ở trên núi quanh năm lấy đâu ra một người phụ nữ xinh đẹp như vậy? Tuy rằng bình thường chơi với các em gái, nhưng sao so được với những người phụ nữ tuyệt đẹp dưới núi? Lúc này, hắn cũng không thèm để ý tới chú Du, lập tức cởi bỏ quần áo trên người, lộ ra cơ thể gầy gò rồi đi về phía Dương Lệ. Chú Du nhìn thấy cảnh này thì bỗng dưng lắc đầu, lão ta cũng đi ra ngoài hành lang. Tuy lão ta cũng muốn bảo vệ cậu chủ, nhưng hẳn đang làm chuyện kia, nếu lão ta có mặt thì e sẽ buồn nôn mất. Vốn Trần Triệu Dương còn muốn chờ một lúc nữa, nhưng khi nhìn thấy cảnh này, anh biết rằng nếu không ra tay nữa thì e là Dương Lệ sẽ gặp họa mất. Anh lấy hòn đá trong tay rồi hung hăng ném vào đám người Kỳ Môn Sơn, đồng thời bóng dáng anh xuất hiện, lao vào sân nhanh như chớp, trong nháy mắt đã đập vỡ cửa đại sảnh, lao vào trong. Lão già họ Du đem bỏ mấy hòn đá, quay người nhảy vào đại sảnh. Thắng nhãi, mày dám, lúc này, lão già họ Du đi vào tình cờ nhìn thấy cảnh Trần Triệu Dương đang túm cổ cậu chủ của Kỳ Môn Sơn với vẻ mặt đầy sát khí thì liền giống lên. Ông có thể cược xem tôi có dám hay không, Trần Triệu Dương lạnh lùng nhìn lại, không nể nang lên tiếng. Sau khi nói xong, một tay kia của Trần Triệu Dương tháo dây trói trên người của Dương Lệ. Sau đó nói với cô ấy, cô trốn phía sau tôi đi. Dương Lệ vốn đã chuẩn bị tâm lý, nếu tên khốn kiếp này dám chạm vào thì cô ấy sẽ căn lưỡi tự vẫn. Cho dù có chết cũng tuyệt đối không để tên xấu xa này làm ô uế thân mình. Lúc Dương Lệ chuẩn bị tâm lý cần lưỡi tự vẫn, cửa đại sảnh trực tiếp bị phá hỏng. Sau đó, Trần Triệu Dương giống như chiến binh giáng trần xuất hiện trước mặt cô ấy ngăn cản cậu chủ của Kỳ Môn Sơn lại. Điều này làm ánh mắt cô ấy nhìn anh dịu dàng hơn. Nghĩ tới lúc đầu Trần Triệu Dương gia nhập đội bảo vệ, bản thân tìm mọi cách gây khó dễ cho anh. Anh chẳng khác gì một tên lưu manh. Bây giờ trong lúc dầu sôi lửa bỏng lại cứu mình, trong lòng cô ấy không tránh khỏi cảm động. Có lẽ, Trần Triệu Dương là một người đáng để gửi gắm. Nghĩ tới đây, trong lòng của Dương Lệ đột nhiên thấy xấu hổ. Cô ấy ngước mắt nhìn Trần Triệu Dương, phát hiện anh rất mạnh mẽ, không sợ bất kỳ ai khi đối mặt với đám người của Kỳ Môn Sơn, đúng thật là quá hùng mạnh. Cô ấy nhất thời ngây người ra. Thả cậu chủ ra, ông đây tha chết cho mày. Chú Du nhìn thấy cậu chủ mình đang ở trong tay của tên này thì như thể ném chuột sợ vỡ bình, không dám nhúc nhích. Lão Du, cậu ta chính là Trần Triệu Dương. Mau ra tay giết cậu ta đi. Dương Đức Trung nhìn thấy Trần Triệu Dương đột nhiên xuất hiện, trong lòng kinh ngạc hét lên. Nghe thấy Dương Đức Trung nói vậy, mọi người có mặt đều có cùng thái độ. Tất cả người nhà họ Dương đều đồng ý với lời Dương Đức Trung nói. Lần này nếu có thể tặng Dương Lệ cho cậu chủ của Kỳ Môn Sơn, tới lúc có thể mắc nối quan hệ với Kỳ Môn Sơn thì sau này nhà họ Dương của họ sẽ phát triển hơn, dĩ nhiên phải loại bỏ hòn đá ngáng đường Trần Triệu Dương này. Sát khí của Trần Triệu Dương đã tăng lên vài phần, anh nhìn sang Dương Đức Trung và những người nhà họ Dương kia với ánh mắt lạnh lùng vô cùng. Bố, sao bố có thể làm vậy? Dương Lệ hoàn toàn thất vọng về bố của mình. Vốn dĩ cô ấy còn tưởng cứu được bố của mình, bản thân có thể tiếp tục làm cô con gái vui vẻ của bố mình chứ. Nhưng sự thật lại khiến cô ấy hoàn toàn tỉnh ngộ, sau biến cố lần này, bố của mình đã hoàn toàn thay đổi. Ông ta cũng không còn là người bố dành cho cô ấy tình yêu thương vô bờ bến nữa. Bây giờ, bố mình có thể trơ mắt ra nhìn con gái mình bị ức hiếp như vậy. Người bố ruột đó có thể phản bội lại ân nhân từng có ơn với nhà họ Dương. Cô ấy thà không cần người bố này còn hơn. Nghĩ tới đây, Dương Lệ đột nhiên đau khổ rơi nước mắt, nhìn sang bố của mình với ánh mắt van xin. Tiểu Lệ, đừng trách bố. Nhà họ Dương chúng ta không thể chịu khổ được nữa. Cậu chủ của Kỳ Môn Sơn là người có thể gửi gắm. Còn tên Trần Triệu Dương chính là hòn đá ngáng đường lớn nhất, nên cần phải tiêu diệt. Dương Đức Trung quay đầu nhìn sang con gái mình rồi lạnh lùng nói. Được thôi, bố, con biết rồi. Đây là lần cuối cùng con gọi bố là bố. Sau này, hai bố con chúng ta cắt đứt quan hệ. Dương Lệ lau nước mắt, vẻ mặt trở nên lạnh lùng, cô ấy kiên quyết nói. Nghe con gái mình quả quyết như vậy, trong lòng Dương Đức Trung đột nhiên cảm thấy khó chịu, nhưng sau đó ông ta lập tức bình tĩnh lại. Con gái, thời gian sẽ chứng minh quyết định của bố là đúng. Con nhất thời không nghĩ thông suốt, bố không trách con, Dương Đức Trung vốn không tức giận, ông ta nói một cách chắc chắn. Dương Đức Trung, ông thật giống một con chó. Sớm biết ông là người như vậy, lúc đầu tôi không nên cứu các người, lúc này, Trần Triệu Dương đã hoàn toàn thất vọng đối với Dương Đức Trung. Sau lần này,
anh nhất định sẽ đưa Dương Lệ đi, lớn lên trong một gia tộc như vậy tuyệt đối không phải sự lựa chọn sáng suốt. Hừ, Trần Triệu Dương, cậu đừng có kiêu căng, cậu đã đắc tội với người của Kỳ Môn Sơn, bây giờ lại cưỡng ép cậu chủ Vân, tội của cậu không thể nào tha được, hãy chờ người của Kỳ Môn Sơn tới báo thù đi, Dương Đức Trung hừ lạnh một tiếng, sau đó hung hăng nói. Thì ra mày chính là Trần Triệu Dương à, bây giờ mày thả tao ra, có lẽ tao sẽ nói bố tao không truy cứu tội trạng của mày. Nếu không thì Ngọc Hoàng Đại Đế có tới cũng không cứu được mày đâu, cậu chủ Vân dĩ nhiên là nghe được cuộc đối thoại của bọn họ. Hắn lập tức liều mạng nói ra mấy lời này. Ây ra, nếu còn có thể nói, xem ra lực tay của tôi dạo này hơi yếu rồi, cần phải thêm chút sức mới được, Trần Triệu Dương nói xong thì lực trong tay anh cũng tăng lên vài phần. Vốn dĩ cậu chủ Vân miễn cưỡng thì vẫn thở và nói được, bây giờ Trần Triệu Dương lại tăng thêm sức lực nên ha nhất thời không thể hít thở, cảm giác chết chóc bao trùm lấy hắn. Hàn Liều mình giấy giụa nhưng không cách nào thoát khỏi tay của Trần Triệu Dương. Chết tiệt, mau buông tay, mày sẽ bóp chết cậu chủ đấy, chú Du nhìn thấy cảnh này thì bị dọa một phen. Lão ta lập tức phẫn nộ mà hét lên. Ông già, ông làm tôi sợ hết hồn, nếu ông còn dọa tôi nữa, tôi không khống chế được lực là sẽ bóp. Gãy cổ hắn ta luôn đấy, Trần Triệu Dương bỗng quay đầu sang, nói với vẻ kiêu ngạo. Mày, nghe thấy lời uy hiếp của Trần Triệu Dương, chú Du không dám ham dọa anh nữa, nhưng ánh mắt nhìn anh càng thêm lạnh lùng. Lão ta thề, chỉ cần cứu được cậu chủ ra, lão nhất định sẽ dùng cách tàn nhẫn nhất để giết tên khốn này. Trần Triệu Dương nới lỏng tay ra một chút, sau đó hai cây kim bạc xuất hiện trong tay anh, nhanh chóng đâm vào người tên cậu chủ Vân này. Mày làm gì cậu chủ của bọn tao thế hả? Nhìn thấy hành động ấy của Trần Triệu Dương, chú Du không kịp ngăn cản, chỉ đành lớn tiếng quát hỏi. Không có gì, cậu chủ của các người khí nhược dương hư nên tôi châm cứu cho hắn ấy mà. Tôi là một thần y đó, người bình thường mời tôi châm cứu còn không được đâu, vậy nên cậu chủ của các người thật có phúc. Trần Triệu Dương nhếch môi cười khẩy, sau đó giễu cợt nói. Mày, nghe Trần Triệu Dương nói vậy, chú Du lập tức hít vào một hơi khí lạnh. Nếu chuyện này mà là thật thì nó chẳng phải chuyện hay ho gì với Kỳ Môn Sơn. Nếu môn chủ mà biết thì kiểu gì cũng nổi trận. Lôi đình, đến lúc đó lại bắt đầu bước vào xã hội. Dù sao môn chủ của bọn họ cũng chỉ có một đứa con trai thôi mà. Mày muốn tuyên chiến với Kỳ Môn Sơn thật hả? Chú Du lạnh lùng nhìn Trần Triệu Dương, nghiến răng nghiến lợi nói. Chẳng lẽ còn là giả được sao? Lão già, nếu đầu óc ông có vấn đề thì tới khoa thần kinh khám đi. Không có tiền thì tôi có thể đăng ký giúp ông. Trần Triệu Dương nhìn Lão Du như nhìn một thằng ngốc, nói chuyện không nể nang chút nào. Khốn kiếp, nghe thấy những gì mà Trần Triệu Dương nói với mình, chú Du lập tức nổi khùng lên, nhưng cũng chẳng thể làm gì được. Phải thế nào thì mày mới chịu thả cậu chủ của bọn tao ra, chú Du hít sâu vài hơi, kìm nén cơn tức đang dâng trào của mình, nói bằng giọng âm u. Hừ, thằng khốn này suýt thì cưỡng hiếp người phụ nữ của tôi. Ông cảm thấy là một thằng đàn ông thì phải làm thế nào, Trần Triệu Dương lạnh lùng nhìn Lão Du. Dương Lệ sửng sốt, sau đó cảm thấy ngượng ngùng. Anh nói cô ấy là người phụ nữ của anh, thật sao? Tao sẽ bảo cậu chủ xin lỗi mày, mong mày có thể giải trừ hiệu quả châm cứu trên người cậu ấy, lúc này chú Du lên tiếng nói. Ồ, lời xin lỗi của cậu chủ các người quý giá như thế cơ à? Xin lỗi thì dẹp, làm gì thực tế hơn một chút đi, Trần Triệu Dương cười khinh khỉnh. Xin lỗi gì đó toàn là giả tạo hết. Chỉ cần anh thả thằng danh này, e là lão già kia sẽ xông lên ngay mất. Anh thì không sợ, chỉ sợ Dương Lệ bị thương thôi. Mày muốn thứ gì, nhìn tình hình này là Lão Du biết không đàm phán được. Tôi muốn mỏ khoáng sản ấy, cộng thêm 2 tỷ, cùng 20 loại dược liệu từ 500 năm trở lên, nghe xong là Trần Triệu Dương lập tức đưa ra điều kiện cắt cổ của mình. Cái gì, đừng có mơ nữa, đó là điều không thể. Tuy rằng Lão Du rất ít xuống núi, nhưng nghe Trần Triệu Dương nói vậy, lão ta cũng biết điều kiện ấy thực sự rất quá đáng. Dương Đức Trung cũng không ngờ là Trần Triệu Dương lại đưa ra điều kiện cắt cổ như thế. Nhưng càng cắt cổ thì càng tốt, nhưng vậy chắc chắn Kỳ Môn Sơn sẽ nổi giận, mâu thuẫn với Trần Triệu Dương sẽ ngày một sâu hơn. Đã đắc tội với Trần Triệu Dương rồi thì tốt nhất là nên giảm chết, nếu không thì sẽ là một mối họa. Ồ, thế à, nếu thế thì hết cách rồi. Dám bắt nạt người phụ nữ của tôi, vậy thì để hắn làm thái giám trong thế kỷ 21 đi. Trần Triệu Dương cười lạnh một tiếng, sau đó cầm lấy một con dao trên đĩa hoa quả trong phòng, chém về phía dưới của cậu chủ Vân. À, đừng, tao đồng ý,
Tao đồng ý, lúc này cậu chủ Vân mới tỉnh táo lại, không biết lấy sức đâu ra để gào thét lên. Hô xong câu đó là hắn mệt là người, dù sao Trần Triệu Dương vẫn đang bóp cổ hắn mà. Dừng tay, có gì cứ từ từ thương lượng, lúc này chú Du cũng sợ hết hồn, loại người gì thế này, nói một câu không hợp ý là ra tay luôn. Đàm phán thì phải để người ta có kè mặc cả chứ. Đến nói còn không nói thì lấy đâu ra cơ sở để đàm phán. Thế mới đúng chứ, mặc dù mày bị Dương hư, không thể làm chuyện đó được, nhưng có vẫn hơn không, Trần Triệu Dương nở nụ cười nói. Nghe thấy câu nói của Trần Triệu Dương, sắc mặt của lão Du và cậu chủ Vân càng thêm khó coi. Ôi chao, tao vẫn đang bóp cổ mày à? Không sao chứ, chắc là không chết được đâu nhỉ, sau đó Trần Triệu Dương vờ như luống cuống nói, tiện tay thả cậu chủ Vân ra. Được rồi, đồng ý với điều kiện đàm phán rồi thì bắt đầu đi, vừa nói, Trần Triệu Dương vừa kéo ghế ra ngồi xuống, sau đó đá vào đầu gối của cậu chủ Vân, khiến hắn quỳ phịch xuống mặt đất. Thằng khốn, mày dám làm thế với cậu chủ của bọn tao, thấy cậu chủ của mình quỳ xuống, lão Du lập tức quát lên, đôi mắt của lão đỏ ngầu. Gào cái gì mà gào? Không biết cậu đây nhát gan à? Nếu làm tôi sợ, cẩn thận tôi thêm điều kiện đấy, Trần Triệu Dương bỗng đạp cho lão Du một cái rồi uy hiếp. Mày, nghe thấy câu nói của Trần Triệu Dương, lão Du tức điên lên, nhưng chẳng thể làm gì được. Lấy hợp đồng chuyển nhượng mỏ khoáng sản tới đây trước đi, tiền thì mau chóng chuyển cho tôi, dược liệu mà ông đang mang theo đưa tôi trước. Ba còn lại để lúc khác gửi tới cho tôi. Vừa nói, Trần gạch dưới Triệu Dương vừa rót cho mình một chén trà. Mỏ khoáng sản đó là của nhà họ Dương, không phải của Kỳ Môn Sơn, bọn tao không quyết định được, lão Du bỗng mở miệng nói. Chẳng lẽ lần này các ông tới để nghỉ mắt à? Nếu không phải của các ông thì cướp lấy là được, đầu óc chẳng nhanh nhạy gì cả, già rồi, cẩn thận bị lú đó, Trần Triệu Dương nói không hề khách khí chút nào. Dương Đức Trung đang đứng xem kịch vui ở bên cạnh, nghe Trần Triệu Dương nói thế. Ông ta lập gạch dưới tức mắng thầm, đến lúc này mà thằng khốn này còn không quên chơi khăm ông ta. Dương Đức Trung, biết nên làm thế nào rồi chứ? Mang tới đây, lão Du chẳng thể làm gì được Trần Triệu Dương, nhưng đối mặt với tên Dương Đức Trung yếu thế, thái độ của lão ta chẳng tốt đẹp gì, cứ thế quát tháo ầm lên. Vâng, tuy rằng đã biết trước là không thể giữ được mỏ khoáng sản này, nhưng lúc này phải đưa cho người ta, ông ta vẫn cảm thấy xót ruột. Đã thế mỏ khoáng sản ấy còn rơi vào tay Trần Triệu Dương, khiến ông ta càng cảm thấy không cam lòng. Mặc dù không muốn, nhưng ông ta vẫn phải ký tên mình vào hợp đồng chuyển nhượng mỏ khoáng sản, đóng dấu vào rồi mới đưa ra. Xong rồi, hợp đồng chuyển nhượng ở đây, chỉ cần mày ký tên vào là mỏ khoáng sản ấy sẽ là của mày, lão Du nhìn Trần Triệu Dương và nói với khuôn mặt tái xanh. Xong một điều kiện rồi, còn tiền và dược liệu thì sao, Trần Triệu Dương hơi híp mắt lại, anh mở miệng hỏi. Reng reng. Đúng lúc này, điện thoại của Trần Triệu Dương vang lên âm báo tin nhắn, mở ra xem thì thấy 2 tỷ được chuyển tới tài khoản của mình. Lần này tới thành phố Vân Hải thu hoạch được khá nhiều, kiếm được 7 tỷ mốt tiền mặt, một mỏ khoáng sản, 10 loại dược liệu, còn cả 5 loại dược liệu của nhà họ Phùng nữa. Những gia tộc này khấm khá thật đấy, anh có nên dành thời gian tới nhà họ Ngụy một chuyến không nhỉ? Trong lúc Trần Triệu Dương ngẫm nghĩ xem có nên tới nhà họ Ngụy hay không, lão Du cũng đã mang hòm đựng 3 loại dược liệu tới rồi. Đây là mộc linh chi 700 năm, đây là nhân sâm 900 năm, đây là hà thủ ô 600 năm, tất cả đều là những loại linh dược vô giá. Dược liệu từ 500 năm trở lên không thể gọi là dược liệu được nữa, phải gọi là linh dược, lão Du nộp 3 loại linh dược này ra mà trái tim như rỉ máu. Được đó, những linh dược còn lại nhớ chuyển tới cho tôi đấy, Trần Triệu Dương cười ha ha, bởi vì nhìn thấy 3 cây linh dược này. Anh cảm nhận được khát vọng truyền tới từ cơ thể mình, như thể đang cực độ muốn có được chúng vậy. Xem ra mấy loại linh dược này có tác dụng với anh rồi. Không biết nhà họ Phùng và nhà họ Ngụy có những loại linh dược này không, nếu có thì sao không nhân cơ hội này cướp lấy. Nhưng hiện giờ không có cái cớ nào cả, tự nhiên tới đoạt thì hơi ngại. Viết giấy nợ đi, kẻo đến lúc đó các người lại quyệt, vừa nói, Trần Triệu Dương vừa lấy một tờ giấy trắng tới, ép cậu chủ Vân ký tên mình vào. Đồng thời rạch tay hắn ra, ấn dấu vân tay vào đó rồi mới hài lòng gật đầu. Được rồi, các người đi đi, Trần Triệu Dương cười tủm tỉm thả Vân Phụng Thiên ra. Sau khi nhìn chữ ký, Trần Triệu Dương mới biết tên thật của tên cậu chủ Vân này, tên của hắn rất kêu, hàm ý là phượng múa trên 9 tầng mây, tiếc rằng lại là một tên vô dụng. Chú Du, giết hắn cho tôi, giết hắn, được Trần Triệu Dương thả ra,
Vân Phụng Thiên lập tức sửng cổ lên, cứ điên cuồng gào thét. Vân Phụng Thiên hẳn đã bao giờ phải chịu sự sỉ nhục như thế trong Kỳ Môn Sơn, hắn lộng hành quen rồi, không ngờ vừa xuống núi đã bị người ta bắt, suýt thì đi đời nhà ma. Hơn nữa, hắn còn bị tên khốn này thi hành châm cứu, hiện giờ hắn không cảm nhận được gì từ phía dưới nữa rồi, vậy nên hắn nhất định phải giết thang khốn ấy. Cậu chủ, chúng ta đi thôi, chú Du kéo Vân Phụng Thiên lại, ép hắn phải đi ra ngoài. Chú Du, hắn không phải đối thủ của chú đâu, sao chú phải sợ ha? Lúc này, Vân Phụng Thiên đã phẫn nộ đến mức mất cả lý trí rồi, nói chuyện mà không dùng não. Cậu chủ, nếu giết hắn thì sau này cậu phải làm sao? Vốn dĩ chú Du không muốn nói toạc chuyện này ra, nhưng cậu chủ cần quấy như thế, lão ta đành phải nói ra. Vậy chú hãy bắt hắn lại, ép hắn chữa cho tôi, Vân Phụng Thiên hơi nghệt mặt ra, sau đó nói không mấy bận tâm. Chuyện này, nghe Vân Phụng Thiên nói vậy, chú Du sửng sốt, sau đó nhìn về phía Trần Triệu Dương. Tất nhiên là Trần Triệu Dương cũng nghe thấy cuộc đối thoại của bọn họ. Thấy bọn họ nhìn về phía mình, Trần Triệu Dương hơi gật đầu, muốn bày tỏ sự thân thiện. Dù sao hai người đó cũng cho anh cả đống đồ rồi, đâu thể có thái độ lồi lõm được nữa. Thằng danh, dám uy hiếp cậu chủ của bọn tao, hôm nay ông già này sẽ bắt mày, ép mày quỳ xuống trước mặt cậu chủ và tạ tội với cậu ấy. Chú Du gật đầu, ban nấy suýt thì ông ta hồ đồ rồi. Ông nhất định phải đánh với tôi hả? Nếu đánh thật thì e rằng cái giá phải trả không chỉ những thứ này thôi đâu, Trần Triệu Dương chẳng hề để ý tới, anh vừa cười vừa nói. Hừ, bớt giả vờ giả vịt đi, vừa rồi mày lấy cậu đây làm con tin, nếu không chú Du chỉ cần dùng một ngón tay là có thể nghiền chết mày. Vân Phụng Thiên rất tin tưởng chú Du, hắn hử lạnh nói. Lão Du cũng ngạo mạn ra mặt, hiển nhiên lão. Ta rất thỏa mãn trước lời nói của cậu chủ mình. Hai, con người ta đã muốn chết rồi thì đến thần tiên cũng khó mà cứu được, nếu các người muốn chết thì nhào vô đi, Trần Triệu Dương lắc đầu, nói với vẻ bất đắc dĩ. Muốn chết, nghe Trần Triệu Dương nói vậy, lão Du lập tức nổi giận, đang khinh thường hay đang sỉ nhục ông ta đây? Ngay lập tức, lão Du nổi giận hét lên, sau đó thân thể lão ta xẹt thẳng tới trước mặt Trần Triệu Dương, bàn tay quặp lại, chộp thẳng vào điểm yếu hại của anh. Cút đi, lão già chết tiệt, Trần Triệu Dương hừ lạnh một tiếng, sau đó mũi chân của anh đánh mạnh vào cổ tay lão ta. Lão Du không ngờ là Trần Triệu Dương lại phản ứng nhanh như thế, bèn vội vàng rút tay về. Sau một chiêu giành được lợi thế, Trần Triệu Dương không từ bỏ ưu thế ấy, anh lập tức công kích lão Du. Lão Du liên tục hóa giải thế công của Trần Triệu Dương, mặc dù lần nào cũng kịp thời, nhưng lão ta cảm thấy xương tay xương chân mình sắp gãy luôn rồi. Tay chân của Trần Triệu Dương cứng như sắt thép, đụng độ với anh thì tất nhiên là sẽ yếu thế hơn. Không hổ là cao thủ trong tông môn, khá đó, cảm nhận được sự kiên trì bền bỉ của lão Du, Trần Triệu Dương cảm thấy hưng phấn. Những lúc đánh với người khác, anh luôn giải quyết với tốc độ nhanh nhất, rất ít khi gặp được người có thể đỡ được công kích của anh, xem ra tông môn vẫn có điểm đặc biệt riêng của nó. Thế là Trần Triệu Dương bớt dùng lực đi một chút, bắt đầu so chiêu với lão ta. Càng đánh thì Trần Triệu Dương càng ngộ ra được nhiều điều về chiến đấu hơn. Lão Du khống chế chân khí rất chuẩn xác, có thể dùng một phần thì lão ta sẽ không dùng đến hai phần, làm như vậy sẽ tiết kiệm được chân khí, bởi vì chân khí mà cạn kiệt thì thực lực sẽ giảm đi nhiều. Trần Triệu Dương chẳng những được rèn luyện kỹ xảo chiến đấu với cao thủ, mà khả năng khống chế chân khí cũng ngày một tốt hơn. Còn lão Du thì càng đánh càng kinh hãi. Vừa rồi Trần Triệu Dương chỉ đơn giản là dùng sức để đánh với lão ta. Nhưng mới đánh được một lát mà anh đã học được cách vận dụng hợp lý, tiến bộ nhanh đến chóng mặt. Đương nhiên là Trần Triệu Dương không thể biết được lão Du đang nghĩ gì, anh chỉ chăm chú tăng cường sức chiến đấu của mình mà thôi. Liệt diễm trưởng, lão Du đụng độ một chiêu với Trần Triệu Dương, sau đó hai tay lão ta bỗng toát ra dòng khí cuồn cuộn, đánh mạnh về phía Trần Triệu Dương. Lão ta tin rằng đánh bất ngờ như thế này, Trần Triệu Dương nhất định sẽ trúng chiêu. Hừ, thế công của Trần Triệu Dương hơi khựng lại. Sau đó anh dịch chuyển để né tránh trưởng ấy, thế nhưng liệt diễm trưởng của lão Du vẫn ép sát theo anh. Đây là một tuyệt chiêu võ học, hơn nữa có vẻ như liệt diễm trưởng của lão Du cũng thuộc dòng cao cấp. Có cả tính năng tự động đuổi theo cơ đấy, xem ra chỉ có thể đánh tan nó thôi, Trần Triệu Dương đã thử nhiều cách nhưng vẫn không thể thoát được. Trừ khi anh tăng tốc để chạy trốn, nhưng nếu trốn thì uổng phí mục đích khi tới đây mất, chắc. Chắn Dương Lệ sẽ lại rơi vào tay đối phương. Hơn nữa nhiệt độ toát ra từ lòng bàn tay lão Du ngày một cao, nếu để lão ta dồn lực xong thì e rằng anh sẽ phải trả một cái giá đắt thì mới có thể đánh tan được.
Lúc này, Trần Triệu Dương đột nhiên lao ra ngoài sân, đến khi Lão Du đuổi theo ra, anh trực tiếp xoay người lại, ngưng tụ chân khí vào đôi tay. Tuy rằng không thi triển tuyệt kỹ gì cả, nhưng chân khí của Trần Triệu Dương là chân khí đồn nén, hơn hẳn những chân khí bình thường. Tiếp đó, anh cứ thế xông lên. Lão Du không ngờ là Trần Triệu Dương lại dám chọi cứng với mình, vốn dĩ lão ta còn cảm thấy sốt ruột khi không đuổi kịp Trần Triệu Dương nữa. Dù sao liệt diễm trưởng cũng không phải vô địch, năng lượng ngưng tụ trong hai bàn tay càng nhiều thì lão ta cũng càng tiêu hao nhiều chân khí, nếu Trần Triệu Dương cứ trốn mãi thì lão ta cũng chẳng đủ chân khí mà tiếp tục. Đến lúc đó, e rằng năng lượng trên tay lão ta sẽ bị mất kiểm soát, lão A cũng sẽ gặp vận rủi. Tất nhiên là Trần Triệu Dương không biết những điều đó, cho dù biết thì có lẽ anh cũng sẽ nghĩ tới chuyện đánh tan năng lượng trong tay lão ta, nhỡ lan đến gần Dương Lệ thì phải làm sao? Dầm! Hai bàn tay đụng độ vào nhau, bộc phát ra dòng khí rợn người, tạt hết ra bốn phía xung quanh. Sau đó, cả Trần Triệu Dương và Lão Du đều bị đẩy lùi lại. Bởi vì đứng ở trung tâm dòng khí nên áo của bọn họ bị dòng khí rạch nát. Trần Triệu Dương còn đỡ, cơ bắp cuồn cuộn trên người chứng tỏ sức mạnh khủng khiếp của anh, và điều quan trọng nhất là trên người anh không có một vết thương nào cả. Nhưng Lão Du thì thê thảm vô cùng, chẳng những rách tung áo, mà trên người còn chẳng chịt vết thương. Đã thế sắc mặt lão ta còn hơi tái, rõ ràng đã bị thương khá nặng sau cú đụng độ vừa rồi. Sao mày đụng thẳng vào liệt diễm trưởng của tao mà lại không bị thương? Không thể như thế được, thấy Trần Triệu Dương vẫn lành lặn, còn mình thì lại bị thương, Lão Du cảm thấy khó chịu. Thì mạnh thế đó, hai, tôi cũng bất đắc dĩ lắm chứ, Trần Triệu Dương lắc đầu, sau đó anh không chần chừ gì cả, lập tức công kích ngay. Dám ra tay với anh, vậy thì phải chuẩn bị sẵn sàng để hứng chịu mọi hậu quả. Chính Trần Triệu Dương cũng không ngờ là chân khí dồn nén của mình lại lợi hại như thế, xem ra những gì lão già nói khi xưa là đúng, anh không vội vàng đột phá, mà là dồn nén chân khí trong cơ thể, như vậy thì sức chiến đấu của anh sẽ mạnh hơn nhiều. Vừa rồi, nếu các người đi ngay thì có phải là yên thân không, cứ nhất quyết phải chọc tới tôi làm gì, Trần Triệu Dương lách đầu, sau đó lại tiếp tục tấn công Lão Du. Lên cho tôi, nhìn thấy hành động ấy của Trần Triệu Dương, Lão Du cảm thấy hoảng hốt, lập tức ra lệnh cho 6 người mà bọn họ dẫn tới đây xông về phía Trần Triệu Dương. Cùng lúc đó, Lão Du túm lấy Vân Phụng Thiên, chạy thục mạng ra ngoài. Hiển nhiên lão ta biết mình không phải đối thủ của Trần Triệu Dương, vậy nên mới chạy trốn, nếu không thì hôm nay lão ta sẽ phải viết di chúc ở đây mấy. Lũ rác rưởi, cút đi, đôi mắt của Trần Triệu Dương trở nên lạnh lẽo, anh nhanh chân đá ra. 6 người kia vừa lao tới là đã bị Trần Triệu Dương đá bay ra ngoài. Xong xuôi, anh chẳng hề để ý tới 6 tên đó. Chính anh biết mình đã nặng chân thế nào, 6 tên này đã bị thương nặng lắm rồi, không thể đứng dậy ngay được. Kế đó, Trần Triệu Dương đuổi theo Lão Du và Vân Phụng Thiên, một người đuổi hai người chạy, chẳng mấy chốc là cả ba đã biến mất khỏi tầm mắt của người nhà họ Dương. Chứng kiến diễn biến câu chuyện, Dương Đức Trung muốn khóc luôn rồi. Vốn ông ta tưởng là mình có thể dựa dẫm vào Kỳ Môn Sơn, nhưng bây giờ thì hết thật rồi. 6 người của Kỳ Môn Sơn đã bị đánh gục, cậu chủ Vân và Lão Du đó thì không biết có chạy thoát được không, nếu không chạy thoát thì với sự tàn nhẫn của Trần Triệu Dương, e là hai người đó cũng tiêu đời ấy chứ. Cho dù nhà họ Dương không tham dự vào, nhưng mọi chuyện lại xảy ra ở nhà họ Dương, sợ rằng bọn họ cũng sẽ bị Kỳ Môn Sơn tấn công. Hiện giờ... ông ta chỉ hy vọng là Trần Triệu Dương không đuổi kịp hai người kia, nhưng tốc độ của anh nhanh hơn Lão Du nhiều, hy vọng ấy thực sự rất nhỏ bé. Trong lúc người nhà họ Dương cảm thấy thấp thỏm, Trần Triệu Dương đang dần rút ngắn khoảng cách với hai người kia. Vốn dĩ thực lực của Trần Triệu Dương đã cao, hơn Lão Du rồi, lão ta còn phải dẫn theo một người nữa chạy trốn, vậy nên càng khó khăn hơn. Chạy đi, các người chạy đi chứ, một lát sau, Trần Triệu Dương chặn đường Vân Phụng Thiên và Lão Du. Nhìn bọn họ với vẻ mặt trêu ngươi. Cậu Trần, hận thù giữa chúng ta đâu lớn đến thế, huống chỉ chúng tôi đã bồi thường rồi, chỉ bằng xí xóa tại đây đi, cậu thấy thế nào, thấy Trần Triệu Dương chặn đường, Lão Du thầm kêu khổ. Lão ta không khỏi oán trách cậu chủ của mình, nếu không có tên ngu ngốc ấy thì lão ta đã chẳng ra tay, mà đưa hắn đi từ lâu rồi. Bồi thường là vì chuyện lúc trước, nhưng sau đó ông lại ra tay với tôi, nếu thực lực của tôi không đủ mạnh thì bây giờ đã bị bắt rồi. Đến lúc đó các người có chịu tha cho tôi không? Nghe thấy câu nói không biết xấu hổ của Lão Du, Trần Triệu Dương cợt nhả nói. Khuôn mặt già nua của Lão Du đỏ bừng lên,
Nếu tình thế đảo ngược thì với tính cách của cậu chủ, e rằng Trần Triệu Dương muốn chết cũng chẳng được, cha tấn anh đến biến dạng cũng không giết anh. Trần Triệu Dương không để Lão Du có cơ hội nói gì nữa, anh bước lên trước, đánh một chưởng vào đầu lão ta. Lão Du muốn phản kháng, nhưng cuộc chiến vừa rồi đã khiến chân khí trong cơ thể lão ta hao hụt nghiêm trọng, chỉ miễn cưỡng đỡ được chưởng ấy của Trần Triệu Dương. Trần Triệu Dương không muốn phát sinh thêm chuyện gì nữa, đối phó với loại người này là phải nhanh gọn dứt khoát. Anh tung ra một cú giá, tốc độ nhanh đến mức Lão Du chưa kịp phản ứng gì thì đã bị Trần Triệu Dương đá vào đan điền rồi. Xì! Đan điền của Lão Du lập tức vỡ tan, chân khí trong cơ thể xì ra như một quả bóng bay bị thủng. Mày dám phá hủy đan điền của tao, sắc mặt của Lão Du trở nên tái nhợt, lão ta không ngờ là Trần Triệu Dương lại ác như thế, trực tiếp phá hủy đan điền của lão ta. Đối với một võ giả, việc bị vỡ đan điền còn đáng sợ hơn cả cái chết. Ông phải nghĩ tới hậu quả này ngay từ khi ra tay với tôi mới phải, tôi không giết ông đã là một ân huệ rồi, Trần Triệu Dương cười lạnh một tiếng, anh chẳng hề cảm thấy thương hại lão già này chút nào. Đến lượt mày rồi, cậu chủ Vân, tiếp đó, Trần Triệu Dương nhìn về phía Vân Phụng Thiên, anh cười lạnh nói. Mày không được giết tao, bố tao lợi hại lắm đó, mày giết tao thì sẽ chọc giận bố tao, đến lúc đó mày có chạy đến chân trời góc biển cũng không thoát được, Vân Phụng Thiên run lẩy bẩy. Hẳn đang sợ khiếp vía rồi. Chú Du đã bị Trần Triệu Dương phá hủy đan điền, không thể bảo vệ hắn được nữa, giờ đây hắn chẳng thể dựa dẫm vào ai được. Hắn chỉ là một thằng vô dụng, suốt ngày ăn chơi rồi ngồi chờ chết, bình thường trêu đùa các sư muội, rượu chè gái gú đã làm kiệt quệ sức khỏe của hắn, tu luyện thì mới tới hậu thiên, bảo hắn là một thằng vô dụng cũng không quá. Bố ơi, bố mau tới cứu con đi, có kẻ muốn giết con, vừa nói. Vân Phụng Thiên vừa nhanh tay gọi điện cho bố mình, sau đó gào khóc vào trong điện thoại. Trần Triệu Dương không hề ngăn cản chuyện này, dù gì cũng là một phế vật, ngược lại anh muốn xem thử, có thể dày vò đến mức nào. Bố tao muốn nói chuyện với mày, Vân Phụng Thiên trao đổi vài câu với bố mình thì dũng khí của hắn cũng trở nên mạnh mẽ hơn, khi nói chuyện giọng rất bình tĩnh mà không hề nghẹn ngào nữa. Bật loa lên đi, Trần Triệu Dương lười phải nghe điện thoại, ra hiệu cho hắn mở loa. Tôi là bố của Vân Phụng Thiên, Vân Hãn Lâm, thằng nhãi, tôi không quan tâm cậu là ai, mau thả con trai tôi ra, nếu không, tôi sẽ giết cả nhà cậu, một giọng nói u ám mang đầy sự đe dọa vang lên từ đầu dây bên kia điện thoại. Lão già thúi, ông có biết không, ông đây ghét nhất là bị người khác uy hiếp, vậy ông phải vểnh tai lên mà nghe cho rõ đây, Trần Triệu Dương cười lạnh một tiếng, sau đó tiến về phía trước giẫm thật mạnh lên đôi chân của Vân Phụng Thiên. Răng rắc. Hai tiếng xương gáy truyền đến, tiếp theo là tiếng hét xuyên thấu đất trời của hắn. Không hề dừng lại ở đó, Trần Triệu Dương lại nhấc chân ra, rồi liền giẫm gãy hai cánh tay của Vân Phụng Thiên, cuối cùng là đến bộ phận dưới cơ thể của hắn, trực tiếp bị anh giẫm nát luôn rồi. Nhưng lúc này, Vân Phụng Thiên không thể chịu đựng được cơn đau đớn này, hắn đã hoàn toàn ngất đi. Lúc này, Lão Du chỉ bị nát vùng đan điền ngoài ra không bị thương gì đang ở bên cạnh cũng chết lặng. Lão ta không ngờ rằng Trần Triệu Dương lại dám ra tay tàn nhãn như vậy. Đây nhất định là muốn chiến đấu với kỳ môn gạch dưới sơn của bọn họ đến chết mà, tên trẻ tuổi này điên thật rồi. Cho dù mày là ai nhưng mày chết chắc rồi, tao không chỉ giết cả nhà mày, hễ là ai có liên quan đến gạch dưới mày, tao đều sẽ không bỏ qua. Lúc này, giọng nói của Vân Hạn Lâm như đang trong trạng thái điên cuồng, đầy mùi chết chóc. Được, tôi chờ ông, Trần Triệu Dương cười nhạt, trực tiếp giẫm nát điện thoại. Khiêng hắn đi đi, Trần Triệu Dương nhìn Lão Du lạnh lùng nói xong, anh liền rời đi. Nhìn theo bóng dáng Trần Triệu Dương đang rời đi, Lão Du linh cảm được việc khiêu khích một người tàn nhẫn như vậy, nhất định không phải chuyện tốt đối với kỳ môn sơn của bọn họ. Mới 20 mấy tuổi đầu mà thực lực của Trần Triệu Dương đã mạnh đến vậy, quan trọng nhất chính là quyết đoán, lòng dạ độc ác, không bao giờ nhân nhượng với đối phương. Đương nhiên, Trần Triệu Dương không hề biết chuyện này, anh đã trở về nhà họ Dương rồi. Lúc này, không khí nhà họ Dương rất nghiêm trọng, khi người nhà họ Dương nhìn thấy Trần Triệu Dương một mình trở về thì đều lộ ra vẻ hy vọng. Lẽ nào Trần Triệu Dương không đuổi kịp đám người cậu chủ Vân sao? Cậu không sao chứ? Dương Lệ nhanh chóng bổ nhào vào lòng của Trần Triệu Dương, lo lắng hỏi. Yên tâm, tôi thì có thể xảy ra chuyện gì được. Bọn họ mới là người gặp rắc rối, Trần Triệu Dương cảm giác được sự yếu ớt của người con gái trong vòng tay mình, trong lòng đột nhiên có một tia gợn sóng. Bọn họ sao vậy? Dương Lệ ngẩng đầu lên khi nghe anh nói vậy, nghỉ hoặc hỏi.
không có chuyện gì, chỉ là khiến bọn họ tàn phế mà thôi, Trần Triệu Dương hời hợt nói. Chuyện này, có khi nào cậu sẽ gặp rắc rối không? Dương Lệ lo lắng hỏi khi nghe Trần Triệu Dương nói vậy. Đừng lo, không sao đâu, Trần Triệu Dương cười an ủi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 10.